Chương 343, ra tay. Qua mười mấy phút sau, quả phụ xinh đẹp từ trong cuồng loạn thanh tỉnh lại, cô mở to mắt, vẻ xinh đẹp lại càng lộ rõ nói khẽ. Cảm ơn anh, tôi đã cảm giác tốt hơn nhiều rồi. Anh là một người tốt, tôi sẽ ghi nhớ cả đời. Như thế nào rồi, đã có cảm giác ở hông chưa? Cô thử đứng lên ngồi xổm xuống đi, làm lại vài lần. Diệp Phàm nhẹ nhàng. Ừ. Quả phụ xinh đẹp đáp lời, cũng không kịp cảm thấy thẹn thùng, hơi kích động đứng lên rồi ngồi xuống mấy lượt, ngay cả quần áo cũng không mặc. Theo sự vận động, hai bầu ngực cao vút của cô phập phồng, giải đất thần bí cũng lộ hết cả ra trước cặp mắt sói của thầy thuốc quốc thuật. Loại phong tình này đúng là quá trêu ngươi. Ông đây chắc là Liễu Hạ Huệ chuyển thế, như vậy mà cũng có thể chịu đựng được. Diệp Phàm thầm tự khen. Cảm ơn anh, tôi đã có thể cử động, chỉ hơi đau một chút thôi, chẳng lẽ tôi đã thật sự khỏi bệnh. Quả phụ xinh đẹp dường như vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật này, nỗi đau đớn nhiều năm thoáng cái đã tiêu trừ, bản thân giống như nằm mơ. Không có chuyện gì, tôi đi đây, cô chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, dần dần gia tăng lượng hoạt động, chắc không bao lâu là có thể khôi phục hoàn toàn. Diệp Phàm vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị rời đi, cứ ở đây mãi hắn cũng không dám đảm bảo có thể chống lại sự quyến rũ của quả phụ xinh đẹp hay không. Diệp, chủ tịch thị trấn Diệp, anh chờ một chút. Quả phụ xinh đẹp đột nhiên hô. Còn có việc sao? Diệp Phàm xoay người hỏi, ánh mắt lại tham lam quét một vòng trên thân thể trần truồng của người thiếu phụ rồi dừng ở vùng cỏ tùm. Chủ tịch Diệp, nhà tôi nghèo không có gì cảm tạ anh, chỉ có thân thể này sau khi chồng tôi chết thì không hề có ai được chạm vào. Hơn nữa vì thứ kia của chồng tôi vì lúc lái xe bị thương nên vô dụng, tính ra tôi vẫn còn thanh khiết. Quả phụ xinh đẹp mặt đỏ như hoa đào, sau khi nói xong còn cố ý khẽ dang rộng hai chân, hiển lộ ra cả vùng cỏ trước mặt Diệp Phàm. Trên đó lúc này đã thấp thoáng vài giọt sương, vùng cỏ rất rậm rạp, bên trong mơ hồ môn hộ hấp dẫn tâm thần. Anh Trư khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt lưu luyến trước môn hộ của quả phụ xinh đẹp rồi dùng hết nghị lực quay phát đi, dùng tốc độ của Lưu Tường mở cửa chạy biến đi. Không lâu sau, trong rừng tre gần đó truyền đến tiếng giống điên cuồng như tiếng sói gọi xuân của Diệp Phàm. Tại sao, ta không thể, ta là cao thủ phải có phong phạm cao thủ mới đúng. Diệp Phàm điên cuồng giống lên suýt nữa làm một ông lão bị bệnh tim cách đó không xa sợ hết hồn. Sáng hôm sau, Trịnh Lực Văn đột nhiên nhận được một cú điện thoại, nhất thời tròn mắt. Làm sao bây giờ, hiện giờ Đỗ Bằng đã đi thôn Quy Lĩnh, bên kia điện thoại cũng không có tín hiệu, đành phải tìm Đoàn Hải thương lượng một chút rồi. Trịnh Lực Văn sắc mặt đại biến, vội vàng gọi Đoàn Hải. Chỉ chốc lát sau, Đoàn Hải đã vội vàng chạy tới. Anh Trịnh, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi nhận được tin tức, nghe nói trên huyện sẽ ra tay với chủ tịch Diệp. Đoàn Hải, cậu trước kia từng ở văn phòng huyện ủy thử phân tích xem có khả năng này không? Trịnh Lực Văn vẻ mặt khẩn trương. Đoàn Hải sau khi xong thì biến sắc, trầm mặc một lúc rồi nói. Anh Trịnh, chúng ta lập tức đi thôn Quy Lĩnh, có một số việc sẽ không phải ngẫu nhiên mà có. Đã có người biết chuyện nói cho anh vậy thì chuyện này rất có khả năng. Hơn nữa khả năng rất lớn. Gần đây có rất nhiều chuyện đối với chủ tịch thị trấn Diệp cũng không lợi, đặc biệt là chuyện lùi đường và tài chính. Lần này vừa xui xẻo gặp phải chuyện lão bí thư chi bộ bị tường đè chết, chắc là có người dùng nó để nói chuyện. Không thể chậm trễ được nữa, giờ Đỗ Bằng đã đi trước, chúng ta lập tức chạy tới báo cho chủ tịch Diệp, dù sao cũng phải chuẩn bị mới được. Ừ, tôi cũng có ý này. Để mọi việc đó, tôi xin nghỉ phép. Chúng ta lập tức đi luôn. Trịnh Lực Văn vẻ mặt kiên định. 8 giờ sáng. Trước linh đường lão bí thư chi bộ của thôn Quy Lĩnh đang náo nhiệt, mọi người bận rộn thu xếp mọi thứ để chuẩn bị đưa quan tài lên núi. Diệp Phàm lại dạo một vòng trên núi thấy thiên nhĩ linh thảo đã bị dân thôn hái cho gần hết, xem ra lực lượng quần chúng đúng là to lớn. Trong phòng họp thường vụ huyện Ngư Dương bắt đầu bốc khói thuốc lá mù mịt, mọi thường vụ đều đến đầy đủ, tuy nhiên không ai nói cười như thường lệ. Bàn họp vẫn như cũ nhưng nhiều người đã điều đi hay chuyển vị trí, có nói là đã thay máu. Hôm nay là hội nghị thường vụ đầu tiên mà Bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn chủ trì. Bí thư huyện ủy, Cổ Bảo Toàn, nghe nói là từ vị trí chủ tịch huyện huyện Cổ Xuyên điều tới đây, có thành tích phát triển kinh tế rất tốt ở đó, đạt tới 8%. Điều này so với Lý Hồng Dương cầm quyền Ngư Dương có tăng trưởng kinh tế,
không phải mấy mấy phần trăm cách biệt một trời một vực. Lần này bí thư thị ủy Chu Cản Dương đưa lên đây, mục tiêu quan trọng là đẩy mạnh kinh tế ngư dương phát triển. Chu Cản Dương giao cho y mục tiêu là sau một năm kinh tế tăng trưởng 3-4%. Bởi vì thành phố Mạc Hương chia đều chỉ tiêu là 8%, giống như thành phố Phú Xuân có tỷ số tăng trưởng đạt đến 13%, nói ra đúng là dọa người. Chỗ cao chỗ thấp như vậy để bù trừ cho nhau, Chu Cản Dương cũng biết, huyện nghèo ngư dương muốn thoáng cái từ gà rừng thành Phượng Hoàng là cực kỳ khó khăn, nếu định ra chỉ tiêu quá cao thì vừa mệt chết người vừa không thực hiện được, cũng không còn ý nghĩa gì cả. Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh, nguyên công tác ở Ủy ban Kinh tế Thương mại của tỉnh, là thạc sĩ kinh tế ở nước ngoài về. Trưởng ban tổ chức Phí Mặc, vừa nhận chức bí thư khối đảng. Phó chủ tịch, thường vụ huyện ủy, Tiếu Tuấn Thần vẫn nguyên vị trí. Phó chủ tịch huyện, thường vụ, Trần Quang Húc, kiêm nhiệm chủ tịch thị trấn Thành Quan. Trưởng ban tổ chức, Miêu Phong, nguyên là phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố điều xuống. Bí thư Ủy ban kỷ luật, người cũ Chu Trường Hà. Trưởng ban tuyên giáo, Ngọc Nhã Chi là từ phó chủ tịch huyện thăng lên. Bí thư Ủy ban chính pháp, Vương Sương Nhiên, vẫn giữ nguyên vị trí, không kiêm chức cục trưởng cục công an. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, Trương Tân Huy, phó chủ tịch huyện thăng lên. Huyện đội trưởng, Tạ Cường, giữ nguyên vị trí. Bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn vóc dáng tầm thước, sống mũi cao, chừng 40 tuổi. Y nhìn qua có vẻ hòa nhã, không có vẻ nghiêm túc như Lý Hồng Dương, khí phách như Trương Tào Trung, ngồi đó không biểu hiện gì, rít khói liên tục. Thành thật mà nói, cũng nhanh đến cuối năm rồi, vốn không nên xử lý người nào, chẳng qua có vài đồng chí làm quá mức, không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tối hôm qua bí thư thị Thủy Ngọc gọi điện thoại tới, hôm nay tôi triệu tập thường vụ thảo luận về thị trấn Lâm Tuyền. Chủ tịch huyện Vệ phát biểu đầu tiên đi. Cổ Bảo Toàn cuối cùng nghiêm mặt nói. Các vị thường vụ nghe xong thì phản ứng không giống nhau, dĩ nhiên trong lòng đều gảy bàn tính lách cách, đám người Chu Trường Hà, Phí Mặc đương nhiên là cao hứng. Trương Tân Huy hoảng hốt vì Diệp Phàm đã giúp đỡ cháu y là Trương Gia Lâm không ít, hơn nữa lúc ấy mình đã hứa hẹn giúp hắn. Bí thư Ủy ban chính pháp Vương Sương Nhiên và Phó Chủ tịch, thường vụ huyện ủy Tiếu Tuấn Thần Nguyên cùng chiến tuyến với Lý Hồng Dương, hiện giờ thấy bí thư Cổ muốn bắt Diệp Phàm khai đao, trong lòng đều cảm thấy chua xót. Lý Hồng Dương nếu không phải rời Ngư Dương lên nhận nhiệm vụ ở Cục Máy Móc Nông nghiệp thành phố Mạc Hương thì tiên phong Diệp Phàm sao sẽ phải xui xẻo. Vương Sương Nhiên và Tiếu Tuấn Thần đều có một cảm giác huynh đệ gặp nạn, hiện giờ Lý Hồng Dương vừa đi, hai vị này cũng không biết làm như thế nào, tạm thời đang bảo trì trung lập. Trưởng ban tổ chức Miêu Phong cũng giữ thái độ quan sát, y không quen biết với Diệp Phàm, ai lên ai xuống tạm thời chưa quan tâm, không nâng đỡ người nào nhưng cũng không tình nguyện chọc vào ai. Vì thế sau khi nghe Cổ Bảo Toàn nói xong thì y thầm nghĩ, các ngươi tranh đi, ta đứng bên xem náo nhiệt. Trưởng ban tuyên giáo Ngọc Nhã Chi cũng nghe được tin tức vào tối qua, đối với chuyện Diệp Phàm ngã ngựa, dĩ nhiên cũng có tính toán riêng. Dĩ nhiên hy vọng nhất chiếm được cái ghế chủ tịch thị trấn là bí thư khối đảng Phí Mặc, nếu như có thể đem Đại Chân Lâm Tuyền nắm trong tay thì coi như có thể đạt được mục tiêu chiếm cứ 1/4 các thị trấn ngư dương của Phí gia. Sau này ngư dương chính là thiên hạ của Phí gia, vì thế Phí Mặc liếc sang Chu Trường Hà, hai người đều ngầm hiểu. Trước kia cả hai đều là đồng minh của Trương Tào Trung, hiện giờ Trương Tào Trung đi hội đồng đại biểu nhân dân nghỉ ngơi nên cũng không biết Chu Trường Hà tâm tư như thế nào. Tối ngày hôm qua, Phí Mặc đã gọi điện cho Chu Trường Hà nói chuyện một hồi, dĩ nhiên là chuyện lôi kéo Chu Trường Hà để có thể giúp đỡ Phí gia thu được cái chức chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Chu Trường Hà lúc đầu cũng không tỏ thái độ gì rõ ràng, sau lại Phí Mặc ném ra một miếng mồi là đem em họ của Chu Trường Hà là Chu Trường Phong từ cục phó cục giáo dục đổi thành phó trưởng ban tổ chức huyện ủy. Chu Trường Hà vừa nghe thì cảm thấy rất ngờ vực, sau đó mới bằng lòng dốc toàn lực để đưa người của Phí Mặc lên. Hừ, được tiện nghi còn làm vẻ. Phí Mặc cúp điện thoại không nhịn được, giận đến mắng một câu. Phí Mặc vẫn muốn cướp được cái ghế chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền đơn giản là vì muốn mấy công trình ở đó vào tay con trai mình. Chương 344, tranh cãi miễn chức, xử lý theo pháp luật. Lượng tiền bỏ ra để giành được công trình này cũng không ít, hơn nữa Lâm Tuyền là một thị trấn lớn, nắm giữ được thị trấn này thì chẳng khác nào nắm giữ được huyết mạch kinh tế của Ngư Dương. Nếu người của Phí gia có thể trèo lên được chức chủ tịch thị trấn, sau này phối hợp với đảng ủy viên,
Phó Chủ tịch thị trấn Khúc Anh Hà thì trên cơ bản có thể nắm trong tay cả thị trấn Lâm Tuyền. Nghĩ tới những chuyện này, buổi tối Phí Mặc ngủ rất thảnh thơi. Thời cuộc đang rất tốt, điều chỉnh nhân sự của thành phố với Ngư Dương lần này đối với Phí gia mà nói chính là một cơ hội rất tốt để lật bài một lần nữa, có lợi chứ không có hại. Đương nhiên, Phí Mặc cũng hiểu Cổ Bảo Toàn mới nhậm chức bí thư huyện ủy cũng không phải là một con cọp giấy, trước kia khi ở huyện Cổ Xuyên làm việc cũng rất xuất sắc, cho bí thư huyện ủy ở đó ngồi không, nhưng y cho rằng Cổ Bảo Toàn vừa mới đến nhậm chức, còn chưa thu phục được lòng người, có lẽ trong thường vụ cũng không có mấy người ủng hộ. Bởi vì mọi người đều thay đổi cách đây không lâu, thường vụ bình thường đều giữ thái độ quan sát. Thời cơ này chính là thời cơ tốt nhất để mò chức vụ, lại vừa vặn gặp lúc Diệp Phàm đụng phải họng súng, Phí Mặc thật sự muốn hét to lên, trời cũng giúp ta. Đồng chí Diệp Phàm gần đây đã làm mấy chuyện lớn, chưa thông qua phê chuẩn của hội nghị thường ủy, khăng khăng cưỡng chế những gia đình vì hỏa hoạn mà chịu khổ trên đường Đông Tỏa Dương, buộc tất cả phải thối lui hơn 10 mét để làm đường. Phải mở rộng đường đến 26 mét, nói là giống như thành phố Phúc Xuân. Đây quả thực là chuyện vô cùng buồn cười, thị trấn Lâm Tuyền có bao nhiêu tài lực, thành phố Phúc Xuân người ta còn được xếp trong những thành phố đứng đầu của Mặc Hương. Hơn nữa, muốn hoàn thành hạng mục công trình này, chính quyền thị trấn Lâm Tuyền phải bỏ ra số tiền khổng lồ hơn 400 vạn để bồi thường cho các gia đình trên đường. Theo sự hiểu biết của tôi đối với tình hình tài chính của thị trấn Lâm Tuyền, thu nhập tài chính một năm không quá 200 vạn, hạng mục công trình này phải cắt bỏ tiền lương 2 năm của tất cả công nhân viên thị trấn Lâm Tuyền may ra mới đủ. Người này thích làm công trình sĩ diện đến điên cuồng, bất chấp sống chết của nhân dân Lâm Tuyền. Lại làm ra bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, tôi không thể không nói, đồng chí Diệp Phàm rất là ảo tưởng, hơn nữa còn là ảo tưởng chuyện không đâu. Giao thông của Lâm Tuyền có thể xây dựng tốt hơn, đương nhiên tôi không phản đối. Nhưng đây lại là một công trình lớn gần 3.000 vạn. Đừng nói là thị trấn Lâm Tuyền không đủ sức, ngay cả dốc hết tất cả tài lực của Ngư Dương chúng ta cũng không hoàn thành được bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền. Cho nên chuyện thứ hai, tôi có thể quy kết là xa vời, nói đúng hơn là hoang đường. Việc lớn thứ ba chính là đồng chí Diệp Phàm căn bản không làm hết chức trách của một chủ tịch thị trấn. Hôm trước lão bí thư chi bộ của thôn Quy Lĩnh là Phượng Cửu Công vì chuyện tu sửa trường học mà tới thị trấn tìm hắn đòi tiền, nhưng hắn không biết chạy đi chỗ nào. Kết quả lão bí thư chi bộ trở về tự mình đi triệu tập thôn dân đi đào tường, kết quả là tường đổ, lão bí thư chi bộ gặp nạn. Ai, một đảng viên lâu năm, một người cán bộ kỳ cựu vì người dân mà hối hả ngược xuôi. Cứ như vậy chức chủ tịch thị trấn vô trách nhiệm đến tận cùng cứ chôn vùi trong tay hắn. Nghe nói đồng chí Diệp Phàm vì muốn vớt phát đã đến thôn Quy Lĩnh đưa ma lão bí thư chi bộ, lúc này còn hữu dụng sao? Ai, sớm biết như vậy thì cần gì ban đầu? Chuyện này hôm qua đã gây ồn ào lên tận thành phố. Xem ra Ngư Dương chúng ta trước cuối năm đã trở nên nổi tiếng rồi. Còn nói đánh nhau với người ta như tên du đãng, chuyện đến nhà máy đánh người, tùy ý khai trừ công nhân tôi không nói đến nữa. Bí thư Cổ, đây chính là tình hình tìm hiểu trước mắt. Ý kiến của tôi đối với đồng chí Diệp Phàm là cách chức ngay tại chỗ. Nếu truy thu tội bỏ rơi nhiệm vụ thì cũng phải truy thu đến cùng. Ấn tượng của Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh đối với Diệp Phàm cực xấu, những lời nói ra đều tràn đầy kinh hãi, toàn là vỏ đạn, Diệp Phàm thiếu chút nữa là thương tích đầy mình rồi. Cách chức, thật quá vô lý, thật đúng vô trách nhiệm. Bí thư Cổ, tôi ủng hộ đề nghị xử lý đồng chí Diệp Phàm của Chủ tịch huyện Vệ. Nhất định phải xử theo pháp luật, một thị trấn có mười mấy vạn nhân khẩu bị cậu ta làm cho thế nào chứ? Quả thực là làm ăn bừa bãi. Lúc này Phí Mặc lớn tiếng dọa người, khẩu khí cứng rắn, ủng hộ đề nghị của Chủ tịch huyện Vệ. Vừa rồi từ tìm hiểu của Chủ tịch huyện Vệ, xem ra đồng chí Diệp Phàm cũng có một chút vấn đề kinh tế, nghe nói cậu ta thường xuyên lái một chiếc xe Mitsubishi nhập khẩu, giá trị gần 40 vạn. Bên trong có một số chuyện khiến người ta tỉnh ngộ. Tại sao cậu ta nhất định phải làm bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, liên quan đến gần 3.000 vạn tài chính? Biết rõ không thể làm còn muốn làm, bên trong lẽ nào không có gì mờ ám? Hừ, tôi không tin, tôi đề nghị Ủy ban Kỷ luật tham gia vào công tác điều tra. Gần đây Ủy ban Kỷ luật cũng thu được không ít thư tín liên quan đến tác phong bất chính, tư lợi tham ô số tiền lớn cách xù để cho cá nhân hưởng thụ của đồng chí Diệp Phàm. Bí thư Ủy ban Kỷ luật Chu Trường Hà cười lạnh lùng, thầm mắng, nhãi danh,
lần trước con trai tiểu đào của ông mày bị chỉnh đốn ở trụ sở Dương Đầu Phong, hại bố mày mất hết mặt mũi ở Ngư Dương, suýt chút nữa thì không ở tiếp được, lần này không lột ra ngươi thì bố mày không phải họ Chu nữa. Đúng, vấn đề của đồng chí Diệp Phàm quả thực tương đối nghiêm trọng. Vị trí chủ tịch thị trấn ngàn vạn lần không thể để cậu ta tiếp tục đảm nhận được, đây là chuyện liên quan đến mười mấy vạn nhân khẩu, tôi đồng ý với đề nghị của chủ tịch huyện vệ. Phó chủ tịch huyện Trần Quang Húc cũng nói lên một số suy nghĩ của mình. Đương nhiên, Vương Sương Nhiên, Tiếu Tuấn Thần và trưởng ban tổ chức Miêu Phong đều không lên tiếng, làm một khán giả trung thực. Còn chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trương Tân Huy vừa mới vào đảng cũng có lòng nói giúp mấy câu cho Diệp Phàm, nhưng vừa thấy chủ tịch huyện vệ sơ tinh nhóm đầu thuốc pháp, sau đó bí thư đảng ủy Phí Mặc lại tăng thêm một viên hỏa tiễn, cuối cùng Trần Quang Húc nhắm đúng thời cơ len lén quang lưu đạn. Một chủ nhiệm văn phòng huyện ủy vừa vào đảng như mình thì có quyền phát ngôn gì, trong lòng cứ cười khổ bản thân là hữu tâm vô lực. Hơn nữa nếu bí thư cổ bị phó bí thư chuyên trách thứ hai của thị ủy Ngọc Hoài Nhân phê bình, trong lòng có lẽ cũng đang bốc hỏa, vừa rồi ném ra chủ đề hình như mơ hồ chỉ đúng Diệp Phàm. Diệp Phàm còn quá trẻ tuổi, mới 19 tuổi đã đảm nhiệm chức vụ chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, điều này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Thanh niên thường dễ kích động, làm ra một số chuyện khiến người ta khiếp sợ, tôi cho rằng đề nghị của chủ tịch huyện vệ rất thích hợp. Trưởng ban tuyên truyền cũng vừa mới vào đảng, Ngọc Nhã Chi nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, cũng không quên châm thêm mồi lửa. Cô ta sớm đã tính toán kỹ nhân cơ hội này thay người ủng hộ Ngọc Gia ra mặt, không đẩy Diệp Phàm xuống thì mình làm sao tiến lên được, nhưng lý do của cô ta trái lại rất đường hoàng khiến người ta không thể nào phản bác. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn, chờ đợi y quyết định. Nhưng trong lòng mọi người đều có tính toán, Diệp Phàm lần này khó thoát khỏi vận rủi, chuyện này như đinh đóng cột rồi. Đúng. Đồng chí Diệp Phàm không thích hợp đảm nhận chức vụ chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Miễn chức trước đã, ai đồng ý miễn nhiễm chức vụ của Diệp Phàm thì xin mời giơ tay. Cổ Bảo Toàn muốn biểu hiện cá nhân mình là con người rất dân chủ, dưới tình huống chuyện vô cùng trong sáng vẫn muốn bày trận pháp, giơ tay biểu quyết. Tuy nhiên đối với chuyện xử lý đồng chí Diệp Phàm, Cổ Bảo Toàn tạm thời vẫn không biểu thị thái độ. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Trừ trưởng ban chỉ huy quân sự Tả Cường từ bỏ quyền biểu quyết ra, hai người Thiếu Tuấn Thần và Vương Sương Nhiên trước kia vốn cùng thuộc phe Diệp Phàm cũng khó khăn giơ tay lên. Bọn họ biết tình thế đã không còn cứu vãn được nữa, giơ hay không giơ cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Trái lại còn để lại ấn tượng không tốt cho bí thư, chủ tịch huyện vừa mới tới. 10 người đồng ý, một người từ bỏ, thông qua. Theo đó thanh âm của bí thư Cổ Bảo Toàn vang lên tuyên cáo. Có lẽ Diệp Phàm là chủ tịch thị trấn có thời gian tại chức ngắn nhất trên đời này, tiền nhiệm còn chưa tới nửa tháng đoán chừng đã bị miễn chức rồi. Bí thư Cổ, nếu đồng chí Diệp Phàm đã tạo thành tổn thất kinh tế quá lớn về phương diện tài chính cho chính quyền chúng ta, có phải nên đề nghị ủy ban kỷ luật tham gia điều tra? Chu Trường Hà sớm đã chờ đợi ngày này, hôm nay cầu được cơ hội này nhất định phải giữ chặt lấy, phải làm cho tên tiểu tử đó sau này không có ngày ngóc đầu lên mới được. Tôi cũng cảm thấy đề nghị của bí thư Chu rất thiết thực. Vệ sơ tinh lại bắt đầu quăng ra đạn pháo, có lẽ có thể xuyên thủng lồng ngực đồng chí Diệp Phàm. Đúng, nếu đồng chí Diệp Phàm thật sự làm những chuyện có lỗi với nhân dân, với đảng và đất nước, ủy ban kỷ luật có thể lập án điều tra. Nhưng có một số chuyện bắt gió bắt bóng, vô căn cứ thì nên thả lòng trước. Cổ Bảo Toàn cũng có băn khoăn của mình, nghe nói Diệp Phàm là tiên phong đắc lực của nguyên bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương. Có chút năng lực nhất định trong phương diện lôi kéo quyên góp đầu tư. Mình vừa mới nhậm chức được 2 ngày đã giật mũ quan chủ tịch thị trấn của nguyên bí thư huyện ủy tiền nhiệm, chuyện này đối với nguyên bí thư Lý Hồng Dương mà nói là một chuyện vô cùng khó chấp nhận. Mặc dù Lý Hồng Dương hiện tại gặp xui xẻo bị điều vào lãnh cung đến cục nông nghiệp nhậm chức cục trưởng. Tuy nhiên cũng không thể không nể mặt y, nếu đã miễn chức mà lại xử lý theo pháp luật thì cũng quá ức hiếp người. Huống hồ hiện tại bản thân mình cũng đứng chưa vững vàng, cũng không cần ở dưới tình thế không trong sáng kết thù kết oán với ai. Đối với một quan viên mà nói, bị mất chức đã là một chuyện rất thê thảm, bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà tại sao cứ nhất định phải cắn chặt lấy Diệp Phàm, không chịu buông tha, khẳng định trong chuyện này có chuyện gì mờ ám không muốn người khác biết. Mình cũng không muốn trở thành đồng lõa của y, vô cớ gây ra chuyện không hay gì. Ngay cả Phí Mặc cũng không phát ngôn bừa bãi ủng hộ Chu Trường Hà.
hắn cho rằng chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là đoạt được chiếc ghế chủ tịch thị trấn mà Diệp Phàm để lại mới quan trọng nhất. Còn về có xử lý Diệp Phàm theo pháp luật hay không thì không quan trọng. Có lẽ sau này Diệp Phàm có muốn Đông Sơn tái khởi còn khó hơn lên trời. Một con cọp bị rút răng thì không thể được gọi là con cọp được nữa, gọi là con mèo bệnh cũng không sai. Bí thư Cổ, sau khi Diệp Phàm miễn chức thì sắp xếp như thế nào? Lúc này huyện đội trưởng Tạ Cường vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Lần trước tư lệnh Cố Minh Khải của quân phân khu thành phố Mặc Hương cứ nói giúp cho do, Tạ Cường suy đoán không biết Diệp Phàm có phải có quan hệ gì đó với bên quân đội không. Cho nên vừa rồi mới bỏ phiếu trắng, hơn nữa sắp xếp vị trí cho Diệp Phàm sau khi bị miễn chức có lẽ cũng khó khăn, bằng không chẳng sớm chẳng muộn cũng không chịu nổi. Nếu như Diệp Phàm thật sự có quan hệ tương đối tốt với người nào đó bên quân đội thì mình cũng chẳng khác nào lấy được lòng người ta. Từ thái độ làm người lâu nay của Tạ Cường thì chính là tận lực kết giao với người ta, không muốn rơi vào chuyện oán hận gì đó. Thu xếp, còn muốn thu xếp cái gì nữa? Tôi thấy cấp bậc trưởng phòng của hắn cũng nên bãi miễn mới đúng. Nếu để lại cấp bậc trưởng phòng thì có chút không thỏa đáng, một cán bộ như vậy nếu giữ lại sau này chắc chắn sẽ còn gây họa cho đảng và đất nước. Chu Trường Hà lại lên tiếng, hôm nay quyết tâm phải dìm chết Diệp Phàm. Chương 345, kỹ nữ vô tình chúng ta cũng phải có chút nghĩa. Đúng, nếu đồng chí Diệp Phàm có sai lầm lớn như vậy, thậm chí có vài phương diện đã chảnh mảng nhiệm vụ quá mức. Cái chết của lão bí thư chi bộ, hắn không thể nào trốn tránh trách nhiệm được, nếu không truy cứu cũng xem như chúng ta rất nhân đạo rồi. Cấp bậc trưởng phòng hẳn là không thể giữ lại. Phí Mặc liếc mắt nhìn Chu Trường Hà, nghĩ đến lúc cướp được chiếc ghế chủ tịch thị trấn vẫn cần y ra lực ủng hộ cho nên cũng đi theo phụ họa với đề nghị của Chu Trường Hà. Khả năng này có vẻ không ổn. Tôn chỉ của đảng ta luôn là phạt trước dạy sau, trị bệnh cứu người. Người trẻ tuổi phạm phải một số sai lầm cũng là chuyện khó tránh khỏi, chúng ta không thể một gậy đánh chết. Đồng chí Diệp Phàm có tật bệnh thế này thế kia, nhưng cậu ấy cũng làm được rất nhiều chuyện kinh người. Lấy chuyện đầu tư ra mà nói, nhà máy giấy Ngư Dương vốn là một cục diện rối rắm. Nhưng đồng chí Diệp Phàm vì nhà máy giấy đã lôi kéo được 3.500 vạn đầu tư, tôi nghĩ những vị đang ngồi đây nếu trước kia là thường vụ thì hẳn là đều biết chuyện này. Hơn nữa đồng chí Diệp Phàm mặc dù nói đề xuất, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, có chút cuồng vọng, nhưng cậu ấy cũng vì nó mà lôi kéo được khoản tiền sửa đường 1.000 vạn. Cho nên, tôi cho rằng nên lấy phê bình giáo dục là phương hướng chủ yếu. Nếu là miễn chức, cũng nên sắp xếp cho cậu ấy một chỗ nào có thể đi, mọi người nói có phải không? Lúc này Phó Chủ tịch huyện thường vụ Tiếu Tuấn Thần đột nhiên đứng lên nói. Phải biết rằng Tiếu Tuấn Thần cũng là người của Tiếu gia, một trong tứ đại gia đình lớn của Ngư Dương. Quan hệ của Tiếu Tuấn Thần và Diệp Phàm cũng không phải tốt lắm. Trước kia có tiếp xúc mấy lần, nhưng đều giới hạn ở quan hệ cấp trên cấp dưới trong công việc. Lần này Tiếu Tuấn Thần chịu mạo hiểm đắc tội với chủ tịch huyện mới đến Vệ Sơ Tinh, để nói giúp Diệp Phàm mấy câu là vì có mấy nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải nói Tiếu Tuấn Thần muốn thật lòng giúp đỡ Diệp Phàm. Xem công tác của Diệp Phàm làm ra xuất sắc như vậy, y còn chưa có tư tưởng và giác ngộ cao như vậy. Nguyên nhân là vì biểu hiện của Phó Chủ tịch huyện thường vụ Tiếu Tuấn Thần trước kia khi Trương Tào Trung còn đang làm chủ tịch huyện quá mềm yếu, khiến một số phó chủ tịch huyện không phải là thường vụ âm thầm đều có chút khinh thường, liên tưởng đến ngoại hiệu bệnh ưởng hổ Ngư Dương của y. Lúc ấy Trương Tào Trung và con cọp đất Ngư Dương, Phí Mặc liên thủ lại chèn ép Tiếu Tuấn Thần, khiến y rất không đắc chí. Lần này thì thay đổi rồi, đổi một chủ tịch huyện là phụ nữ đến. Vừa bắt đầu đã thể hiện tư thế bức người. Diệp Phàm mới lên nhậm chức không đến một tháng đã bị lật đổ, qua đó để Vệ Sơ Tinh biểu hiện rõ ràng khí phách của nữ chủ tịch huyện, làm người khác không dám khinh thường. Diệp Phàm thật ra chỉ là con gà bị giết, dùng để dọa khỉ thôi. Đương nhiên, Diệp Phàm vừa vặn có chuyện đụng phải nòng súng của cô ta cũng là nguyên nhân. Tiêu Tuấn Thần quyết định thay đổi tác phong mềm yếu và bệnh trạng trước kia, để sau này trong phân quản công tác của chính quyền huyện, có thể mò được vài lĩnh vực béo bở. Cho nên lần này dưới tình huống Diệp Phàm bị lột mũ quan, còn bị anh rể chị họ mình đề xuất xử lý theo pháp luật, y vẫn muốn đứng lên, kỳ thực là mơ hồ muốn đọ sức với Phí gia và chủ tịch huyện Vệ. Thâm ý là để Vệ Sơ Tinh không thể xem thường y, sau này khi điều chỉnh công tác quản lý cũng không dám dùng làm bừa, ít nhất phải bỏ ra vài lĩnh vực. Nói đến công tác quản lý trong chính quyền huyện, ẩn ý bên trong cũng rất lớn.
nếu phân công quản lý đều là một số bộ phận hành chính không kiếm trác được gì thì lời nói và uy phong của lãnh đạo quản lý bộ phận này đương nhiên cũng thấp hơn không ít. Ví dụ như lãnh đạo quản lý các cục giáo dục, thủy sản, dân chính, máy móc nông nghiệp, kỳ thực đều không có bao nhiêu thực quyền. Khi nói chuyện, lãnh đạo các cục khác căn bản không thèm để ý. Nếu như quản lý công tác tài chính, công an, thống kê, thì lời nói của các lãnh đạo cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu có một số cục trưởng không chịu nghe lời thì mình có thể lợi dụng chức quyền quản lý trong tay, kêu cục thống kê tới kiểm tra, hoặc kêu nhân viên của cục tài chính kéo dài tài chính thêm mấy ngày. Cho nên lượng quyền hành ẩn chứa bên trong chức vụ quản lý của các cấp phó lớn trong chính quyền huyện cũng vô cùng quan trọng, đối với phương diện phân công quản lý mà nói, chủ tịch huyện như Vệ Sơ Tinh có quyền quyết sách rất lớn, cho dù là bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn muốn trực tiếp nhúng tay vào cũng khó. Còn có một nguyên nhân là vì Thiếu Tuấn Thần hiện tại thấy Tạ Cường nói giúp cho Diệp Phàm, cho rằng có lẽ Tạ Cường sẽ đứng ra ủng hộ ý kiến của mình. Cho nên Thiếu Tuấn Thần sau khi nói xong bí mật liếc nhìn Tạ Cường và Vương Xương Nhiên, trước kia mình và bí thư tư pháp Vương Xương Nhiên đều lăn lộn với Lý Hồng Dương. Hiện tại mặc dù nói Lý Hồng Dương đã bị kéo đổ, nhưng nhân tài vừa xuống, Vương Xương Nhiên có lẽ chưa quyết định dựa vào nhà nào nhanh như vậy. Nếu Diệp Phàm thật sự bị xử theo pháp luật thì chính là đánh vào thể diện của Lý Hồng Dương, ngay cả thể diện của mình và Vương Xương Nhiên cũng khó coi, có thể vớt phát được chút nào thì nên ra tay giúp đỡ một chút. Người ta nói kỹ nữ vô tình, chúng ta không phải là kỹ nữ, mà là quan viên, cũng nên có chút tình nghĩa mới đúng. Vì vậy ở vấn đề miễn chức của Diệp Phàm, hai người đều giơ tay, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, vì không giơ tay, phản đối cũng vô dụng. Phía bên người ta đã vững vàng có 7, 8 phiếu, cũng không cần phải làm một số chuyện ngu xuẩn đi đắc tội với chủ tịch và bí thư huyện. Đương nhiên, ở phương diện xử lý theo pháp luật thì nên vớt phát một chút. Loại chuyện này nói có thì có, nói không có thì cũng là không có, chỉ cần xem các vị thường vụ đang ngồi đây há miệng. Câu tục ngữ người làm quan có hai cái miệng, chính là chỉ lời nói của quan lại không đáng tin, biến đổi thất thường. Cho nên Thiếu Tuấn Thần cho rằng chuyện xử theo pháp luật, kỳ thực chính là một số thứ tưởng đúng mà lại sai, có thể linh hoạt biến hóa. Bí thư ủy ban kỷ luật Tiếu Trường Hà cắn chặt lấy Diệp Phàm không tha, còn không phải vì chuyện của con trai Chu Tiểu Đào mà đòi nợ, Phí Mặc làm đồng lõa có lẽ có mục đích khác, chủ tịch huyện vệ vừa mới tới bị người ta lợi dụng đẩy lên phía trước mà thôi. Những chuyện này Thiếu Tuấn Thần cũng mơ hồ cảm nhận thấy, ngay cả bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn cũng có cảm giác, cho nên liên quan đến chuyện miễn chức Diệp Phàm, lập án điều tra xử theo pháp luật cũng không có nới lỏng. Khi Thiếu Tuấn Thần đứng ra nói giúp cho do, trong lòng Cổ Bảo Toàn chợt sáng bừng, nghĩ thầm, hay. Có tranh đấu thì sẽ có cơ hội tìm ra, chỉ cần không phải bền chắc như thép, thì sau này có cơ hội mượn hơi người rồi. Xem ra Thiếu Tuấn Thần cũng không thể nào đối phó với Phí Mặc và Chu Trường Hà rồi. Tạ Cường lại là một người hiền lành, vứt bỏ quyền biểu quyết. Lần này liên quan đến chuyện xử Diệp Phàm theo pháp luật, có lẽ y cũng sẽ ra mặt. Xem ra quan hệ của Diệp Phàm với Tạ Cường cũng không đến nỗi tệ. Kỳ thực quan hệ của Diệp Phàm với Tạ Cường còn không bằng quan hệ với Thiếu Tuấn Thần, Tạ Cường chịu ra mặt còn không phải nể mặt tư lệnh quân phân khu Cố Minh Khải sao. Thật ra Tạ Cường cũng nghĩ sai lệch, vì tư lệnh quân phân khu cũng không có một chút quan hệ nào với Diệp Phàm, thậm chí hai người còn chưa từng gặp nhau. Lúc ấy chẳng qua Tề Thiên Lôi kéo Tấm Gia Hổ là người cha phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy Tề Chấn Đào, vì để Diệp Phàm có thể vào danh sách, lớp nhân tài xuyên thế kỷ, mà xuất lực, cho nên những ngóc ngách bên trong cũng quá nhiều. Không có ai biết rõ, cũng không có ai dám nói mình hiểu rõ nhất, có thể nắm trong tay toàn cục. Quả nhiên, Tạ Cường thấy toát ra một tên đồng bọn, lập tức biểu thị thái độ. Vừa rồi lão Tiếu nói rất có lý, Diệp Phàm có tật bệnh thế này thế kia. Nhưng nhân vô thập toàn, kim vô xích kim. Lấy chuyện lão bí thư chi bộ của thôn Quy Lĩnh bị tường đè chết ra mà nói thì tôi cũng có nghe nói qua rồi. Thật ra hôm đó Diệp Phàm có lẽ đang chạy ngược chạy xuôi vì chuyện của nhà máy giấy Ngư Dương, cho nên chuyện phía bên thị trấn không quan tâm đến kịp. Hơn nữa nếu muốn truy tìm căn nguyên của chuyện này thì còn phải truy ngược về mấy vị chủ tịch thị trấn tiền nhiệm, ngay cả chủ tịch xã Khanh Hương Khúc Anh Hà cũng có chút trách nhiệm. Đương nhiên, lão bí thư chi bộ đã qua đời rồi, những chuyện này chúng ta cũng không cần để ý đến, phải làm tốt công tác khắc phục hậu quả, sau này khi giáo dục các cán bộ đều phải đem lợi ích của nhân dân. An nguy của học sinh ghi tạc trong lòng,
tôi nghĩ đồng chí Diệp Phàm đã làm tốt công tác khắc phục hiệu quả rồi. Chuyện này cũng không cần thiết phiền toái đến huyện chúng ta. Tạ Cường vừa nói xong, Vương Xương Nhiên cũng tiếp lời. Kinh tế của huyện Ngư Dương chúng ta thậm chí có thể nói là khốn cùng, Diệp Phàm làm chủ tịch thị trấn, xã Khanh Hương lại vừa mới sáp nhập, ngay cả cục diện rối rắm của nhà máy giấy Ngư Dương cũng đổ lên đầu cậu ấy. Quá nhiều chuyện cần phải giải quyết, lúc ấy khi Diệp Phàm nhậm chức cũng không quá 10 ngày, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đương nhiên phải lấy xây dựng kinh tế là phương hướng chủ đạo. Có lẽ cậu ấy cũng một lòng vì chuyện của nhà máy giấy. Vì lúc ấy Tổng Giám đốc Hồ tới từ Thủy Châu có điều kiện tiên quyết. Yêu cầu phải san bằng nhà xưởng nhà máy giấy để xây mới. Mà lúc đó cách cuối năm cũng chỉ còn 20 ngày, Diệp Phàm có ba đầu sáu tay cũng không thể nào giải quyết hết được. Cho nên cái chết của lão bí thư chi bộ, cậu ấy cũng có trách nhiệm, nhưng cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên người cậu ấy. Lâm Tuyền lớn như vậy, còn có rất nhiều cấp phó quản lý công việc đang ở đó. Đúng. Đồng chí Diệp Phàm khi công tác ở đập Thiên Thủy là một đồng chí tốt, từ đó đến nay người dân trong thôn đều nói cậu ấy rất tốt, phải biết rằng đập Thiên Thủy là một thôn không dễ quản lý, chứng tỏ đồng chí Diệp Phàm vẫn có năng lực công tác nhất định, có lẽ sau này kinh nghiệm còn thiếu, trong công tác xuất hiện một số sơ sót, nên chủ yếu giáo dục cậu ấy. Trương Tân Huy vừa mới nhậm chức chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, đương nhiên y phải theo sát bí thư huyện ủy Cổ. Vừa rồi thấy chủ tịch Cổ có chút do dự trong chuyện miễn nhiễm chức vụ trưởng phòng và xử Diệp Phàm theo pháp luật, biết bí thư Cổ cũng có những suy nghĩ bất đồng, cho nên lúc này cũng can đảm đứng ra nói giúp mấy câu cho Diệp Phàm. Thực hiện lời hứa ban đầu của y với Diệp Phàm. Nếu như không giáng chức, cũng không điều tra xử lý theo pháp luật. Mấy ngày nữa là cuối năm rồi, cũng không thể đem một chủ tịch thị trấn lớn như vậy vào lãnh cung ướp lạnh. Cũng không thể không tạo điều kiện cho cậu ấy. Sắp xếp một công tác thích hợp cho cậu ấy không phải có thể thể hiện tính nhân đạo hay sao? Từ trước đến nay đảng đều không tuyệt tình với một số đồng chí có thể cứu vãn, tính nhân văn vốn thể hiện ở phương diện này. Lúc này trưởng ban tuyên truyền vừa mới vào đảng, Ngọc Nhã Chi cũng quỷ dị nói ra mấy câu này, giống như đang nói giúp cho Diệp Phàm. Thật ra mũi nhọn của Ngọc Nhã Chi là nhắm vào Phí Gia Phí Mặc. Sau khi thay đổi nhân sự, trong thường vụ huyện ủy Ngư Dương tứ đại gia Phí, Ngọc, Tạ, Tiếu đều có một vị trí thường vụ, bốn đại gia tộc này đều mơ hồ so đo thực lực trong hội nghị thường ủy, có khuynh hướng tranh quyền đoạt lợi cho gia tộc mình. Được, nghe nói Ngư Dương có tứ đại gia tộc, còn có Khúc Hát, Phí gia Thổ Lão Hổ, Ngọc gia Kháo Sơn Hổ, Tạ gia Tiếu Diện Hổ, Tiếu gia Bệnh Ưởng Hổ, xem ra bốn con cọp này đều có vẻ dục dịch ngóc đầu dậy, không chịu ngồi yên. Thổ Lão Hổ Phí gia là có thế lực lớn nhất, lại cộng thêm thư ký trưởng thị ủy Phí Ngọc. Có khuynh hướng bá chủ một bên đấu ba bên. Ngọc Nhã Chi của Ngọc Gia sau khi vào đảng, thế lực dần dần có khuynh hướng ngẩng đầu, vì Ngọc Hoài Nhân của Ngọc Gia trong thị ủy hiện tại đã trèo lên được vị trí phó bí thư chuyên trách thứ hai của thị ủy. Có lẽ đã không thể nhìn được xu thế để Phí Gia đè ép lâu nay, cho nên cũng muốn ngẩng đầu. Bệnh Ưởng Hổ Tiếu Gia hiện tại cũng sinh khí dồi dào, từ hành động khai pháo với chủ tịch huyện vệ Sơ Tinh vừa rồi cũng có thể nhìn ra. Tiếu Diện Hổ Tạ gia trước kia vẫn là người hiền lành, nhưng vừa rồi Tạ Cường cũng đến lúc lộ nanh vuốt. Cổ Bảo Toàn trước khi đến tiền nhiệm sớm đã nghiên cứu qua tứ đại gia tộc Ngư Dương, cho nên trong lòng biết rất rõ ràng. Cũng đang đợi thời cơ hành động, đầu tiên phải để cho tứ đại gia tộc tranh đấu mới được, càng đấu sơ hở ắt sẽ càng nhiều. Đến lúc đó mình liên hiệp với một phương chèn ép mấy phương còn lại, chính là lúc mình nắm trong tay đại cục. Đúng, cuối năm rồi. Mọi người đều hy vọng đón một năm mới tốt lành. Các cán bộ chúng ta mặc dù nói một lòng vì nhân dân phục vụ, nhưng cũng không thể quên bản thân chúng ta cũng là một thành viên trong nhân dân. Nếu đồng chí Diệp Phàm thật sự phạm phải quốc pháp kỷ luật của đảng, nên làm gì thì nhất định phải làm. Bí thư Chu, ủy ba kỷ luật các anh có chứng cứ xác thực gì về đồng chí Diệp Phàm không? Cổ Bảo Toàn đột nhiên quay đầu hỏi Chu Trường Hà. Chu Trường Hà trầm mặc một lát sau đó bất đắc dĩ nói. Tạm thời vẫn chưa có chứng cứ hùng hồn gì có thể chứng minh đồng chí Diệp Phàm vi phạm. Nhưng, Chu Trường Hà mới nói đến chữ, nhưng, có lẽ là muốn đề xuất ra điều gì đó bất lợi cho Diệp Phàm, Cổ Bảo Toàn đã cắt lời y. Đã cuối năm rồi, một số chuyện còn chưa rõ thì đừng lấy ra nói chuyện. Muốn làm việc cũng cần phải có chứng cứ xác thực mới được, tôn chỉ của đảng chúng ta từ trước đến nay chính là không xét xử oan uổng một người nào nhưng cũng không buông tha cho kẻ xấu.
Nói xong y quay đầu liếc nhìn Phí Mặc. Phó bí thư Phí, trước kia anh vốn làm công tác tổ chức nhân sự. Hiện tại phương diện khối đảng ủy cũng do anh phân công quản lý. Có lẽ anh cũng biết rất rõ phương diện nhân sự của Ngư Dương, tôi mới tới, giống như chủ tịch huyện vệ, có lẽ còn chưa biết rõ tình hình. Anh nói xem trong các vị trí chủ nhiệm phòng ban của huyện còn có chỗ nào trống không? Để tôi nghĩ xem. Phí Mặc giả vờ suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói. Bí thư Cổ, cục trưởng Lôi Văn của cục tôn giáo mới nghỉ hưu một tháng trước, vì gần đây công việc bận rộn, huyện vẫn chưa có bổ nhiệm người nào thay thế vị trí cục trưởng của y. Cục trưởng Lôi sớm đã sinh bệnh nằm viện rồi, trong cục không có ai chủ trì cũng không tốt, bất lợi đối với vấn đề dân tộc tôn giáo của huyện ta. Phí Mặc sau khi nói xong những lời này cũng không nói gì thêm nữa, ví dụ như đề nghị điều Diệp Phàm tới làm cục trưởng cục tôn giáo, y biết Cổ Bảo Toàn nhất định sẽ chấp nhận. Thật ra không phải không có thời gian bổ nhiệm người tới tiếp nhận, chủ yếu là vì cục này từ cục trưởng đến nhân viên tạp vụ cộng lại cũng không quá 10 người. Đây vẫn chưa phải là vấn đề chủ yếu là quá nghèo, nghèo đến tận cùng. Trước kia lúc nguyên chủ tịch thị trấn Tần Chí Minh của thị trấn Lâm Tuyền mới từ bộ đội chuyển nghề, đã bị Trương Tào Trung lúc đó làm chủ tịch huyện quẳng vào nhậm chức cục trưởng cục tôn giáo. Chương 346, Tứ Hổ Ngư Dương có xu hướng gầm ghè. Ngày trước Tần Chí Minh là cán bộ cấp tiểu đoàn, sau khi ra quân về địa phương thậm chí còn rơi xuống nửa cấp hoặc một cấp tương đương, ngay cả một cái chức phó trưởng phòng thực chức cũng không mò được. Lúc ấy bản thân mình thu xếp Tần Chí Minh đến cục tôn giáo nhậm chức cục trưởng, còn bảo lưu đãi ngộ cấp tiểu đoàn cho y đã là không tệ. Tần Chí Minh khi đến cục thì cả cục tính ra chỉ có 3 người gồm Tần Chí Minh là cục trưởng và 2 cục phó, ngay cả nhân viên sai vặt cũng không có. Tần Chí Minh lúc ấy buồn rầu, đến quán ăn còn phải tự móc tiền túi ra trả, có khi đến vài đền chùa hoạt động, bởi vì Tần Chí Minh là lãnh đạo nên mấy phương trưởng chủ trì tìm đến hóa duyên, Tần Chí Minh chỉ có thể cười khổ. Đám phương trưởng không xin được tiền đều lạnh mặt, trong lòng mắng thầm, cục trưởng cái rắm, người ta làm cục trưởng thì đều ngồi xe con. Mỗi lần đến miếu đều xuất ra mấy trăm tiền nhanh đèn. Cục trưởng nhà anh đến đây bằng máy kéo, đã không cho đồng nào còn ăn không mấy bữa cơm chay. Vừa nghe Phí Mặc nói ra cục tôn giáo thì ánh mắt của các thường vụ đều lộ vẻ quái dị. Cổ Bảo Toàn đem quyền lợi để Diệp Phàm vào đâu cho Phí Mặc, trong lòng đã đánh giá Phí Mặc sẽ đem Diệp Phàm nhét vào cái cục tồi tàn nào đó chẳng hạn như cục thủy sản. Tuy nhiên y tuyệt đối không ngờ Phí Mặc lại cay độc đem Diệp Phàm nhét vào cục tôn giáo. Kinh phí hoạt động một năm chưa đến 5.000 đồng. Người ta ở đại trấn Lâm Tuyền quản lý mười mấy vạn nhân khẩu, tiền một năm cũng lên đến vài trăm vạn. Bây giờ đến cục tôn giáo thì đúng là sỉ nhục. Tuy nhiên cả đám thường vụ cũng chỉ nói thầm trong bụng, không ai đứng ra nói cho Diệp Phàm một câu. Tạ Cường, Tiếu Tuấn Thần và Vương Sương Nhiên đang suy nghĩ, chỉ cần bảo vệ tiểu tử này còn ở cấp trưởng phòng khác cũng coi như là còn có cơ hội. Thịt muối cũng là thịt. Dầu gì cũng là một cục trưởng, mặc dù là cục vất đi nhưng dù là một hiệu trưởng trung tâm cũng không bằng. Chỉ có Chu Trường Hà của Ủy ban Kiểm tra nghĩ thầm, hừ. Lần này coi như xong, sau này nữa từ từ sẽ đến, trước hết để cho tiểu tử này đi cục tôn giáo uống nước trắng ăn cháo mấy năm rồi nói. Sau đó xem thế nào hắn còn duy trì đi Mitsubishi, hút Trung Hoa, mặc hàng hiệu. Cục tôn giáo nghèo nghèo kiết xác, kinh phí một năm chưa đầy 5.000. Hơn nữa còn là nơi huyện nhét người thích gây chuyện vào đó, tất cả đều là kẻ bất mãn, tha hồ cho tiểu tử ngươi đau đầu. Tốt lắm, cứ định như vậy đi. Cổ Bảo Toàn nói một câu liền quyết định vận mệnh đồng chí Diệp Phàm. Vào lúc 10 giờ sáng, hội nghị thường vụ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền của Diệp Phàm, điều lên cục tuyên giáo đảm nhiệm chức vụ cục trưởng. Diệp Phàm lúc này vẫn không hề hay biết gì. Đang bận rộn trước linh đường của lão bí thư chi bộ Phượng Cửu Công. Trịnh Lực Văn và Đoàn Hải bao hết một chiếc xe lam vội vã vào tới thôn Quy Lĩnh, hai người bất kể thân thể đau nhức chạy thẳng tới linh đường. Thấy Trịnh Lực Văn và Đoàn Hải chạy tới Diệp Phàm cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, cười nói. Các anh cũng tới đưa lão bí thư chi bộ sao, đã tới rồi thì ăn cơm rồi đưa lên núi. Vào những năm ấy ở huyện Ngư Dương còn chưa thịnh hành hỏa táng. Ngay cả viên chức chính quyền sau khi chết thì chọn hình thức hỏa táng chưa tới 2 phần. Người bình thường sau khi chết thì được người nhà đào cho một huyệt chỗ chân núi. Sau đó đem quan tài chôn vào, sau 3 năm đợi cho thi thể giữa nát thì tiến hành cải táng bỏ xương cốt vào một cái tiểu.
cuối cùng mới nhờ thầy phong thủy tìm một vị trí tốt trên núi, chọn lúc đêm đen tối trời dẫn theo bạn bè thân thích đi chôn trộm. Tại sao lại phải đi chôn trộm trong đêm tối? Có lẽ có người không hiểu, điều này vốn có thể quang minh chính đại đi làm, vào thời ấy quy định của quốc gia về điều này cũng không có quá nhiều quy định cứng nhắc, ít nhất ở Ngư Dương là vậy. Thật ra thì điều này sớm đã có, chẳng qua là khó có thể thi hành. Sau đó có người đã giải thích cho Diệp Phàm. Điều này vốn là như sau, nếu như người chọn được chỗ phong thủy tốt mà lại thuộc sở hữu của người khác thì dĩ nhiên phải đào trộm, bằng không để chủ nhân biết được thì phiền hà. Hơn nữa nếu để chủ nhân phần mộ đó biết được, là có người nhắm trúng phần mộ sẽ ra giá trên trời. Một chỗ đất vốn chỉ ở một nơi hẻo lánh trên núi nhưng thoáng cái đã được đẩy lên 3,000-4,000 đồng, thậm chí là biết người có tiền thì 10,000 đồng cũng có thể hét ra. Thật ra thì nông dân phần lớn đều làm mộ sơ sài, chỉ cần mấy hòn đá kê lên chắc chắn một chút là được. Mộ xây tốt thường thường là đám người giàu và làm quan, một ngôi mộ cũng giá trị cả 10,000 đồng, thậm chí là 10,000-100,000 cũng là có thể. Đặc biệt là người làm quan lại càng tin vào mộ phần, hy vọng lão tổ tông trên trời có thể linh thiêng phù hộ mình càng làm càng lớn, tiền càng mò càng nhiều, hơn nữa còn không việc gì. Cho nên chuyện nhà nước ra chính sách làm cấm làm mộ phần chỉ là trên hình thức. Người làm quan dĩ nhiên đều biết vì họ là người chấp hành chính sách, đợi đến lúc trong tỉnh hay thành phố kiểm tra thì sẽ sai người trồng mấy thứ cây cối lên ngụy trang. Về phần đào mộ thì thường chọn vào buổi tối đào ra hình dạng sơ bộ, vào sáng ngày hôm sau sẽ đem người chết chôn vào. Cũng có người tuy người nhà chưa chết nhưng đã chọn đào sẵn phần mộ để vậy, đợi sau 3 năm thì làm lại. Cách làm như vậy dĩ nhiên là hao tiền tốn của, người sau khi chết hỏa táng thì bớt được rất nhiều phiền phức, chỉ có điều lúc này phương pháp hỏa táng còn tương đối thô sơ, nhiều lúc có cảm giác thiêu đốt da thịt người thân cũng thấy đau lòng. Tuy nói Diệp Phàm có chút buồn cười nhưng đây là phong tục từ đời xưa truyền lại, hắn cho dù là một chủ tịch thị trấn cũng không cách nào thay đổi. Nông thôn có người nhà nghèo đến nỗi không có tiền để chữa bệnh nhưng phần mộ tổ tiên sẽ phải thu sửa. Dù không có tiền cũng phải vay mượn mà làm nếu không sẽ bị láng giềng phỉ nhổ. Chủ tịch Diệp, tôi có việc gấp cần báo cáo. Trịnh Lực Văn lặng lẽ ghé sát tai Diệp Phàm thì thầm. Nghe được tin tức của Trịnh Lực Văn, trong lòng Diệp Phàm thoáng cái đã nặng nề, lo lắng không biết vấn đề gì đã xuất hiện. Nếu như trước kia có bí thư Lý Hồng Dương che chở thì còn có thể kéo dài một chút, bây giờ Lý Hồng Dương đã bị điều đi, chẳng còn ai đứng ra nói giúp mình một câu. Giờ phút này Diệp Phàm mới cảm giác được mình ở huyện ủy Ngư Dương thật sự không có một bạn bè có thể giúp đỡ chân thành, gần đây bản thân bận việc ở Lâm Tuyền nên căn bản không có thời gian đi bái phỏng người nào. Hiện giờ cho dù là chạy trở về đoán chừng cũng đã không kịp, hơn nữa tìm ai nói chuyện có lẽ cũng vô dụng. Phu Kiến Thần thì thuộc hệ thống công an, không quản được bên chính quyền. Lão ca Tào Vãn Niên gần đây không có tin tức, chắc còn lo chuyện bản thân y chưa xong. Thời gian đâu còn nhìn đến mình, hơn nữa vào thời kỳ nhạy cảm này Diệp Phàm cũng không muốn đi phiền toái Tào Vãn Niên. Bỏ đi, chuyện gì đến sẽ đến. Sau một tiếng nữa đem lão bí thư chi bộ lên núi rồi trở về. Diệp Phàm suy nghĩ rất nhanh rồi cố gắng bình tĩnh, cười nói. Lực Văn, Đoàn Hải, đã tới thì cùng ăn cơm, đưa lão bí thư chi bộ xong rồi hãy trở về. Chủ tịch thị trấn, có một số việc quá muộn có thể sẽ không kịp. Nghe nói buổi sáng hôm nay đã triển khai hội nghị thường vụ, lúc này nhanh chóng chạy về còn có thể chuẩn bị một vài thứ. Trịnh Lực Văn hoảng hốt. Bỏ đi, chạy trở về cũng chỉ là một kết quả thôi. Hiện giờ hội nghị thường vụ cũng đã xong rồi, không cần lo lắng, cứ làm tốt công việc của mình là được. Diệp Phàm nhẹ nhàng nhưng trong lòng đang dậy sóng, có thể bình tĩnh mới là lạ. Chủ tịch thị trấn, Đỗ Bằng ở đâu, để tôi tìm gã xem có thể trợ giúp được chút gì không? Đoàn Hải thấy thái độ kiên quyết của Diệp Phàm cũng đành phải chịu, lúc này không nhìn thấy Đỗ Bằng còn tưởng gã bận rộn ở chỗ nào. Bởi vì quan tài lão bí thư chi bộ cũng sắp đưa lên núi nên tất cả mọi người đang bận rộn. Phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính Phương Nghê Muội đều loay hoay thở không ra hơi, chạy lên chạy xuống đi thu xếp nhân thủ cho nên Đoàn Hải cũng nghĩ tới đi giúp. Đỗ Bằng không tới Quy Lĩnh, anh hồ đồ rồi à? Diệp Phàm còn tưởng rằng Đoàn Hải nhất thời nóng lòng nhớ lầm. Không tới. Trịnh Lực Văn và Đoàn Hải đồng thời thất thanh hô. Làm sao vậy? Diệp Phàm vừa nhìn sắc mặt hai người thì mơ hồ đoán được một nửa, đoán chừng là hai người thương lượng gọi Đỗ Bằng tìm mình,
kết quả Đỗ Bằng không tới, cũng không báo cho bọn họ. Nếu quả thật là như vậy thì đoán chừng chủ nhiệm văn phòng đảng chính Vương Nguyên Thành đã sớm biết được tin tức. Chắc y khi thấy bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương đều đi nơi khác đã sớm có tính toán riêng, tiếp đó cũng sai khiến Đỗ Bằng cùng sang giới tuyến với mình, Vương Nguyên Thành là một lão hồ ly, luôn biết dựa theo chiều gió. Tối ngày hôm qua, chúng tôi biết được tin tức nhân sự của huyện đại biến động nên cả ba thương lượng rồi bảo Đỗ Bằng tới đây báo trước cho anh. Lúc ấy tôi còn cầm mấy vạn đồng cho gã mang đến. Tuy nhiên gã nói tiền thị trấn đều qua văn phòng đảng chính của Vương Nguyên Thành để lĩnh nên không cầm mà đi tìm chủ nhiệm Vương. Chuyện gì xảy ra vậy? Không đến cũng phải báo cho chúng ta một tiếng chứ. Trịnh Lực Văn cũng biết chuyện xấu, đoán chừng là Đỗ Bằng sau khi nghe dượng gã là chủ nhiệm Vương Nguyên Thành đề điểm nên đã lủi mất, vô cùng tức giận. Mẹ kiếp, đồ hai mặt, tôi nhổ vào, làm tôi còn tưởng nhầm gã là bạn bè chứ. Đoàn Hải tái phát bệnh cũ, mắng xa xả. Bỏ đi, có lẽ gã có chuyện gì rồi thì sao? Diệp Phàm thản nhiên, cũng biết là lý do này quá khiên cưỡng. Mặc dù Đỗ Bằng có việc cũng sẽ nói trước cho Trịnh Lực Văn hoặc Đoàn Hải, hơn nữa đây là chuyện lớn như vậy, Vương Nguyên Thành làm chủ nhiệm văn phòng đảng chính không hề nói một tiếng, không cần nói cũng biết là lâm chuyện bỏ chạy. Ba người yên lặng uống nước trà. Một tiếng sau, các thường vụ đi ăn cơm trưa rồi quay lại tiếp tục thảo luận, trọng tâm là tranh đoạt cái bánh ngọt lớn mà Diệp Phàm lưu lại. Trải qua một phen tranh đoạt không lớn, cuối cùng vẫn là Phí Mặc có thực lực hùng hậu thắng được. Thật ra thì ở hội nghị thường vụ này thì chỉ có Ngọc Nhã Chi của Ngọc Gia và Tiếu Tuấn Thần đưa ra nhân tuyển, ngay cả Cổ Bảo Toàn cũng không động thủ. Cuối cùng do Hoàng Hải Bình tiếp nhận vị trí Diệp Phàm. Chẳng qua Ngọc Nhã Chi tuy nói chỉ đấu với Phí Mặc một chút nhưng đã hé lộ mâu thuẫn. Tiếu Tuấn Thần lần này thử đưa ra nhân tuyển của mình, chẳng qua thấy Vệ Sơ Hôn có khuynh hướng ủng hộ Phí Mặc thì cũng không mở miệng, thầm nghĩ chẳng lẽ Phí Mặc đã có liên lạc với chủ tịch huyện vệ vừa mới tới. Ngay cả Cổ Bảo Toàn cũng mơ hồ hiểu lầm như vậy. Thật ra thì chủ tịch huyện vệ Sơ Tinh rất oan ức, chẳng qua cô ta chỉ nhìn thấy trước mắt đám người Phí Mặc ủng hộ đề nghị của mình ngay tại chỗ miễn nhiệm Diệp Phàm, nói hai người đã có liên hệ từ trước là chuyện sằng bậy. Đến tận 4 giờ rưỡi chiều, nhóm của Diệp Phàm mới vội vã chạy về thị trấn Lâm Tuyền. Vừa đến thị trấn, hắn đã cảm giác trong trụ sở chính quyền tràn ngập một luồng không khí quái dị. Những nhân viên trước kia nhìn thấy Diệp Phàm đều tỏ ra hết sức cung kính thì nay đều tỏ vẻ lãnh đạm. Bọn họ hoặc gật đầu, hoặc không nóng không lạnh hỏi một câu vô thưởng vô phạt, có người dứt khoát giả mù không nhìn thấy. Mặc dù có ít người có thể mỉm cười nhưng nụ cười lộ rõ vẻ cứng ngắc làm Diệp Phàm bất giác nghĩ tới mấy cương thi trong phim Hồng Kông thời ấy. Diệp, chủ tịch thị trấn, chủ tịch huyện vệ và phó bí thư Phí đang trong phòng họp của chính quyền chờ anh. Lúc này Vương Nguyên Thành của văn phòng đảng chính sau khi nhìn thấy Diệp Phàm thì nặn ra một nụ cười gượng gạo. Hơn nữa thân thể trước kia nhìn thấy lãnh đạo thường khom khom giờ đột nhiên thẳng tắp, không biết có phẫu thuật hay không. À, tôi đi liền đây. Diệp Phàm lạnh nhạt rồi đi về phía phòng họp lớn. Đang đi thì chợt có điện thoại gọi tới, là Triệu Bính Kiện của Cục Tài chính gọi tới, tuy nhiên y hiện giờ đã là phó chủ tịch huyện. Triệu Bính Kiện hạ giọng nói. Tiểu tử ngươi có chuyện gì vậy, liên lạc mãi mà không tìm thấy. Có phải chủ tịch huyện vệ đến Lâm Tuyền? Ừ, cô ta đang cùng với Phí Mặc ở trong phòng họp lớn của chính quyền, nghe nói muốn mở hội nghị ngoài giờ. Em vừa ở thôn Quy Lĩnh về đây, ở đó không có sóng điện thoại hữu tuyến thì bị cây cối đổ làm đứt. Cảm ơn anh Triệu quan tâm, còn phải chúc mừng anh lên chức nhé, ha ha ha. Diệp Phàm cười khổ qua điện thoại, vẻ mặt buồn bực. Chương 347, đọ sức lần đầu. Ai, người anh em, cậu phải chuẩn bị tâm lý đi. Triệu Bính Kiện bất đắc dĩ thở dài. Chuẩn bị tâm lý. Diệp Phàm thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng như tối sầm, biết chiếc ghế chủ tịch thị trấn của mình có lẽ là thất bại rồi, thở dài một hơi, cố nặn ra một nụ cười nói. Không sao, em thấy cũng nên bỏ rồi, dù sao cũng là tự nhiên mò được mà, ha ha ha. Ai. Điều cậu đến cái chỗ xó xỉnh cục tôn giáo, Hoàng Hải Bình sẽ tiếp nhận vị trí của cậu. Hơn nữa có người đề xuất còn phải xử lý cậu theo pháp luật, sau đó hội nghị thường vụ không có thông qua. Chú em, cậu phải tự giải quyết cho tốt đi, đại ca cũng chỉ có thể nói cho cậu được như vậy thôi. Tôi cúp máy đây, người anh em, phải nhẫn nại. Đặc biệt là chỗ chủ tịch huyện vệ, ngàn vạn lần đừng cố chấp với cô ta.
Triệu Bính Kiện cũng không tệ, còn có thể nói với Diệp Phàm nhiều câu gan ruột như vậy làm Diệp Phàm rất là cảm động. Cục trưởng của Cục Công an Chu Bá Thành cũng không thể không nghe thấy một chút tin tức nào, lúc này cũng không thấy gọi điện tới, người thân thiết hay không đến lúc gặp khó khăn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Cảm ơn, em không sao. Diệp Phàm cúp điện thoại, sau khi sắc mặt thay đổi mấy lần mới trở lại bình thường, nghĩ thầm, Hoàng Hải Bình, tuyệt đối là bí thư khối đảng ủy Phí Mặc đưa lên. Một tên tham lam đã phá hủy toàn bộ nhà máy lại có thể ngồi lên vị trí của bố mày. Được được, sau này từ từ sẽ đến. Vừa để điện thoại xuống, hiệu trưởng Trương Gia Lâm lại gọi điện tới, nói không khác gì Triệu Bính Kiện. Có lẽ là chủ nhiệm Trương Tân Huy anh trai của y thông qua y để truyền lời. Xem ra con người Trương Tân Huy này làm việc tương đối cẩn thận, không hào sảng, phong độ được như Triệu Bính Kiện. Chủ nhiệm Trương Tân Huy là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cũng là thường vụ. Tin tức của y chính là thông báo chính thức, một chút mộng ảo cuối cùng của Diệp Phàm cũng tan biến rồi. Hắn sau khi thất thần vội vàng hành khí, mắng thầm, không làm chủ tịch thị trấn thì sao chứ? Bố mày cũng không cần. Lời nói ra mặc dù như vậy nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác mất mát cực độ không cách nào quên được. Ở hành lang cũng có rất nhiều chủ nhiệm, nhân viên đang ồn ào nhỏ giọng nói chuyện, khi nhìn thấy Diệp Phàm đi tới tất cả đều tịt ngòi, dứt khoát chơi trò im lặng, cũng có người còn khiên cưỡng gật gật đầu. Bước vào trong phòng họp lớn, bên trong cũng không ồn ào, mọi người trên cơ bản đều đã đến đủ, đang chụm đầu nhỏ giọng trao đổi những tin tức nho nhỏ có liên quan vừa mới nghe thấy. Vừa nhìn thấy chủ tịch thị trấn Diệp Phàm bước vào, mấy chục người đột nhiên hiện ra mấy chục loại biểu tình. Đến trước chỗ chủ tịch mới phát hiện phía sau tấm bảng viết chữ chủ tịch huyện là một cô gái dáng vẻ thướt tha, có lẽ chính là chủ tịch huyện vệ sơ tinh vừa mới chuyển tới, có thành kiến gì đó với mình. Diệp Phàm thi triển, thuật xem tướng, cẩn thận quan sát vệ sơ tinh, phát hiện cô gái thật sự không có gì để chê. Nghe nói chủ tịch huyện vệ gần bằng tuổi Hạ Giai Trinh, khoảng 27 tuổi. Nhưng tuyệt đối xuất sắc hơn Hạ Giai Trinh, càng có khí phách, kiêu ngạo hơn. Mái tóc mềm mại dày công chăm sóc được vén ở sau đầu, mơ hồ còn lóe lên một chút ánh sáng, đôi lông mày hơi nhạt, không nhìn kỹ thì không nhận ra. Trên mặt khẽ tô điểm một lớp phấn, nhìn qua rất tự nhiên, trong sự thanh nhã không mất đi vẻ trang trọng lại lộ vẻ linh động. Thân hình xinh đẹp có thể nói trời sinh như vậy, có một luồng khí chất kích thích phong nhã tài hoa. Mấy sợi tóc đen nhánh sáng bóng rủ xuống giống như vệ sĩ bảo vệ cái cổ trắng nõn xinh đẹp, trên người mặc một chiếc áo lót mở cổ, cộng thêm một chiếc áo khoác màu lam nhạt. Chiếc áo lót ôm chặt tôn lên khuôn ngực đầy đặn cao vút, rất có chừng mực, giống như đạn pháo muốn nổ tung, làm người ta không kìm được đều muốn giơ vuốt túm lấy xem có mùi vị gì, có lẽ có chút giống như đạn bông, không, có lẽ là đạn khí cầu mới đúng, hơn nữa là loại khí cầu đặc chế bằng cao su rất dày. Về khí chất, nhìn qua có hơi giống loại đối tượng người yêu tỉnh thành Thủy Châu của Tề Thiên, tiểu thư Triệu Tứ, nhưng lại không có vẻ sắc sảo giống như tiểu thư Triệu Tứ. Mà là trong sự ôn hòa không mất đi vẻ kiên cường, trong sự kiên cường nhàn nhạt lại tận lực thể hiện vẻ dịu dàng của một cô gái, cũng không phải là loại phụ nữ mạnh mẽ, mà là dịu dàng nhưng vẻ mạnh bạo có lẽ là do quan thế trên người đang tác quái. Loại phụ nữ này mặc dù nói nhìn qua có vẻ rất ôn nhu, nhưng trong xương cốt lại kiêu ngạo dị thường. Không khác biệt gì so với thất hoàng phiêu mã chui dưới háng anh hùng ngóa cương Tần Quỳnh thời Tùy Đường, nhìn qua gầy gò ốm yếu không dùng được, trên thực tế lại là một con thiên lý mã rất khó thuần phục. Khi Diệp Phàm bước đi chầm chầm trong hành lang, trong lòng đang đánh giá vệ sơ tinh, cảm nhận được cô ta cũng mơ hồ có ánh mắt dò xét mình, thoáng cái trở nên lạnh lùng nhìn quét qua. Có lẽ mình đang bước trên lối đi mà lúc này chính giữa lối đi lại không có ai, cho nên lộ vẻ quá chói mắt. Vì vậy thu hút sự chú ý của chủ tịch huyện vệ. Diệp Phàm vội vàng chuyển ánh mắt đi, nhưng dưới bức nhĩ thông thuật nhạy bén vẫn mơ hồ nghe thấy trong đôi môi xinh đẹp của vệ sơ tinh truyền ra một tiếng hừ lạnh lùng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Mẹ kiếp, bố mày còn chưa xử tử mày, tại sao vừa thấy mặt đã hừ đều bố mày rồi? Kỳ quái, nếu chuyện lùi đường và chuyện lão bí thư chi bộ chọc vào cô ta, cũng không nên có thành kiến nặng nề như vậy với mình chứ. Chuyện này rút cuộc là do đâu? Diệp Phàm suy nghĩ mãi mà không ra, giữa lúc đang nghĩ ngợi bước chân đã bước đến trước ghế chủ tịch. Nhìn lướt qua, phát hiện vị trí tấm bảng viết chủ tịch thị trấn, có lẽ là chiếc ghế của mình, thầm nghĩ cũng được. Chí ít bố mày hiện tại vẫn là chủ tịch thị trấn, thấy Mâu Dũng đang ngồi ở vị trí bí thư bên cạnh đang giữ vẻ mặt nghiêm túc khó chịu hút thuốc lá.
Cách đó hai vị trí chính là phó chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình rồi, thấy Diệp Phàm đưa ánh mắt tới, Hoàng Hải Bình cũng đưa mắt nghênh đón. Tên chó chết này mặc dù che giấu rất khá, nhưng vẻ vui mừng như điên và thái độ khinh thường Diệp Phàm ở trên mặt vẫn bị Diệp Phàm dùng thuật xem tướng cảm nhận thấy. Hừ, đặt cái mông ngươi ngồi vững trước đã rồi hãy nói, trong lòng Diệp Phàm thầm nghĩ lại chuyển ánh mắt đi. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua vệ sơ tinh đang gần trong gang tấc, thấy cô ta nhìn mình chằm chằm cũng không tỏ vẻ gì, có chút giống như ngắm mỹ nhân khiến mọi người điên đảo vậy. Trong lòng suy nghĩ lại cảm thấy tức giận, cho nên ánh mắt chỉ lướt qua chứ không chào hỏi, khi chậm lại cước bộ đi về phía tấm bảng chủ tịch thị trấn lại phát sinh ra một chuyện khiến hắn cực kỳ khó chấp nhận. Vệ sơ tinh đột nhiên mở miệng hỏi. Anh chính là Diệp Phàm. Đúng, xin chào chủ tịch huyện vệ. Diệp Phàm quay đầu lại gật gật đầu xem như chào hỏi, ánh mắt càn rỡ lướt qua rãnh sâu thăm thẳm giữa hai ngực, cũng không hề che giấu. Đây là vì Diệp Phàm đang tức giận, hiển nhiên là cố ý làm như vậy. Lúc này Diệp Phàm đang đứng, vệ sơ tinh đang ngồi. Cho nên bộ ngực lại càng hiện ra rõ ràng dưới đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm. Tiểu tử này âm thầm nuốt nước bọt, nghĩ thầm, hừ, mương rãnh ở giữa ngực của cô gái này thật là sâu. Đè ở dưới tuyệt đối là cực thoải mái. Tác phong cuồng ngạo không chút che giấu của Diệp Phàm thiếu chút nữa chọc giận vệ sơ tinh đến choáng váng, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt dâm đãng của Diệp Phàm, tương đối có tính xâm nhập dừng trước ngực mình một lúc. Vệ sơ tinh vội vàng đưa tay ra kéo cổ áo lại, che kín rãnh sâu giữa ngực tránh cho con sói háo sắc chủ tịch thị trấn rình mò. Trên mặt đã bắt đầu ửng đỏ, vẻ mặt trong nháy mắt đã thay đổi, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng gườm guồm giống như có thể ăn thịt người quăng về hướng Diệp Phàm, lạnh giọng nói. Đồng chí Diệp Phàm, anh ngồi bên kia. Diệp Phàm nhìn theo ngón tay hoa lan của vệ sơ tinh, phát hiện hướng cô ta chỉ hình như là chỗ cuối cùng bên trái, nhưng kỳ quái là bên trái đã ngồi chật một hàng người, chỗ cuối cùng không có chỗ trống. Diệp Phàm biết nhất định là vệ sơ tinh cố ý chơi khó hắn. Vệ sơ tinh ngồi ở vị trí chính giữa đài chủ tịch, ngồi bên trái toàn là các lãnh đạo tới từ huyện, có lãnh đạo, chủ nhiệm các phòng cục gì đó. Còn phó bí thư Phí Mặc cũng ngồi bên cạnh vệ sơ tinh. Còn ngồi bên phải bàn chủ tịch là các đại đảng ủy viên như Mâu Dũng của thị trấn Lâm Tuyền, vị trí chủ tịch thị trấn của Diệp Phàm vốn là ngồi bên phải Mâu Dũng. Mới vừa rồi Diệp Phàm rất rõ ràng dùng ánh mắt xâm lược hèn mọn chọc giận chủ tịch huyện vệ, cô ta quyết định đánh một đòn phủ đầu do, cho nên trực tiếp thu xếp cho Diệp Phàm một chiếc ghế chót đuôi của dãy bên trái. Nhưng có lẽ cô ta không ngờ dãy bên trái đã đầy người rồi. Hay là cô ta cố ý muốn để Diệp Phàm biến tướng phạt đứng? Hừ, thay đổi phương thức muốn làm khó mình, bố mày sẽ đứng cho cô ta xem. Diệp Phàm nhàn nhàn gật gật đầu, thản nhiên phóng khoáng, dưới ánh mắt kinh ngạc của hơn trăm người đi về chỗ chót đuôi bên trái, thấy không có chiếc ghế trống nào liền đứng ở một góc bàn, cơ thể đứng thẳng rất uy nghi, có một khí phách như thần giữ cửa. Lúc này ở dưới bàn chủ tịch, nhân viên công tác của chính quyền thị trấn bắt đầu xào nấu, lúc đầu vẫn nhỏ giọng thì thầm. Lúc này vừa nhìn thấy loại tình huống kỳ dị chưa bao giờ gặp qua, tất cả đều trở nên ồn ào. Bây giờ cho dù là một tên ngốc cũng biết có lẽ chiếc ghế chủ tịch thị trấn của Diệp Phàm đã bị người khác chiếm mất rồi, nhưng trước mắt là ai, Phí Mặc vẫn chưa tuyên bố, còn chủ tịch thị trấn Diệp Phàm đoán chừng là đã phạm sai lầm gì đó, hiện tại bị chủ tịch huyện điểm danh bắt đứng phạt. Trong lòng Hạ Gia Trinh và Thiết Minh Hạ ngồi ở dãy bên phải cũng không phải không có suy nghĩ, chủ tịch huyện vệ cũng quá tàn ác. Kêu một chủ tịch thị trấn người ta đứng như vậy ở trước mặt hàng trăm các giám đốc sở, chủ nhiệm phòng ban chính quyền thì còn thể thống gì nữa. Hai người Hoàng Hải Bình và Khúc Anh Hà đương nhiên thiếu chút nữa cười phá lên trong bụng, Phí Mặc mặt không biểu tình. Nhưng thật ra trong đáy lòng cũng mơ hồ buộc bực, cảm thấy vệ sơ tinh làm chủ tịch huyện cũng hành động theo cảm tình quá. Dù nói thế nào cũng không thể chôn vùi người ta như vậy, chuyện này không phải còn sỉ nhục hơn chuyện nhốt người ta vào đại lao sao, nghĩ thầm. Cô gái này nhìn qua giống như rất dịu dàng, dung mạo bên ngoài cũng có thể nói là tuyệt sắc. Làm sao lại không có đầu óc như vậy? Muốn báo thù người ta cũng không phải trong trường hợp này, sau này nếu có thể không chọc vào cô ta thì tốt nhất, nếu không cô ta nổi cơn tam bành thì thật là mất mặt. Vệ sơ tinh tuyệt đối không ngờ hành động trả thù trong nhất thời của mình lại khiến phó bí thư khối đảng Phí Mặc phải kiêng nể sâu sắc, cũng xem như là một hiệu quả chấn động ngoài ý muốn. Thật ra vệ sơ tinh cũng không có tàn nhẫn như vậy. Cô ta chỉ là định đùa giỡn. Lúc ấy cũng không thấy dãy cuối cùng bên trái không còn ghế nào. Theo cô ta thấy,
dù sao Diệp Phàm cũng đã lên chức cục trưởng cục tôn giáo rồi, xem như là người phía bên chính quyền huyện, ngồi bên trái cũng không có trở ngại gì. Thật ra đây là một chuyện đại kỵ phạm vào quan trường. Vì hiện tại Diệp Phàm trên danh nghĩa vẫn là một chủ tịch thị trấn, trước khi chưa tuyên bố, trước khi chưa chuyển giao thì hắn vẫn có thể xem là chủ tịch thị trấn chính thức của Lâm Tuyền. Chương 348, chủ tịch huyện là hoa dại ven đường. Vệ Sơ Tinh cũng không ngờ có thể tạo thành cục diện ngượng ngùng như vậy, mơ hồ cảm thấy có chút hối hận ẩn giấu trong lòng. Vương Nguyên Thành của văn phòng đảng chính vốn định đưa ghế cho Diệp Phàm, nhưng thấy chủ tịch huyện không có tỏ thái độ, mà bí thư đảng ủy thị trấn Mâu Dũng cũng không biểu thị gì. Cho nên cũng không dám hành động lộn xộn, nếu hành động lộn xộn có lẽ sẽ đắc tội với chủ tịch huyện, không cần thiết. Một lát sau, phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính Phương Nghê Muội trái lại dũng cảm đem một cái ghế tiến vào. Nhẹ nhàng đặt sau mông Diệp Phàm, còn lấy tay áo của mình cẩn thận lau chùi, mời Diệp Phàm ngồi xuống. Cảm ơn chủ nhiệm Phương, tôi thích đứng hơn. Diệp Phàm cảm ơn một tiếng, vẫn giống như cây gậy tre đứng thẳng tắp ở đó, không ngồi xuống cái ghế đặt dưới mông mình. Nếu chủ tịch huyện vệ đã muốn chơi khó mình thì cứ để cô ta hao tổn. Nghe nói trong hội nghị thường ủy huyện chính vệ Sơ Tinh là người đề xuất bãi miễn mình, hơn nữa còn muốn xử lý theo pháp luật. Dù sao đã mất thể diện thì cứ để mất hết đi, cũng không cần phải quan tâm đến tiểu tiết này. Hai mắt Diệp Phàm nhìn thẳng phía trước, thật ra trong kinh lạc sớm đã hành khí bắt đầu điều tức, thuật dưỡng sinh, lại có thể đứng ở đây bắt đầu luyện công. Cảm thấy trong loại hoàn cảnh đặc thù này, hành khí hình như nhanh hơn một chút, có lẽ hiệu quả tu luyện tốt hơn. Vệ Sơ Tinh thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Diệp Phàm, trên mặt vốn nặn ra một nụ cười thoáng cái đã biến mất, rất không tự nhiên. Cô ta muốn vớt phát nhất thời lại không nghĩ ra cách nào hay, cho nên cũng vội vàng giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ đó, dứt khoát không để ý đến hắn. Trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể rút gân Diệp Phàm, lột ra hắn làm mặt trống. Vì cứ như vậy sẽ có rất nhiều người đồng tình với cảnh ngộ của Diệp Phàm. Từ mặt trái cũng mơ hồ quăng ánh mắt khinh thường về phía Vệ Sơ Tinh. Trong xã hội này, con người ai cũng đồng tình với người yếu, Diệp Phàm hiện tại chính là một kẻ yếu bị lãnh đạo ức hiếp, một con kiến nhỏ, dưới bàn chủ tịch kia toàn là kiến nhỏ, nhất thời dẫn tới sự cộng hưởng, nghĩ đến cảnh ngộ của mình. Vệ Sơ Tinh cảm thấy những ánh mắt mơ hồ của mọi người dưới đài, trong lòng cũng khó chịu muốn chết. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu như vậy, chủ nhân Mâu Dũng vội vàng ho khan một tiếng. Cầm micro giải vây. Các đồng chí, lại làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Tối nay triệu tập mọi người đến đây mở một cuộc họp tạm thời, chủ tịch huyện vệ và phó bí thư Phí Mặc của huyện cũng muốn làm chỉ thị, chúng ta hoan nghênh chủ tịch huyện vệ phát biểu. Mâu Dũng nói xong dẫn đầu vỗ tay, Diệp Phàm cũng đứng ở chỗ nào đó liều mạng vỗ tay, dưới sự hành khí, tiếng vỗ tay đặc biệt vang dội chói tai. Một lát sau khi trong sảnh dưới đài đã im bặt tiếng vỗ tay, thì vẫn còn lại hai bàn tay đang cật lực vỗ, người đó đương nhiên chính là đồng chí Diệp Phàm. Nhưng tiếng vỗ tay có chút quỷ dị, giống như đang hợp sức vỗ, nghe cẩn thận hình như còn có tiết tấu vỗ giống như bài hát Hoa dại ven đường ngươi không cần hái. Sức tưởng tượng phong phú trong phòng hội nghị của mọi người đều nghĩ theo phương hướng đó, nghĩ thầm, chủ tịch thị trấn Diệp thật lợi hại. Ngạo mạn, đây còn phải là tiếng vỗ tay cầu yêu với chủ tịch huyện vệ sao? Nói chủ tịch huyện vệ của chúng ta là hoa dại ven đường, không thể hái, ha ha ha, đó là bông hoa dại có gai bên đường. Nhất thời bên trong lại càng bao phủ một luồng hơi thở mờ ám. Xin chào mọi người, tôi là Vệ Sơ Tinh. Vệ Sơ Tinh thấy Diệp Phàm không có ý tứ dừng tay, vội vàng lấy micro áp chế tiếng vỗ tay của Diệp Phàm, mới khiến hắn dừng lại. Sắp đến cuối năm rồi, buổi tối còn triệu tập mọi người đến đây mở một cuộc họp ngắn. Chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của mọi người, rất là xin lỗi. Trước tiên vẫn xin mời bí thư Phí tuyên bố quyết định của hội nghị thường ủy huyện. Vệ Sơ Tinh đưa micro cho Phí Mặc. Các đồng chí, cuối năm rồi, mọi người đều đang rất bận rộn công việc, tôi không dài dòng nữa. Hiện tại tuyên bố bổ nhiệm nhân sự của hội nghị thường ủy huyện. Bãi miễn chức phụ chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền của đồng chí Diệp Phàm, điều tới nhậm chức cục trưởng cục tôn giáo huyện. Bãi miễn chức vụ phó chủ tịch thị trấn của Hoàng Hải Bình, điều làm chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Bãi miễn chức vụ phó bí thư Lâm Tuyền của Hạ Giai Trinh, điều tới làm bí thư đảng ủy xã Tây Bàn. Điều nguyên phó chủ tịch xã Thuận Bình Ngọc Nguyệt Yên làm đảng ủy viên thị trấn Lâm Tuyền, phó bí thư chuyên trách thứ hai của đảng ủy.
Điều nguyên phó chủ tịch xã Cát Bình là Tiếu Cảnh làm đảng ủy viên thị trấn Lâm Tuyền, phó chủ tịch thị trấn quản lý nông nghiệp thị trấn Lâm Tuyền. Sau khi Phí Mặc dành những lời động viên cho tân chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình thì nói thêm mấy lời khách sao. Tan cuộc thông báo 7 giờ ăn cơm ở nhà ăn, thật ra chính là hợp mấy bữa tiệc bao gồm tổ chức tiệc mừng cho tân chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình và tiệc đón khách cho mấy đảng ủy viên mới tới, còn có tiệc đưa tiễn Diệp Phàm và Hạ Giai Trinh. Nhưng hiện tại cách giờ ăn còn có nửa tiếng, Diệp Phàm vừa mới bước ra khỏi phòng họp, Vương Nguyên Thành của văn phòng đảng chính đã thông báo chủ tịch huyện vệ muốn gặp hắn, hiện giờ đang ở trong phòng hội nghị nhỏ của Ủy ban Nhân dân. Hừ, muốn phê thì cứ phê đi, bố mày có là heo chết cũng không sợ nước sôi. Diệp Phàm gật đầu tiến vào phòng họp. Thấy bên trong có hai người đang ngồi, một người là cô gái vệ sơ tinh đó, còn một người chính là Phí Mặc. Ngồi đi cục trưởng Diệp. Phí Mặc cố nặn ra một nụ cười chào hỏi. Cảm ơn. Diệp Phàm đặt mông ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn hội nghị hình tròn, nhìn về hướng vệ sơ tinh nói. Chủ tịch huyện vệ, công tác của tôi không làm chu đáo, để xuất hiện sơ sót, xin lãnh đạo cứ phê bình. Được, anh có thể nhận biết sai lầm của mình là được rồi. Chúng ta đều là cán bộ của đảng, ở đâu cũng phải lấy mình làm gương. Phải suy nghĩ nhiều hơn cho quần chúng mới được. Cái chết của lão bí thư chi bộ tôi cũng không nhắc đến nữa, có lẽ anh đã sắp xếp thỏa đáng chuyện sau đó rồi. Chỉ còn chuyện lùi đường, tối qua Sở Tài chính thị trấn Lâm Tuyền mới tạm dừng đã trợ cấp ra 230 vạn, từ sáng sớm hôm nay bắt đầu trải qua sự thuyết phục, khuyên can của toàn thể nhân viên công tác của chính quyền thị trấn, mới thu hồi được 200 vạn. Nhưng vẫn còn 30 vạn người ta không chịu trả, nói là ban đầu có ký thỏa thuận, có hiệu suất pháp luật. Số tiền này giao cho anh đi thu lại, nếu chuyện này do anh sắp xếp thì cũng do anh đi thu hồi. Tôi hy vọng trước 10 giờ sáng ngày mai, anh có thể đem toàn bộ công việc trên đầu chuyển giao cho chủ tịch thị trấn mới nhậm chức SSSB, mấy ngày nữa là cuối năm rồi. Chuyện này không thể kéo dài nữa, bất lợi cho khai triển công tác trong thị trấn. Tôi cũng hy vọng anh có thể tiếp tục giữ vững tinh thần vì nhân dân phục vụ, giảm bớt gánh nặng, xuất quân gọn nhẹ. Dẫn dắt các thành viên nòng cốt trong cục trên cương vị công tác mới. Để các nhân viên cống hiến nhiều hơn cho phương diện chùa chiền tục lệ, dân tộc hài hòa, bình an cho huyện ta. Thái độ của vệ sơ tinh tốt hơn một chút, khẩu khí cũng ôn hòa hơn. Cảm ơn chủ tịch huyện vệ đã khích lệ, tôi sẽ trước sau như một làm tốt công tác của mình. Còn nói về chuyện lùi đường, tôi cho rằng mình làm không sai. Tôi là tổng hợp quy hoạch tương lai thông suốt xung quanh cho giao thông Lâm Tuyền sau này. Sau này khi bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền được thực hiện, luồng xe cộ lưu thông của Lâm Tuyền chúng ta sẽ tăng nhanh, nếu con đường Đông Tỏa Dương không mở rộng sau này sẽ rất nguy hiểm, kẹt xe sẽ mang tới tai họa ngầm về an toàn cho các hộ dân trên đường. Cho nên chuyện thu hồi lại trợ cấp tôi cự tuyệt chấp hành. Thái độ của Diệp Phàm rất kiên quyết, nghĩ thầm, mẹ kiếp. Tiền bố mày trợ cấp cho người khác, cô cần thì tự đi mà thu hồi, đây là ý tứ gì chứ? Đây không phải kêu mình vứt hết thể diện bản thân đi sao? Đồng chí Diệp Phàm, anh cần phải có cái nhìn đại cục mới được, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, mà anh làm ra, trước mắt với tài lực của huyện ta không thể nào tiến hành được, cho nên cũng không thể có sự gia tăng lượng xe giống như tưởng tượng của anh. Con đường Đông Tỏa Dương khẳng định là phải mở rộng, nhưng không phải 26 mét mà anh yêu cầu, mà là 12 mét. Tôi muốn kêu các hộ dân ở trên đường lùi xuống 3-4 mét có lẽ cũng không cần trợ cấp gì cả. Hiện tại ngư dương chúng ta đã đến mức độ sống chết trước mắt. Toàn huyện đều đang toàn lực vùi đầu vào trong xây dựng kinh tế, không có nhiều tiền đi làm những chuyện xa xỉ như giải nhựa đường. Hơn nữa cũng không cần làm như vậy. Phí Mặc thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu làm công tác chính trị tư tưởng cho Diệp Phàm. Đương nhiên cũng là biểu diễn cho vệ sơ tinh xem. Không làm đại quy hoạch Lâm Tuyền. Đây là quyết định được hội nghị thường ủy huyện thông qua lúc ấy sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm vệ sơ tinh suy đoán. Đúng là quyết định của hội nghị thường ủy, nhưng các đảng ủy viên của hội nghị thường ủy thông qua tổng hợp suy nghĩ, cho rằng đại quy hoạch Lâm Tuyền trước mắt chỉ có thể nói là vọng tưởng. Là ảo tưởng không thiết thực. Cho nên hội nghị thường ủy đã niêm phong kế hoạch này, đây là văn kiện, anh có thể xem qua. Đương nhiên không thể không nói, suy nghĩ này của anh rất hay. Nhưng chỉ giới hạn ở vấn đề tài chính. Đợi sau này huyện ta trở nên giàu mạnh rồi hãy nói. Đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng anh nhận thấy rõ tình thế. Mở rộng từ phương diện xây dựng kinh tế toàn huyện,
phải có quan niệm toàn cục. Anh nhất định phải chấp hành thu hồi tiền, đây là mệnh lệnh của chính quyền huyện. Vệ Sơ Tinh nói xong đưa cho Diệp Phàm một tờ văn kiện. Diệp Phàm cầm lấy đọc lướt qua tiện tay nhét vào trong túi. Nếu là quyết định của hội nghị thường ủy huyện, tôi cũng không phản đối, nhưng cá nhân tôi phản đối gác lại kế hoạch này, chuyện này đối với phát triển kinh tế sau này. Diệp Phàm vừa nói đến đây đã bị Vệ Sơ Tinh cắt ngang. Không cần nói nữa, quyết định trong huyện là tu sửa con đường của đập Thiên Thủy nối liền với xã Khanh Hương trước. Đương nhiên, cũng không phải là mặt đường giải nhựa như kế hoạch của anh, mà là đường xã cấp 4 đá vụn. Chủ tịch huyện Vệ, cô hãy nghe tôi nói. Diệp Phàm còn muốn giải thích, Vệ Sơ Tinh đã lộ vẻ không kiên nhẫn nữa. Làm tốt công tác của bản thân mình là được rồi, cương vị công tác hiện tại của anh là ở phương diện tôn giáo huyện, hừ. Được. Diệp Phàm hừ một tiếng, xanh mặt đi ra ngoài. Sau lưng mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài của Phí Mặc. Ai, một người làm việc không có đầu óc, gọt rũa thế nào cũng không bằng phẳng được, không chịu nổi. Vệ Sơ Tinh không lên tiếng, sắc mặt cũng không dễ coi, không biết đang nghĩ cái gì. Đương nhiên, Diệp Phàm không tham gia tiệc chúc mừng, cùng Đoạn Hải, Trịnh Lực Văn ba người đến quán rượu Xuân Hương, làm một bàn đồ ăn uống đến say mềm. Cục trưởng Diệp, tôi nghĩ sau khi anh đi, tôi cũng không còn chỗ đó nữa. Tôi dứt khoát theo anh tới cục tôn giáo thế nào hả? Trịnh Lực Văn đột nhiên quăng ra một câu như vậy. Đoạn Hải nhìn Trịnh Lực Văn cũng kêu lên theo. Không sai, tôi cũng đi, đi tới cục đó quét sân còn tốt hơn ở chỗ này. Mẹ kiếp, người làm việc toàn đứng bên đường. Những kẻ làm việc vớ vẩn thì toàn được lên chức, đây là cõi đời gì chứ? Ai, có lẽ cuộc đời này của Đoạn Hải tôi không có khiếu làm quan rồi, uống đi. Uống. Chương 349, dốc lòng. Lực Văn, hãy làm cho thật tốt nhé, tôi nghĩ bọn họ cũng sẽ không làm gì anh đâu. Chúng ta còn trẻ, người ta nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chúng ta không cần chờ 30 năm, tôi xem chỉ cần 3 năm là đủ rồi. Diệp Phàm khuyên nhủ, vừa nhìn lướt qua Đoàn Hải. Phạm Xuân Hương biết trong lòng Diệp Phàm đang buồn phiền, chỉ lặng lẽ đi vào rót thêm rượu rồi đi ra. Đoàn Hải, anh đi báo cho Tổng Giám đốc Hồ Bảo Y sáng mai triệu tập toàn thể công nhân viên chức cán bộ nhà máy giấy tập trung ở nhà máy. Lực Văn, anh báo cho Phương Nghê Muội nói cho toàn thể nhân viên chính quyền đúng 8 giờ sáng tập trung ở trụ sở chính quyền. Ánh mắt Diệp Phàm chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn rồi biến mất. Cục trưởng Diệp, anh muốn làm gì cứ bảo tôi chuẩn bị. Mẹ kiếp, coi như tôi nhìn thấu cõi đời này rồi. Đoàn Hải bực tức mắng. Có gì đâu, Đoàn Hải, làm gì nào? Một chút thử thách nhỏ như vậy mà làm anh gục ngã thì thật không đáng mặt nam tử hán. Đầu rớt xuống thì đã sao, 18 năm sau lại là một hảo hán, bọn họ đâu có bộ dạng như anh. Cho dù phải đi làm một quan thôn chúng ta cũng phải sống tốt, các anh chờ đi. Không lâu sau Diệp Phàm tôi sẽ cuốn đất trở lại, uống, cạn chén. Diệp Phàm hào sảng giơ chén, một hơi cạn sạch, cả gương mặt giống như bắt lửa. Đoàn Hải, đừng nói gì nữa, cục trưởng Diệp tự có sắp xếp. Trịnh Lực Văn vẫn còn bình tĩnh. Ừ, lúc tôi còn tiền nhiệm đã có hứa hẹn, các anh chắc cũng còn nhớ thi khi thu hồi tiền bồi thường lùi đường sẽ không đụng đến số tiền 200 vạn dùng để sửa đường thôn đập Thiên Thủy. Tấm chi phiếu ấy tôi còn cầm đây. Nếu như có người nào hỏi cứ bảo đến tìm tôi. Diệp Phàm hừ lạnh, hai mắt lóe lên như hai con dao làm Đoàn Hải và Trịnh Lực Văn khiếp hãi, thầm nghĩ, lợi hại, ánh mắt làm sao có thể sắc như dao vậy, có thể giết người. Được, để sáng sớm mai tôi giao cho anh. Trịnh Lực Văn gật đầu. Lực Văn, ngày mai anh đem số tiền 100 vạn mà chủ nhiệm Mã Cái Thiên lấy bên hải quan ra. Cứ theo như hứa hẹn ban đầu của tôi phát một phần cho công nhân nhà máy. Một phần cho nhân viên chính quyền đón năm mới, tôi chắc 60 vạn là đủ. Diệp Phàm thu xếp. Diệp Phàm lúc vừa nhận chức chủ tịch thị trấn đã hứa hẹn là phát cho công nhân nhà máy giấy và nhân viên chính quyền 3 tháng tiền lương và một phong bao lì xì năm mới, hẹn vào trước Tết sẽ phát. Đã vậy thì sáng sớm ngày mai phát luôn, quyết không thể cho Hoàng Hải Bình quá nhiều tiền cho y tiêu xài. Cục trưởng Diệp, lúc bên hải quan chuyển khoản tiền ấy đã nói là dùng đúng việc. Hơn nữa hơn một nửa trong đó là do Mã Cái Thiên chịu trách nhiệm, bởi vì tiền kia là Mã Cái Thiên lấy được. Nếu như chúng ta lấy ra làm tiền lương và phúc lợi sẽ thành tham ô công khoản rồi, e là bất lợi đối với anh.
Hôm qua tôi điều tra ra được khoản tiền 200 vạn mà anh đánh cuộc với cục trưởng Vương Thiên Lượng của cục tài chính thành phố thì huyện đã lấy đi 100 vạn, 100 vạn đã phân về chúng ta. Hiện giờ quy hoạch giao thông của Lâm Tuyền chắc không thể thực hiện, khoản tiền này có thể vận dụng linh hoạt, cho dù sau này Hoàng Hải Bình có biết được cũng đành chịu. Chúng ta cũng không phải là tham ô, hơn nữa không chuyển giao anh. Với cương vị là chủ tịch thị trấn, anh vẫn có thể làm xong một chuyện cuối cùng. Trịnh Lực Văn về phương diện quản lý tiền bạc rất lão luyện, chỉ ngay ra điểm mấu chốt. Tốt, tốt, Lực Văn đề nghị rất tốt, cứ làm như thế đi. Diệp Phàm cười rồi cả ba cùng cạn chén. Lực Văn à, anh cứ thế thì đắc tội với Hoàng Hải Bình mới nhậm chức chủ tịch thị trấn mất, ngày sau chắc cũng không hay ho gì. Diệp Phàm cảm thấy không đành lòng. Đắc tội thì như thế nào? Tôi đoán chừng là đời giám đốc Sở đến đây cũng chấm dứt. Nếu như bọn họ không buông tha thì tôi đi cùng với anh lên cục tôn giáo, coi như là vào huyện thành, ha ha ha. Trịnh Lực Văn rất bội phục Diệp Phàm, vì thế từ lúc xảy ra chuyện đến giờ luôn kiên quyết đi theo Diệp Phàm. Không sai, tôi cũng đi, uống uống uống. Đoàn Hải cũng buông thả, hiện giờ Diệp Phàm ngã, thế nhưng Diệp Phàm chính là người kéo gã trở lại làm người sau khi đắc tội với người ở văn phòng huyện ủy bị nhét vào thôn đập Thiên Thủy. Đoàn Hải khi đó cho là cuộc đời này coi như chấm dứt, sau lại được Diệp Phàm thưởng thức, cho nên sớm đã có một ý niệm chết vì người chi kỷ. Diệp Phàm đi rồi thì chắc gã cũng bị nhét vào một xó xỉnh nào đó, đã vậy heo chết sao còn sợ nước nóng. Cả ba người uống cũng hơi nhiều, sau đó ngà ngà ra về. Diệp Phàm vừa đi ra Xuân Hương Tửu Lâu thì nhận được điện thoại của Phương Nghê Muội, bắt máy thì nghe cô dịu. Anh Diệp, buổi tối đến chỗ này, em sẽ tắm cho anh. Rửa, tốt, rửa thì rửa. Diệp Phàm cười dâm đãng, cảm giác hạ thân nóng bừng, quay đầu lại không thấy ai thì thuận chân rẽ vào một hẻm nhỏ. Phương Nghê Muội ở tại nhà một bà con xa, không lâu sau thì Diệp Phàm chạy đến, đang định khẽ đẩy cửa sau xông vào thì chợt nghĩ đến cái gì ngây người ra, thầm nghĩ, mình sao có thể trơ trẽn vậy, chẳng phải tối hôm ở thôn Quy Lĩnh đã nói cô ấy không phải bạn gái mình rồi giờ còn mò mặt vào đây. Ai, lửa này hãy tìm Xuân Hương giải vậy. Diệp Phàm do dự, lại nhớ tới thân hình kiều diễm của Phương Nghê Muội, tới đêm điên cuồng của hai người trên xe lam, hơn nữa rượu đang còn bốc phừng phừng làm cơ thể nóng ran không dứt. Thế nhưng e là chỉ có thể để cho lửa dục thiêu đốt mà thôi, bởi vì tính ra từ hôm trước đến giờ chắc Phương Nghê Muội vẫn chưa hết ngày đèn đỏ, đến lúc đó không thể động thì càng thảm hơn. Còn đang suy nghĩ thì cánh cửa khép hờ chợt mở, phía trong một cái đầu thò ra, chẳng phải Phương Nghê Muội thì còn là ai? Cô mặc một chiếc áo ngủ hờ hững không có áo con khiến đôi mắt ưng của Diệp Phàm có thể nhìn thấy đôi nhũ hoa bên trong. Chán anh, có phải còn lo gì không? Phương Nghê Muội giận dỗi, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. A, à, cô khẽ kêu một tiếng duyên dáng rồi bị Diệp Phàm kéo vào trong ngực, ép sát vào tường rồi hôn ngấu nghiến. Bàn tay của Diệp Phàm thành thục đi vào trong áo ngủ của Phương Nghê Muội, nhằm trúng mục tiêu là hai đỉnh núi cao vút của cô. Chỉ thoáng sau Phương Nghê Muội đã thở hổn hển. Không được, lên lầu. Phương Nghê Muội chợt tỉnh, phát hiện cửa sau cũng chưa đóng liền nói khẽ. Tối nay gì em không ở nhà, lên lầu đi. Tuân lệnh, ha ha. Diệp Phàm cười quái dị, tiện tay đóng cửa lại rồi ôm xốc Phương Nghê Muội lên lầu, vừa mở cửa ra thì đứng ngây như phỗng. Bên trong là một thế giới màu hồng vô cùng ấm áp. Giường gỗ được sơn màu phấn hồng. Chiếc chăn màu hồng còn thêu hình một đôi uyên ương, đầu giường có đặt một con búp bê lớn màu hồng, cả chiếc bàn và tủ trang điểm cũng là màu hồng. Thế giới màu hồng vốn là thế giới của tình ái. Diệp Phàm hiểu được đây là do Nghê Muội cố ý bố trí thành, bởi vì cô thích nhất màu phấn hồng, đại biểu cho lãng mạn. Diệp Phàm cũng không phải là người tinh tế để hiểu được sự lãng mạn, nhưng trong thế giới màu hồng này hắn cảm thấy cả người dạo dực chỉ muốn buông thả. Diệp Phàm thậm chí có cảm giác thư thái như được trở lại trong vòng tay ấm áp của mẹ, chẳng qua nơi đây còn nhiều ý vị kích thích. Không thể không nói Phương Nghê Muội rất tinh tế, ở đây không có điều hòa, nếu như trời lạnh thì trong phòng cũng sẽ rất lạnh. Không biết cô từ đâu đem về một cái lò sưởi điện lớn đặt ở góc phòng, chắc là đã mượn cả đêm nay. Anh, thích không? Thích. Diệp Phàm ngây ngô đáp. Từ Quy Lĩnh trở lại, chạy đường dài như vậy chắc trên người rất nhiều mồ hôi. Để em lau cho, anh uống trà đi đã. Ừ. Nghê Muội căn bản không tránh né sắc lang,
rất tự nhiên cởi bỏ áo khoác ngoài ngắn để lộ ra chiếc áo ngủ mỏng manh không che được nhũ phong cao vút. Theo hơi thở mềm mại, chiếc áo ngủ cũng rất tự nhiên rơi xuống nền nhà. Ánh mắt tham lam của Diệp Phàm nhìn chừng chừng vào cặp chân thon dài của Nghê Muội và đỉnh tam giác mê người. Chiếc quần con nhỏ bé không che kín được đám cỏ bên trong, cặp mắt bén nhạy của Diệp Phàm có thể nhìn thấy cả khe rãnh sâu thẳm khiến người ta muốn ứa máu, nuốt nước miếng ửng ực. Trời ạ! Trong lòng Diệp Phàm điên cuồng gào thét, vội vàng giả bộ cúi xuống lau mồ hôi, thật ra thì để ngăn cho máu mũi chảy ra, mắng thầm, mẹ kiếp. Thật là quá mất mặt, vừa nhìn thấy đàn bà thì chảy cả máu mũi, cứ như vậy thì chẳng mấy chốc mà mình mất hết cả máu. Bình tĩnh, bình tĩnh, ông đây là cao thủ quốc thuật, đại cao thủ, ai? Còn phải gia tăng tôi luyện tâm tình rồi. Ao ao, tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh truyền tới đôi tai Diệp Phàm khiến hắn mê man bất định. Chỗ kín dựng lên cứng ngắc. Đã mấy lần hắn định nhảy bổ vào đẩy luôn cánh cửa khép hờ để trực tiếp thi hành chính đạo. Diệp Phàm suy nghĩ rất nhiều về biểu hiện khác thường hôm nay của Nghê Muội, cuối cùng cũng hiểu ra người ta đang phát tín hiệu cho mình, coi như là lần nữa mở rộng cửa cung vì lần trước trên xe đã phá cửa cung. Từ lúc bắt đầu nói nhà đêm nay chỉ có hai người, đến lúc không tránh né cởi quần áo, cho đến khi đi vào nhà tắm không chốt cửa đều là các chứng cứ nguyện ý với Diệp Phàm. Chỉ cần hắn đồng ý là Nghê Muội sẵn lòng dâng hiến. Kỳ quái, Nghê Muội chẳng phải nói là đang tới ngày sau, còn kích thích mình như vậy. Nghe nói mỗi lần như vậy của phụ nữ đều kéo dài 4, 5 ngày, sao chỉ mới 2, 3 ngày đã xong. Chẳng lẽ để cho mình ngắm? Diệp Phàm đứng đó đoán mò dụng ý của Phương Nghê Muội tối nay. Tí tách, tiếng nước chảy mê người cuối cùng cũng dừng lại. Cánh cửa mở ra một tiếng két. Phương Nghê Muội chỉ khoác hờ một chiếc khăn tắm, mùi thơm xông lên làm Diệp Phàm thở dốc. Anh cũng tắm đi chứ? Phương Nghê Muội cười xấu hổ, cả người sẵn sàng như một đóa hoa vừa nở. Không, anh ngồi đây thôi, cũng không ra nhiều mồ hôi mà. Diệp Phàm lạnh toát, lập tức từ chối, chỉ e vừa cởi bỏ quần áo thì không nhịn được, chỉ bằng thưởng thức một chút rồi về tìm Thái Tây thi giải quyết. Xem anh đó, đầu đầy mồ hôi còn nói là không. Mau tắm đi, em đã chuẩn bị sẵn quần áo rồi. Phương Nghê Muội thấy Diệp Phàm vẫn ngồi yên trên giường không có phản ứng thì gương mặt lập tức buồn bã, nước mắt nhanh chóng ứa ra. Nước mắt của phụ nữ là vũ khí có lực sát thương lớn nhất với đàn ông, không khác gì một trái bom hạt nhân. Diệp Phàm cuối cùng vẫn không cưỡng được, đi vào phòng tắm. Vừa cởi hết quần áo thì thấy cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người tiến vào dĩ nhiên là Phương Nghê Muội. Anh! Để em giúp anh tắm rửa. Phương Nghê Muội giống như một nha hoàn, đứng ở bồn tắm đưa tay kỳ cọ cho Diệp Phàm. Ừ, Nghê Muội, tay của em thật mịn, thật thoải mái. Diệp Phàm khép hờ lên hai mắt, tùy ý để cho Phương Nghê Muội di chuyển trên người. Dần dần hắn có phản ứng, cầm lấy tay Phương Nghê Muội kéo luôn vào trong bồn tắm, hai người cứ vậy nô đùa một hồi. Tuy nhiên Diệp Phàm cuối cùng vẫn không chạm vào bộ phận thần bí nhất của Phương Nghê Muội. Nghê Muội nói cô đang tới ngày thì hắn làm sao mà động vào đó, làm đàn ông là phải tôn trọng phụ nữ, có như vậy mới ra phong phạm quân tử. Đợi đến lúc Diệp Phàm thay xong bộ y phục hàng hiệu thất lang do đích thân Nghê Muội mua thì thoáng cái đã trở nên hào hoa phong nhã. Bởi vì ngày hôm trước, Diệp Phàm cùng leo núi với Phương Nghê Muội ở thôn Quy Lĩnh, y phục đã trở nên sộc sạch. Phật dựa vào kim trang, người dựa vào y trang, nhìn Nghê Muội lăng xăng chỉnh lại y phục cho mình. Diệp Phàm cảm thán. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 350, quan trường thất ý, tình trường đắc ý. Diệp Phàm dạo dực, cái gì mà mũ quan chó má đã sớm ném lên tận lên 9 tầng trời, lúc này cho hắn làm chủ tịch tỉnh chắc cũng không thèm. Nhìn gương mặt ửng đỏ của Nghê Muội, chắc là đang cố gượng cười để che giấu nỗi buồn, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy đau nhói. Diệp Phàm bị giáng chức đến cục tôn giáo, tâm tình của Phương Nghê Muội sao có thể thanh thản, biểu hiện tối nay chắc là để an ủi hắn mà thôi. Người ta nói tình trường thất ý, đổ trường đắc ý, còn Diệp Phàm tối nay chính là quan trường thất ý tình trường xuân đến. Anh, chải tóc cho em đi. Phương Nghê Muội ôn nhu xấu hổ ngồi trước bàn trang điệp như một cô nương chờ Diệp Phàm chải tóc cho mình. Ừ, anh chải không khéo đâu. Diệp Phàm lại cảm thấy đau nhói. Từ từ bước đến phía sau Nghê Muội, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cô. Cho dù anh chải thế nào thì em vẫn thích,
thích vì anh ấy. Nghe muội lẩm bẩm như trong mơ. Bàn tay Diệp Phàm run rẩy, vốn nó có thể khai bia phá thạch, có khi nào quen việc dịu dàng. Bàn tay đó có thể đánh chết Lang Vương lẫn Dã Trư, thậm chí từng dùng phi đao giết đi ba người, hiện giờ lại rung bần bật. Tay muốn yên lặng mà tâm không ngừng a. Diệp Phàm vừa tết tóc vừa miên man suy nghĩ, cuối cùng tết ra một thứ vừa giống như dây thừng vừa không giống, ngay cả tết kiểu đuôi chó cũng không thành, tuy nhiên lại làm cho Nghê Muội hạnh phúc đến trào nước mắt. Tết xấu quá. Diệp Phàm ngượng ngùng lẩm bẩm. Em thích. Phương Nghê Muội vui vẻ khẽ mở môi anh đào. Anh, trước khi anh đi, em có một đại lễ vật tặng anh. Phương Nghê Muội nói khẽ, đẩy Diệp Phàm ra khỏi thế giới màu hồng. Diệp Phàm bất đắc dĩ đành phải chờ đợi ở cửa, không biết Nghê Muội đang làm gì, tối nay mà không thể động thì đúng là phiền a. Không lâu chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng gọi khẽ. Vào đi. Diệp Phàm vừa đẩy cửa thì đứng ngây ra như một con gà gỗ, trước mắt hắn là thân hình trắng nõn lổ lộ của Phương Nghê Muội. Bộ ngực cao vút phập phồng, dải đất màu đen mở hé. Diệp Phàm, thậm chí có ảo giác giữa đó nghe tiếng suối róc rách. Phương Nghê Muội dù ngượng ngùng nhưng vẫn nhìn thẳng vào Diệp Phàm, nói vẻ cương quyết. Anh, lễ vật của em chính là từ giờ em chỉ thuộc về một mình anh. Vào lúc này, Phương Nghê Muội thực sự trông thuần khiết như một dòng suối mát không lẫn bất kỳ tạp chất nào. Túng đậu từ từ công, thanh lâu mộng hảo, nan phú thâm tình. Nhị thập tứ kiều nhưng tại, ba tâm đáng, lãnh nguyệt vô thanh, niệm kiều biên hồng dược, niên niên chi vi thủy sinh. Bài từ của Bạch Thạch đạo nhân trong tác phẩm Bạch Thạch từ thời Tống. Nghê Muội biết, Nghê Muội là vì anh mà sinh. Phương Nghê Muội khẽ nói, đôi lông mày cong lên như vầng trăng. Cặp mắt Diệp Phàm đỏ ngầu, nắm chặt hai tay, quán chú nội kình vào móng tay. Làm nó trở nên sắc như dao, móc sâu vào lòng bàn tay, ứa ra một giọt máu. Diệp Phàm nhào tới, hai tay ôm xốp lấy cơ thể của Nghê Muội, hối hả khôn lên khắp cơ thể. Em, anh sẽ cưới em. Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng, bế Phương Nghê Muội lên cùng nằm trên giường, chẳng qua hắn chỉ âu yếm trên người còn vẫn chưa động thủ. Anh! Đời này em có những lời này của anh là mãn nguyện lắm rồi. Em biết anh có bạn gái, đâu dám hy vọng xa xôi. Em cũng biết anh chỉ nhất thời lỡ vận, rồi sẽ có ngày rồng bay lên trời. Em vĩnh viễn chúc phúc cho anh. Phương Nghê Muội dán sát vào người vào Diệp Phàm trước ngực, nhẹ nhàng lẩm bẩm, giống như đang ở trong một giấc mơ. Nghê Muội, anh. Diệp Phàm định nói cho Phương Nghê Muội biết bạn gái của mình ở trường đại học chắc đã có người khác rồi nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Anh, Nghê Muội muốn dâng hiến cho anh lần nữa. Phương Nghê Muội nỉ non. Cho anh cái gì? Diệp Phàm nhất thời hồ đồ không rõ. Thân thể Phương Nghê Muội tới ngày, tối nay không thể cho mình, vậy còn cái gì nữa? Chán anh, chính là trong chỗ này. Phương Nghê Muội đột nhiên nắm lấy tay Diệp Phàm đặt lên bụi cỏ rậm. Chẳng phải em đang tới ngày sao, anh không thể tổn thương em. Diệp Phàm nghi hoặc, chưa có tới. Phương Nghê Muội rốt cục khó khăn thốt ra hai chữ. Chưa có tới, chuyện gì xảy ra, để anh xem nào. Diệp Phàm giống to một tiếng, bàn tay nhanh chóng sờ xuống dưới. Cảm giác trong bụi cỏ đã có giọt sương điểm ra. Em ngày đó nhớ nhầm, khanh khách. Phương Nghê Muội còn đắc ý cười mấy cái. Tốt wow, để xem anh làm thế nào phạt em, lại dám dối cả hoàng thượng, thiếu chút làm anh chết thèm. Ha ha ha. Diệp Phàm bắt đầu thổi kèn xung phong, bắt đầu một đêm điên cuồng. 8 giờ sáng hôm sau, cả thị trấn Lâm Tuyền sôi sục vì nghe chủ tịch thị trấn Diệp muốn nói chuyện, cho dù ai cũng không được vắng mặt. Dưới sự giúp đỡ của Trịnh Lực Văn, Đoàn Hải, và Thiết Minh Hạ, hơn 1.000 công nhân viên và máy giấy và nhân viên thị trấn Lâm Tuyền đều tập trung trước bãi đất trống của trụ sở chính quyền. Phương Nghê Muội sắp xếp bàn ghế và loa đài đầy đủ cho Diệp Phàm phát biểu. Các anh em của nhà máy giấy, các vị đồng nghiệp Lâm Tuyền, các người mạnh khỏe. Tôi là Diệp Phàm, chiều nay tôi sẽ phải rời Lâm Tuyền nên muốn nói với mọi người vài câu. Hơn 10 ngày trước lúc nhận chức chủ tịch thị trấn, tôi từng có hứa qua với mọi người. Là đến cuối năm âm lịch này sẽ phát cho mọi người trong nhà máy giấy 3 tháng tiền lương và một bao lì xì 100 đồng coi như chút lễ vật ăn Tết. Các nhân viên chính quyền cũng còn đang bị nợ 2 tháng tiền lương, bình thường mọi người chỉ nhận một nửa, tôi làm chủ tịch thị trấn đúng là thất trách.
Diệp Phàm nói đến đây uống một ngụm nước, đang định nói tiếp thì nghe một công nhân đứng đầu không nhịn được thì thầm. Biết thất trách vì sao không đem tiền còn thiếu phát ra đi, giờ sắp chuyển đi còn nói năng gì nữa. Phải để cái loại người không có chữ tín này vào tù mới đúng, tôi nhổ vào. Diệp Phàm rất thính tai liền chỉ vào người công nhân đó hỏi. Đồng chí, anh vừa bực tức có phải không? Không có, không có. Người công nhân kia run bắn. Diệp Phàm ngày trước vừa mới tới nhà máy thì đã đánh ngã hai bảo vệ, ấn tượng còn khắc sâu trong lòng mọi người. Ha ha, tôi biết mọi người ở đây trong lòng đều đang mắng tôi thất tín, hiện giờ sắp đi còn đứng đó làm nhảm phải không? Diệp Phàm cười nói, không hề tức giận. Chủ tịch Diệp lúc còn tại vị đã đổ bao tâm huyết để khôi phục nhà máy giấy, còn kéo về khoản đầu tư rất lớn, chúng tôi biết thị trấn không có tiền, không phải lỗi tại anh. Phó Giám đốc Thang Chính Hải la lớn. Đúng, chủ tịch thị trấn Diệp là người tốt, là một quan tốt. Chúng tôi không mắng anh. Cả đám đông đột nhiên hô lên. Tốt lắm, mọi người im lặng, tôi không còn nhiều thời gian. Tối hôm qua chủ tịch huyện vệ yêu cầu tôi vào lúc 0 giờ sẽ phải bàn giao chức vụ chủ tịch thị trấn cho đồng chí Hoàng Hải Bình, vì thế kính xin mọi người nghe tôi nói hết. Diệp Phàm ra dấu tay, mọi người đều ngừng lại. Hôm nay tôi đứng đây chính là để thực hiện lời hứa. Tôi đại biểu cho chính quyền thị trấn phát cho công nhân nhà máy giấy 3 tháng tiền lương còn thiếu, còn cả bao lì xì để mọi người về đón năm mới. Các nhân viên của chính quyền cũng vậy, phát cho mọi người 2 tháng lương còn thiếu và bao lì xì 100 đồng. Hiện tại Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Lực Văn đã liên lạc với Ngân hàng Nông nghiệp xong rồi, tiền mặt sẽ lập tức chuyển về, mọi người theo danh sách ký nhận để lấy tiền. Hy vọng các vị phòng ban chủ nhiệm, các vị tiểu tổ trưởng nhà máy giấy đem danh sách nhân viên của mình lên, đọc tới tên ai thì người đó nhận. Diệp Phàm vừa nói xong thì hơn cả 1.000 người lập tức xôi trào. Bọn họ vốn cho là chủ tịch thị trấn Diệp bị điều đi thì coi như mọi chuyện đã xong, ai ngờ hắn trước lúc đi vẫn có thể nhớ đến mọi người. Tiếng tán dương nhất thời vang dội. Ai, chủ tịch thị trấn Diệp đi thật đáng tiếc, anh ấy là một người tốt. Một công nhân già thở dài, lắc đầu. Chương 351, nói chuyện với chủ tịch huyện. Có biện pháp gì, nghe nói là lãnh đạo ở trên ép hắn đi, nghe nói còn bị giáng xuống làm cục trưởng cục tôn giáo gì đó, hình như cục đó cả huyện còn chưa đến 10 người, ăn cơm gì đó đều phải móc tiền túi, chuyện này là thói đời gì chứ, mẹ kiếp, lãnh đạo trong huyện đều mắt mù cả rồi. Một người thanh niên bất bình mắng. Sau mấy phút đồng hồ, nhân viên công tác của Ngân hàng Nông nghiệp khiêng một thùng tiền lớn đến sân lớn của Ủy ban Nhân dân, sau khi giao tiền lại cho Trịnh Lực Văn thì rời đi. Bắt đầu phát tiền lương, nhân viên công tác của Ủy ban Nhân dân và công nhân nhà máy giấy chia ra đồng thời tiến hành, mọi người theo số thứ tự lần lượt lĩnh tiền lương và phong bao lì xì, tất cả đều vui cười hớn hở. Chủ tịch thị trấn Hoàng, không xong rồi. Diệp Phàm để dành tiếng tốt cho mình đã đi trước đem tiền của Sở Tài chính phát hết rồi. Lưu Chỉ bước nhanh vào phòng làm việc của Hoàng Hải Bình báo cáo tình hình khiến y dài mặt như mặt lừa. Bí thư Mâu đâu? Bí thư Mâu tối qua có chuyện đã quay về thành phố Mặc Hương trước rồi, nói là trong nhà có ai qua đời. Hiện tại không liên lạc được, làm thế nào đây? Lưu Chỉ vẻ mặt lo lắng, đương nhiên là muốn để chủ tịch thị trấn mới nhậm chức Hoàng Hải Bình nhìn thấy. Hừ, cậu ra ngoài trước đi. Hoàng Hải Bình gọi Khúc Anh Hà tới, nói tình hình lại cho cô ta. Thật ra Khúc Anh Hà đã sớm biết chuyện này rồi nhưng không lên tiếng, nghĩ thầm, chuyện này liên quan gì đến tôi, anh là chủ tịch thị trấn, sau này người nhức đầu chính là anh, chứ không phải tôi. Tiền lương vốn nên phát cho mọi người, cầm thêm phong bì nhỏ 200 đồng cũng là chuyện bình thường. Hoàng Hải Bình thấy Khúc Anh Hà không lên tiếng, biết người phụ nữ này tuyệt đối sẽ không ra mặt. Trước đây khi đối chọi với Diệp Phàm, quan hệ của hai người hình như vẫn tốt, hợp đồng đồng bọn. Thoáng cái có lẽ quan hệ này lại có chút buông lỏng rồi, trước khác nay khác. Thật ra Khúc Anh Hà thấy Hoàng Hải Bình ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thị trấn sớm đã đố kỵ điên cuồng, không nhăn mặt cho Hoàng Hải Bình thấy đã là tốt lắm rồi. Bây giờ còn muốn cô ta ra mặt, đó tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Hoàng Hải Bình bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho chủ tịch huyện vệ Sơ Tinh. Anh lập tức xuống dưới ngăn cản, thật là hết chỗ nói. Vệ Sơ Tinh quát lên. Suy nghĩ một lát lại nói. Thật ra có thể phát tiền lương, nhưng chỗ nhà máy giấy không thể phát lung tung một đồng nào được. Hiện tại nhà máy giấy đã là xí nghiệp hợp doanh, trách nhiệm này nên do hai bên cùng gánh vác,
làm sao có thể để chính quyền chúng ta phải trợ cấp toàn bộ tiền lương được, chuyện này đợi sau khi thương lượng xong rồi mới quyết định, anh nói với đồng chí Diệp Phàm. Kêu cậu ta phục tùng sắp xếp của lãnh đạo thượng cấp, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Chuyện này, tôi đi nói sợ rằng có chút không ổn. Hoàng Hải Bình có chút do dự, y không muốn ra mặt lúc này. Nếu muốn bắn phải bắn chim đầu đàn, đạo lý này mọi người đều hiểu. Lúc này đi ngăn cản 1.000 người còn không phải đưa mình vào chỗ chết sao? Hừ, thượng cấp tín nhiệm anh, giao một thị trấn lớn như Lâm Tuyền cho anh, nếu không có một chút quyết đoán nào thì nhân dịp sớm đề xuất đi, chúng ta sẽ cũng tiện suy nghĩ lại một lần nữa. Vệ Sơ Tinh cũng biết chuyện này không dễ làm, nhưng cô ta cũng không muốn đi tiếp xúc với rủi ro, làm cho tất cả nhân viên công tác của chính quyền Lâm Tuyền bất mãn với mình. Mình không tiện ra mặt, đành phải ép Hoàng Hải Bình. Vậy thì tôi đi. Hoàng Hải Bình trầm mặt xuống trả lời, gọi Lưu Trì lập tức xuống chỗ đất trống trong sân, nói với Diệp Phàm. Cục trưởng Diệp, chủ tịch huyện vệ có chỉ thị, hy vọng cậu có thể nhìn từ đại cục toàn huyện, nghe theo sắp xếp của tổ chức. Chuyện trợ cấp tiền lương, chính quyền thị trấn đương nhiên sẽ làm chủ, chuyện này mấy ngày nữa sẽ thảo luận đưa ra thu xếp thích đáng. Chuyện của nhà máy giấy vẫn cần phải bàn bạc với bên hùn vốn rồi mới quyết định, cho nên không thể phát số tiền này. Xin lỗi Phó Chủ tịch Thị trấn Hoàng, tôi bây giờ vẫn là Chủ tịch Thị trấn Lâm Tuyền, Chủ tịch huyện vệ giao hẹn trước 10 giờ mới chuyển giao xong, tôi sẽ làm được. Ngay cả số tiền này mà nói cũng là do tôi kiếm được khi đánh cược với Cục trưởng Vương Thiên Lượng của Cục Tài chính thành phố lúc đầu. Lúc ấy đã nói là dùng để sửa đường, tăng cường xây dựng đại quy hoạch Lâm Tuyền. Nhưng bây giờ huyện hủy bỏ, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, số tiền này tôi có quyền xử lý. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Cục trưởng Diệp, tôi mới là chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, cậu không có quyền sử dụng chi phối khoản tiền này. Xin cậu tự trọng cho, lập tức dừng việc phát tiền lại. Nếu không cậu sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả sau này. Hoàng Hải Bình cũng không kìm được, giọng nói lớn hơn rất nhiều. Nghe tiếng ồn ào của y, các cán bộ công nhân đang lĩnh tiền xung quanh đều dừng lại, lạnh lùng nhìn y, khiến Hoàng Hải Bình sợ hãi vô cớ lùi về sau một bước. Ha ha ha, không trợ cấp cũng được, anh hỏi xem các anh em công nhân này có chịu hay không, các cán bộ công nhân viên chức rộng lớn của chính quyền có chịu hay không, bọn họ quay về nhà dùng cái gì để đón Tết. Diệp Phàm cười nhạt, chỉ vào các cán bộ công nhân chất vấn Hoàng Hải Bình. Hừ, tôi chỉ chấp hành chỉ thị của chủ tịch huyện vệ, xin cậu phải phục tùng thu xếp của lãnh đạo. Hoàng Hải Bình nói mà cảm thấy mình có chút mất mặt, lại bị công nhân hù dọa như vậy. Y nghĩ đến mình đường đường là chủ tịch thị trấn, còn phó giám đốc Hồ Đức Lượng của sở công an cũng sớm dẫn theo mười mấy cảnh sát ra ngoài, trong tay là dùi cui đứng sau, bày ra tư thế bức người. Không thể phát, lòng dạ của quan lại các anh đã thối nát hết rồi. Vậy kêu chúng tôi làm sao mà sống? Các anh không những không đồng tình, ngay cả một chút tiền lương còm cõi của chúng tôi cũng muốn cướp đi uống rượu tìm gái có phải không? Lúc này Thang Chính Hải sau khi nhận được cái liếc mắt ra hiệu của Đoạn Hải liền dẫn đầu kích động nói. Chúng tôi phải ăn cơm, chúng tôi phải ăn Tết, anh dựa vào cái gì mà ngăn cản, chúng tôi muốn gặp chủ tịch huyện. Trong đám đông bắt đầu có những tiếng kích động không yên, từ từ cưỡng bức về phía Hoàng Hải Bình. Các anh muốn làm cái gì? Anh ấy là chủ tịch thị trấn, ai dám gây chuyện thì bắt hết. Hồ Đức Lượng hai tay cầm còng tay, đập đập kêu, leng keng. Phát ra âm thanh chói tai, đương nhiên là lấy thế đè người. Sở công an có thể tùy tiện bắt người sao? Chúng ta lại không có phạm pháp, chúng tôi chỉ muốn lấy tiền lương của mình. Chuyện này là chuyện thiên kinh địa nghĩa, dựa vào cái gì mà muốn bắt chúng tôi? Mọi người nói có đúng không? Chúng ta nghe theo chủ tịch thị trấn Diệp. Lúc này một người công nhân già đột nhiên kêu lớn. Được rồi, mọi người yên lặng lĩnh tiền đi. Chuyện này Diệp Phàm tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Chủ tịch thị trấn Hoàng Anh có thể về nói với chủ tịch huyện vệ như vậy. Diệp Phàm vỗ tay một cái, lớn tiếng kêu lên, quay đầu lạnh lùng nói với Hồ Đức Lượng. Anh hung hăng cái gì, anh em công nhân và đồng nghiệp chính quyền không phải là kẻ địch, bọn họ cũng giống như anh, lẽ nào các đồng chí của sở công an các anh không cần lĩnh tiền lương sai? Hừ, lui ra. Nghe Diệp Phàm hừ một câu như vậy, khuôn mặt của Hồ Đức Lượng nhất thời biến thành gan heo. Liếc nhìn Hoàng Hải Bình. Thấy y không có động tĩnh gì. Y cũng không dám đi trước, trái lại tất cả cảnh sát phía sau đều tới xếp hàng lĩnh tiền lương và phong bao lì xì phúc lợi. Hừ,
các nhân viên công tác của chính quyền thị trấn nghe đây. Tôi là chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình. Tôi lấy danh nghĩa của chính quyền thị trấn Lâm Tuyền truyền đạt chỉ thị đích thân chủ tịch huyện vệ đưa xuống. Chủ tịch huyện vệ ra chỉ thị, tiền lương của mọi người đương nhiên phải phát, nhưng phải làm theo trình tự thông thường. Hôm nay chính quyền thị trấn còn chưa quyết định bổ sung như thế nào, có lẽ ngày mai ngày mốt sẽ thảo luận chuyện này. Cho nên tôi hy vọng toàn thể nhân viên chính quyền thị trấn đều có thể nghe theo chỉ thị của chủ tịch huyện vệ, nghe theo đảng, phục tùng sắp xếp của tổ chức. Nếu ai còn muốn tiếp tục khăng khăng làm theo ý mình nhận lấy, sau này có chuyện gì, bản thân mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ trước đi. Lời nói này của Hoàng Hải Bình rất mềm mại, nhưng bên trong ngôn từ lại mơ hồ có sự uy hiếp, ai cũng có thể nghe ra. Nghe hắn kêu lên như vậy, rất nhiều nhân viên công tác của chính quyền nhát gan đã dừng cước bộ nhận tiền, thậm chí có một số bộ phận nhân viên đã lĩnh được tiền rồi lại tiến tới trước mặt đám người Đoạn Hải, sợ hãi rụt rè yêu cầu trả tiền lại. Đương nhiên, công nhân của nhà máy giấy không phải trực thuộc chính quyền thị trấn, bọn họ thật ra không sợ, có tiền nhận ai lại muốn trả lại chứ, khối bên đó cũng không chịu ảnh hưởng gì. Thấy lời nói của mình đưa đến tác dụng kinh sợ nhất định. Hoàng Hải Bình mỉm cười nhìn Diệp Phàm, nghĩ thầm, thế nào hả? Loại chủ tịch thị trấn như mày thì dùng cái dám gì? Chỉ cần một câu nói của bố mày, mọi người đều không dám lĩnh tiền nữa. Lĩnh tiền rồi còn ngoan ngoan trả lại. Đây chính là quyền lực, không có quyền ai nghe mày chứ. Ha ha ha, các vị đồng nghiệp nghe kỹ đây. Tôi nói rõ một lần nữa, tôi vẫn còn làm chủ tịch thị trấn một giờ nữa. Đây là tôi đang chấp hành quyền lợi của chủ tịch thị trấn, tôi đang hoàn thành hứa hẹn. Nói thật, số tiền lương này vốn thuộc về các bạn cầm tiền của mình về lẽ nào lại phạm tội trái pháp luật hay sao? Tôi tin đảng và chính quyền sẽ không làm như vậy, quốc gia có pháp luật của mình. Không phải chỉ dựa vào một câu nói của người nào đó là có thể quyết định được mọi việc. Thử nghĩ xem, bát nước đã đổ đi là không thể hoàn lại. Tôi đã hoàn thành hứa hẹn lúc đầu của mình, mọi người có muốn lĩnh hay không đó là chuyện của mọi người, sau này đừng ở sau lưng nghị luận cái gì là được rồi. Diệp Phàm cười nhạt, bình tĩnh hòa nhã nói xong. Đúng vậy, chúng ta là lĩnh tiền lương của mình, lẽ nào cũng là trái pháp luật, bất kể. Tiên sư nó. Nếu ai đó ngay cả chút quyền lợi này cũng không cho tôi thì bố mày sẽ liều mạng. Một lão cán bộ vô quyền vô thế, sắp nghỉ hưu chửi mấy câu, bước tới trước mặt Đoạn Hải tiếp tục nhận lương, vừa đếm tiền vừa lẩm bẩm, tiền đến tay mới gọi là tiền, nếu sau này nhất thời không có tiền bổ sung thì ăn Tết làm sao được. Đúng, đi nhận tiền lương đi. Lại có một nhóm người bị kích động đi lĩnh tiền, nhưng sau đó cũng có gần 3 phần các cán bộ chính quyền không dám đi lĩnh tiền. Những người này bình thường mà nói đều có chức vụ trong tay, cũng không để ý đến mấy trăm đồng tiền, bọn họ đều có một số hậu thủ, một năm vẫn có thể mò được mấy ngàn đồng, không cần vì mấy trăm đồng mà đi đắc tội với chủ tịch thị trấn Hoàng mới nhậm chức, còn cả chủ tịch huyện vệ nữa. Được, cậu làm đi. Hoàng Hải Bình quăng vẻ mặt tức giận ấm ức bước đi. Trước 10 rưỡi, Diệp Phàm cuối cùng cũng hoàn thành chuyển giao công tác chính quyền cho Hoàng Hải Bình, còn dương tiền cũng được phát hết. Nhân viên công tác của chính quyền cộng thêm công nhân của nhà máy, tổng cộng số tiền lương phát ra và bao tiền lì xì khoảng 70 vạn đồng. Còn dư lại 30 vạn đồng, Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch thị trấn Hoàng, chủ tịch huyện vệ yêu cầu tôi thu hồi lại tiền lùi đường, tôi thấy số tiền đó đều nằm trong tay một số hộ dân khó khăn, rất khó thu hồi, nói thật, tôi cũng không nỡ thu lại. Hơn nữa tôi vẫn kiên quyết phản đối thu hồi lại số tiền này, chuyện này chỉ có lợi không có hại. Nghe nói còn có 30 vạn tiền lùi đường vẫn chưa thu hồi về được, 30 vạn còn thừa này đủ để bù cho 30 vạn tiền lùi đường đó. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, phiền chủ tịch thị trấn Hoàng có thời gian thì mang về báo cáo với chủ tịch huyện vệ. Chương 352, tức giận. Hoàng Hải Bình ra sức kiềm chế ý nghĩ đánh nhau với Diệp Phàm một trận vì đột nhiên nhớ đến chuyện nghe nói tiểu tử này từng giết người ở vụ huyết án thôn đập Thiên Thủy. Loại người dám giết cả đầu gấu này thì tốt nhất đừng có động đao với hắn, có muốn đấu thì tìm cách khác mà đấu, chẳng phải lần này hắn bị bên mình đấu tới sắp chết, chuyến này đi tới cục tôn giáo muốn chuyển mình là rất khó khăn. Hoàng Hải Bình nhìn sau lưng Diệp Phàm, trong lòng cảm thấy rất sung sướng, tuy nói hôm nay y bị mất đi cả trăm vạn nhưng tiểu tử này chắc chắn cũng sẽ bị chủ tịch huyện vệ đóng đinh. Mới vừa rồi mình đã nhắn nhủ đây là chỉ thị của chủ tịch huyện vệ nhưng ngươi bất chấp, không nghe lệnh lãnh đạo, tốt.
Ngươi phát cả trăm vạn cho những công nhân và nhân viên chính quyền nhưng bọn họ cũng sẽ không nói ngươi là người tốt mà cho đó là tiền của bọn họ. Bản thân không được một đồng nào lại đi đắc tội với đại nhân vật, thật là khờ khạo, sau này đừng mơ nghĩ đến việc trở mình. Vào lúc Hoàng Hải Bình cười lạnh thì Diệp Phàm cũng vậy, họ Hoàng kia, cái ghế chủ tịch thị trấn ngươi ngồi không tốt đâu, chờ đi, định hái đào sao, sao mà dễ thế. Chúng mày coi tao là một quả hồng mềm thích nắn kiểu gì thì nắn sao. Con đàn bà họ Vệ, Phí Mặc lẫn bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà đều không phải thứ tốt lành gì. Lần trước ông đây nhất thời mềm lòng thả con của y, không ngờ lão chó đó lại gây sóng gió. Vệ Sơ Tinh, tôi đâu có chọc gì cô, sao cứ cắn chặt không tha vậy, lấy cái mũ quan của tôi còn định xử lý theo pháp luật. Tôi liều chết vì thị trấn đi lôi kéo đầu tư, đi hóa duyên khắp nơi sắp biến thành đại sư rồi. Mất bao tâm tư mới đem được ít tiền về, các người trái lại nghĩ cách chiếm lấy. Số tiền của tập đoàn Nam Cung tôi sẽ nắm ở đây, số tiền của Vương Thiên Lượng sẽ phát hết ra. Những thứ tiền khác còn chưa đến nơi thì ông đây sẽ khiến cho chúng không đến luôn. Không làm mạng giao thông lớn Lâm Tuyền đoán chừng là muốn tôi đem tiền đổ vào những thứ khác, đâu có dễ dàng như vậy, chờ đi. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Mâu Dũng nói y sắp xếp công việc cho con trai lão bí thư chi bộ là Phương Cửu Lập, Mâu Dũng cũng lập tức đồng ý. Y cũng lo sợ nếu như người nhà của lão bí thư chi bộ đến trụ sở chính quyền gây chuyện thì bản thân cũng phải chịu trách nhiệm. Bởi vì lão bí thư chi bộ trước kia cũng đi tìm y nhiều lần nhưng Mâu Dũng không hề cho một đồng, hiện giờ Diệp Phàm thật ra là người chịu tội thay. Nếu quả thật muốn truy xét trách nhiệm thì nguyên chủ tịch xã Khanh Hương Khúc Anh Hà có trách nhiệm lớn nhất, Thái Đại Giang và Mâu Dũng trách nhiệm thứ hai, còn Diệp Phàm nhẹ nhất. Bởi vì Diệp Phàm nhận chức chưa quá 10 ngày, hơn nữa còn lo chuyện nhà máy giấy không rảnh để quản chuyện này, vậy mà chủ tịch Vệ Sơ Tinh lại buộc tội hắn. Vậy mà chuyện đời lại đảo điên. Người ít dính dáng nhất lại bị mất mũ quan, cho nên chuyện Diệp Phàm bị điều đi thì trong lòng Mâu Dũng không hề có một chút vui mừng, Diệp Phàm tuy nói tương đối nóng, nhưng là đúng là có năng lực. Người ta vì thị trấn mà kéo về khoản tiền 500 vạn, có hắn cuộc sống thị trấn mới trở nên dễ th thế nhưng vì chính quyền thị trấn làm tới nửa ức khoản tiền lớn như nhân, có hắn ở thì cuộc sống Lâm Tuyền mới trở nên khá giả hơn nhiều. Hiện tại đổi thành Hoàng Hải Bình thì Mâu Dũng cảm giác càng nhức đầu. Hoàng Hải Bình có Phí Mặc chống lưng, hơn nữa già dặn kinh nghiệm, là một con hồ ly tinh khó đối phó hơn nhiều so với Diệp Phàm. Mâu Dũng lo lắng sau này mở hội nghị đảng ủy rất khó khống chế cục diện, vì thế chạy thẳng về thành phố tìm Dượng và cha mình thỉnh giáo ít kinh nghiệm. Diệp Phàm đang ở trong phòng thu dọn lại chút đồ đạc thì chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh nhận được điện thoại của Hoàng Hải Bình liền chạy thẳng tới phòng làm việc của bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn. Vệ Sơ Tinh mở cửa thấy bên trong Cổ Bảo Toàn cùng Phí Mặc đang uống trà nói chuyện. Bí thư Cổ, đồng chí Diệp Phàm quá vô tổ chức, vô tính kỷ luật. Tôi đề nghị tổ chức xử phạt hắn, nếu như cán bộ toàn huyện đều như vậy thì Ủy ban Nhân dân huyện còn làm sao để triển khai công tác. Vệ Sơ Tinh tức giận. Chủ tịch huyện Vệ ngồi xuống đã, có chuyện gì nói rõ xem nào. Cổ Bảo Toàn hỏi lại, chưa rõ chuyện gì thì y cũng chưa tỏ thái độ. Đồng chí Diệp Phàm buổi sáng hôm nay đột kích tiền, lợi dụng lúc chưa chuyển ra đã lấy 100 vạn từ sở tài chính thị trấn Lâm Tuyền phát tiền lương và bao lì xì cho công nhân nhà máy giấy. Và nhân viên chính quyền nói là thực hiện lời hứa lúc nhận chức. Mới vừa rồi Hoàng Hải Bình ở Lâm Tuyền báo cáo lên là thị trấn hiện tại căn bản là không còn tiền nữa. Buổi sáng tôi nhận được báo cáo của Hoàng Hải Bình thì lập tức chỉ thị cho hắn ngừng việc phát loạn bao lì xì này lại. Ngay cả phát lương cũng phải được chính quyền thị trấn thực hiện. Thế nhưng đồng chí Diệp Phàm nói như thế nào, nói là mình còn có 2 giờ nữa làm chủ tịch thị trấn, trước khi chuyển giao vẫn có quyền quyết định. Còn nói số tiền 100 vạn này là do hắn tranh thủ từ Hải quan Thủy Châu quyên tặng vào việc thực hiện mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, hiện giờ kế hoạch này ngừng lại nên hắn có quyền xử lý, hơn nữa phát tiền lương là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ừ, Phó Bí Thư Phí, anh có ý kiến gì không? Cổ Bảo Toàn vẫn chưa vội vàng lên tiếng mà chuyển đầu giáo cho Phí Mặc. Y thầm nghĩ Hoàng Hải Bình là do Phí Mặc đẩy lên, thị trấn Lâm Tuyền không có tiền chắc ngươi là người nóng nảy nhất. Hừ, đúng là vô pháp vô thiên rồi, làm đảng viên cán bộ phải phục tùng chỉ thị của lãnh đạo mới đúng. Bất luận chuyện này đúng là sai, chủ tịch Vệ đã chỉ thị như thế mà hắn vẫn còn phát tiền. Điều này nói rõ hắn không xem chỉ thị của Ủy ban Nhân dân huyện vào trong mắt.
Nếu cứ như vậy thì Ủy ban Nhân dân huyện còn gì là uy tín, sau này có chỉ thị gì xuống mọi người đều cãi lại, làm sao để triển khai công tác, vì thế tôi đồng ý đề nghị của Chủ tịch vệ, xử phạt còn là quá nhẹ. Phí Mặc rất ma mãnh, lập tức đẩy vệ sơ tinh lên phía trước, phát biểu tất cả đều là để chi trì công tác của cô ta. Làm như vậy có thể đạt được nhiều mục đích, thứ nhất là có thể bán một nhân tình cho vệ sơ tinh, thứ hai là cho dù Diệp Phàm có biết cũng không thể nói gì, ta đây chỉ là đồng ý với cái nhìn của chủ tịch huyện vệ, muốn tìm thì tìm cô ta đi. Vệ sơ tinh cũng lờ mờ cảm thấy điều này, một tia bất mãn lóe lên rất nhanh rồi biến mất. Phát tiền lương còn thiếu thì đồng chí Diệp Phàm nói cũng không sai. Đã cuối năm rồi, cũng nên để cho mọi người có cái đón Tết. Điểm này chúng ta không nên trách gì, chẳng qua là phương thức có chút không thỏa đáng, hoàn toàn có thể do Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền làm được. Lý do mà đồng chí Diệp Phàm đưa ra có hơi khiên cưỡng nhưng thật sự trước lúc chuyển giao thì hắn vẫn là chủ tịch thị trấn. Hắn hoàn toàn có thể làm được điều này, hơn nữa mới vừa rồi từ chủ tịch huyện vệ làm rõ tình huống thì việc phát tiền hoàn toàn là do nhân viên tài vụ tiến hành, trình tự hoàn toàn hợp pháp, chuyện này cũng có thể bỏ qua. Về phần phúc lợi bao tiền lì xì, nghe nói hàng năm Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền đều có, các đơn vị khác của Ngư Dương chắc là cũng vậy, nếu như coi đây là lý do để khiển trách hắn thì cũng hơi khiên cưỡng. Tuy nhiên nếu hắn nói đây là tiền do hắn lấy được thì có quyền xử lý thì phải phê bình, cái này là chủ nghĩa cá nhân rồi. Số tiền này tuy nói là do hắn lấy được nhưng người ta quyên cho thị trấn Lâm Tuyền, không phải là cá nhân hắn. Để chờ buổi trưa hắn báo cáo công tác, tôi sẽ nghiêm túc phê bình hắn. Còn về chuyện phát tiền lần này thì tạm thời để đó, đối với cán bộ trẻ chúng ta phải tiến hành giáo dục nhiều hơn mới có thể tiến bộ, nếu động chút lại ghi vào hồ sơ thì cũng quá đáng, cứ phê bình miệng là được rồi, các đồng chí thấy thế nào? Cổ Bảo Toàn bình tĩnh nói. Ừ, tôi đồng ý cách nhìn của bí thư cổ, để phê bình là được rồi. Phí Mặc gật đầu. Ừ, tôi đồng ý. Tuy nhiên đồng chí Diệp Phàm phát cho công nhân nhà máy giấy mấy tháng lương còn thiếu thì tôi không đồng ý. Hiện tại nhà máy giấy Lâm Tuyền đã là nhà máy cổ phần, không thuần túy là nhà máy của thị trấn nữa. Hơn nữa mấy ông chủ của Thủy Châu tới còn chiếm 7.080% cổ phần. Nếu như muốn phát lương cho công nhân cũng phải do chính quyền thị trấn và Tổng Giám đốc Hồ Thương Lượng giải quyết mới đúng. Bọn họ chiếm 7.080% cổ phần phải chịu phần lớn chứ. Cứ như vậy đem cả mấy chục vạn của thị trấn phát ra có đúng là phí phạm hay không? Vệ sơ tinh vẫn cảm thấy cay cú. Điều này cũng có rất nhiều nguyên nhân lịch sử, tối qua tôi đã xem kỹ thời gian mà các ông chủ Thủy Châu bơm tiền vào đó cũng chỉ mới mấy ngày, hơn nữa chỉ mới là thỏa ước sơ bộ, còn chưa chính thức ký kết. Nếu như muốn bọn họ gánh chịu tiền lương thiếu trước kia của nguyên nhà máy giấy Ngư Dương thì tôi đoán bọn họ sẽ không đồng ý. Nếu như cưỡng ép thì tôi e là chọc giận bọn họ. Cuối cùng không ký hợp đồng thì mất một khách hàng lớn rồi. Cho nên chuyện này cũng đừng nói thêm gì nữa, chuyện trước kia thì phải do chính quyền đứng ra. Hơn nữa giám đốc trước kia hình như là chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình đấy. Ai? Nói đến đây, Cổ Bảo Toàn thở dài một hơi làm Phí Mặc nhảy thoát lên. Cổ Bảo Toàn tuy nói nhìn qua thở dài rất tự nhiên, nhưng có hàm ý giống như là một người như Hoàng Hải Bình mà để đề bạt làm chủ tịch thị trấn. Nguyên nhà máy giấy Ngư Dương có rất nhiều nguyên nhân thua lỗ, cuối cùng phải gán nợ, thật ra thì giám đốc Hoàng cũng không tệ lắm. Lúc còn đang tại vị bôn tẩu khắp nơi để duy trì được cho công nhân mỗi tháng nhận được một nửa tiền lương, chẳng qua nhà máy đã quá suy sụp nên không thể cứu được. Nếu như bảo nhà máy chịu trách nhiệm, thì trong xưởng không có tiền sao có thể làm được gì, đúng ra phải bảo Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện chứ. Chắc là Ủy ban Kinh tế Thương mại cũng không thể đào đâu ra mấy trăm vạn để bịt lỗ thủng tài chính. Vì thế chuyện này cũng không thể trách Diệp Phàm. Phí Mặc vội vàng lái sang hướng khác, y chỉ e bí thư cổ Thuận Thế bảo Hoàng Hải Bình ngay cả một nhà máy còn quản chưa được sao còn quản được cả một đại trấn. Bí thư cùng phó bí thư đều nói như vậy, vệ sơ tinh cũng không tiện nói thêm. Chuyện này nếu truy đến gốc thì Diệp Phàm còn là một vị quan tốt. Vệ sơ tinh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ luôn cảm thấy bản thân có ác cảm với Diệp Phàm. Cảm giác khó hiểu này ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nổi, có lẽ thành kiến từ chuyện lùi đường quá sâu sắc nên giờ nhìn hắn thế nào cũng không thuận mắt. Sau khi Phí Mặc đi ra, Cổ Bảo Toàn lại nói. Chủ tịch huyện vệ, thật ra thì đồng chí Diệp Phàm vẫn còn có rất nhiều ưu điểm. Tối hôm qua tôi có hỏi qua chuyện hắn đã làm,
chỉ có thể nói là kinh ngạc. Đồng chí Diệp Phàm đã từng nhận được phần thưởng của Bộ Công an và Chính phủ nhờ thành tích diệt trừ tội phạm. Sau đó lại thăng lên làm Phó Chủ tịch thị trấn, Phó Bí thư cho đến Chủ tịch thị trấn. Tuy nói trẻ tuổi nhưng đã lôi kéo cho thị trấn đến mấy ngàn vạn đầu tư. Mạng giao thông lớn Lâm Tuyền ban đầu là do hắn đã kéo về 2.000 vạn, chuyện này trong huyện chúng ta có mấy ai làm được, ha ha, ha. Trong khẩu khí của Cổ Bảo Toàn còn lộ ra mùi vị thưởng thức. Ừ, tôi cũng xem qua, đúng là có chút kinh người, một cán bộ thị trấn lại có năng lượng to lớn như thế. Tuy nhiên hắn cũng quá nóng nảy, có chút kiệt ngao bất tuân, những đồng chí như vậy đều như quả bom hẹn giờ, gây chuyện không tốt thì nổ tung, tạo thành tổn thất lớn lao cho đảng và nhân dân. Vệ Sơ Tinh kiên trì ý kiến của mình, cho là người như thế không thể trọng dụng. Ha ha ha, nhưng nếu dùng tốt thì hắn sẽ làm nên công trạng một đời. Hai người chúng ta đến Ngư Dương lần này thì nhiệm vụ mà thành phố ra cho cũng không nhẹ. Chúng ta đang hết sức cần những người có năng lực, dám dũng cảm xây dựng kinh tế. Một số người tuy nói không có sai lầm gì nhưng cũng không làm được gì. Nếu để cho bọn họ nắm quyền thì dân chúng nửa sống nửa chết, không thể phát triển mà cũng không có sai sót gì lớn. Bỏ đi, cứ để cho hắn bình tĩnh lại, hảo hảo mài giũa tính cách vọng động. Người này còn rất trẻ, đường còn rất dài. Cổ Bảo Toàn cười khẽ. Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh nghe ra trong giọng nói của bí thư Cổ không hề có ác cảm với Diệp Phàm, thậm chí có phần thưởng thức. Có lẽ là thủ đoạn kiếm tiền của tiểu tử này thật sự cao minh, có lẽ mình đã quá thành kiến với hắn cũng nên. Ai? Vệ Sơ Tinh cảm thấy trong lòng rất loạn. Chương 353, ăn đậu hũ của chủ tịch huyện. Chương 354, đấu với đàn bà vui vẻ vô cùng. Nhưng có thành tích cũng không thể kiêu ngạo, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Lấy 100 vạn của bên hải quan mà nói, số tiền đó là người ta cho nhân dân Lâm Tuyền, chứ không phải cho cá nhân anh. Anh có quyền gì mà một mình chủ trương muốn làm cái gì thì làm. Nếu mỗi quan chức chính quyền đều giống như anh, chịu chút oan ức cũng thay đổi tính tình, mặc kệ tất cả thì làm sao tiếp tục quản lý đất nước được nữa. Mệnh lệnh của chính quyền không có ai phục tùng, lời nói của lãnh đạo không có ai nghe. Chính quyền mất đi uy tín tối thiểu, sao còn đất nước? Tôi vô cùng phản cảm đối với loại người tự cho mình là đúng, không sợ để anh biết, tôi đã đề nghị phải tiến hành xử lý anh theo pháp luật, nhưng bí thư Cổ cho rằng sắp đến cuối năm rồi, cho nên chuyện này phải đè ép trước đã. Cho nên, anh đừng tưởng chính quyền huyện ủy buông trôi bỏ mặc, quay về viết bản kiểm điểm đi, phải tự kiểm điểm sâu sắc, làm tốt công tác phê bình và tự phê bình bản thân. Lời nói của Vệ Sơ Tinh từ nhẹ nhàng đến cứng rắn, đến sau này trên cơ bản đã biến thành chất vấn và phê bình. Sau khi nói xong lại bổ sung thêm mấy câu. Còn nữa, sau này nhìn thấy lãnh đạo phải kính trọng một chút, làm một quan viên, phải có tu dưỡng của quan viên, phải có hình tượng của quan viên, không thể biểu hiện giống như tên lưu manh được. Hừ, suy nghĩ cho kỹ đi. Chủ tịch huyện vệ, tôi cho rằng mình làm không sai. Chính vì muốn bảo vệ uy tín của chính quyền. Tôi mới đem số tiền đó phát cho nhân viên công tác của chính quyền thị trấn và công nhân nhà máy giấy. Tôi sợ tôi bị điều đi quá nhanh, các anh em công nhân sẽ mắng tôi. Còn nói về tu dưỡng của quan chức, tôi sẽ kiểm điểm sâu sắc, sau này khi nhìn thấy nữ đồng chí sẽ không nhìn những thứ không nên nhìn. Nhưng vừa rồi tôi nhàn rỗi quá, làm lính của chị, cấp dưới của chị, khi đứng ở phòng làm việc cũng nên mặt hướng phía trước, mắt nhìn thẳng có phải không? Đứng lâu đương nhiên mắt sẽ mệt mỏi, mệt như vậy thì rất dễ yếu sức cho nên mí mắt cứ xoay xoay, vì vậy phải thả xuống. Thả xuống đương nhiên phải cúi đầu, một khi cúi đầu rồi thì cuối cùng lại nhìn thấy những cảnh xuân không nên nhìn. Hơn nữa cảnh xuân ở đó vô cùng đẹp, giống như sườn núi nhỏ mê hoặc lòng người, trong sườn núi lại có một rãnh nhỏ, lại càng mê hoặc lòng người, đáng tiếc tôi không thể vuốt ve cảnh xuân đó, chỉ có thể thưởng thức. Ha ha ha, chỉ có thể thưởng thức. Tôi nói xong rồi, bây giờ quay về sẽ viết bản kiểm điểm, tự kiểm điểm bản thân sâu sắc. Lời nói của Diệp Phàm đầy ẩn ý, nói rất thẳng thắn, đem ngọn núi trên ngực Vệ Sơ Tinh ví von thành sườn núi nhỏ, phía trên còn bám đầy xuân sắc. Khe rãnh trong sườn núi chính là chỉ rãnh giữa hai ngực rồi, phía sau còn mơ hồ phóng đãng nói mình muốn vuốt vẻ cảnh núi trong khe, đây thật sự là những lời dâm đãng khiến người ta tưởng tượng vô số. Vệ Sơ Tinh tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Hơn nữa còn là loại phụ nữ đặc biệt thông minh, đương nhiên là nghe hiểu, biết Diệp Phàm đang giở trò để trả thù mình đã lột mũ hắn xuống,
nhưng Diệp Phàm sau khi nói xong đã bước nhanh bỏ đi. Lưu manh, khốn khiếp. Trong phòng làm việc của vệ sơ tinh ở sau người đột nhiên truyền đến một tiếng chén trà đập vỡ và tiếng mắng chửi. Diệp Phàm tuyệt đối có thể nghĩ ra vệ sơ tinh lúc này nhất định đang đập chén mắng người, hơn nữa khuôn mặt đỏ bừng, hai con mắt hình quả hạnh nhất định là trợn mắt trừng trừng. Hừ, bố mày đã bị điều đến cục tôn giáo, lẽ nào cô còn có thể tìm ra chỗ nào thối nát hơn cục đó sao? Mẹ kiếp, cô kính tôi một thước, tôi kính cô một trượng. Vừa đến nhậm chức còn chưa hỏi qua tôi một tiếng, cũng không nghe tôi giải thích đã lột mũ của tôi, bố mày lại không phải là phi tử của cô, còn bị nhốt vào trong lãnh cung. Nếu cô đã nhất quyết không buông tha tôi, vậy chúng ta sẽ đấu với nhau, tôi rất vui vẻ đối đầu với cô. Đối đầu với một cô gái khí chất cao nhã như vậy nhất định là vô cùng tuyệt vời. Không biết vệ sơ tinh đã lấy chồng chưa, nói không chừng vẫn là một cô gái. Vậy mình sẽ không khách khí đâu, ha ha ha. Diệp Phàm cười dâm đãng trên đường đi, khiến những người đi qua hắn đều ngạc nhiên liếc nhìn, suy đoán không biết anh chàng này có phải đột nhiên thất tình nên mới phát điên như vậy không. Một cán bộ xã rất thông cảm, còn cho Diệp Phàm một điếu thuốc, vỗ vỗ lên bờ vai hắn, thở dài nói. Chú em, con gái trong thiên hạ còn nhiều lắm, phía đông không sáng thì phía tây phát sáng, các đại lão ra làm gì không kiếm được vợ, có phải không? Phải nghĩ thoáng đạt một chút, quay về uống một bình rượu. Ngủ một giấc thoải mái, đảm bảo sau khi cậu tỉnh dậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vâng, cảm ơn đại thúc, tôi biết rồi, được rồi, quay về tôi sẽ làm một bình rượu. Diệp Phàm giả vờ thụ giáo cười cười, đưa tay chỉ về phía phòng làm việc của vệ sơ tinh chỉ lắc lắc. Diệp Phàm vừa bước đi, người cán bộ xã đó đi về phía Diệp Phàm chỉ, ngẩng đầu lên nhìn, thất thanh kêu lên. Trời đất, đây không phải là phòng làm việc của chủ tịch huyện vệ sao? Không đúng, lẽ nào thằng nhóc đó lại theo đuổi chủ tịch huyện vệ, không thể nào. Lại ngẩng đầu lên nhìn thấy nữ thư ký đeo kính của chủ tịch huyện vệ, vị đại thúc đó đột nhiên tỉnh ngộ, cười nói. Thì ra đối tượng là thư ký của chủ tịch huyện vệ. Khó trách, ai, có lẽ cô gái này sau khi làm thư ký của chủ tịch huyện thì đá cậu nhóc này, không phải là một món đồ, không phải là thư ký của chủ tịch huyện sao. Xem thường anh chàng đó. Loại con gái kiêu ngạo như vậy cũng không có gì tốt. Không quan tâm đến oán trách trong lòng vị đại thúc đó, Diệp Phàm nhìn thấy phòng làm việc của bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn. Lúc này hắn đã thu lại dáng vẻ phóng đãng, vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận đẩy cửa ra, bước vào phòng làm việc của bí thư Cổ, lập tức thi triển ra thuật xem tướng, tỉ mỉ quan sát bí thư Cổ Bảo Toàn. Người này không cao, có lẽ còn chưa tới 1m7, mũi cao, ánh mắt ôn hòa, sắc mặt không nhìn ra hỉ nộ. Là một người không dễ nói, không giống như Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung trên người tràn đầy một luồng khí phách khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ hãi. Loại người này có lẽ mới là người lợi hại nhất, không lạnh không nóng, đa mưu túc trí. Giống như một con hồ ly ẩn người trong bóng tối, tránh ánh sáng mặt trời, ngoài mặt ôn hòa, trong bụng giấu toàn đao kiếm. Thấy thuật xem tướng của mình chỉ cảm nhận được một chút tâm cơ bên trong của người này, Diệp Phàm lại càng cung kính cẩn thận. Bí thư Cổ, tôi tới báo cáo công tác với ngài. Diệp Phàm khẽ khom người xuống, xem như thể hiện lịch sự. À, đồng chí Diệp Phàm, nào, ngồi đi. Bí thư Cổ không nhiệt tình cũng không lãnh đạm, ngẩng đầu nhìn quét qua Diệp Phàm rồi kêu hắn ngồi xuống, hoàn toàn có dáng vẻ giải quyết việc chung. Vâng, cảm ơn. Diệp Phàm trả lời cẩn thận ngồi xuống ghế. Dáng vẻ vẫn bình thường, kỳ thực trong lòng vẫn có vẻ căng thẳng, dù sao y cũng là người đứng đầu Ngư Dương. Đương nhiên, dáng vẻ cung kính ngoài mặt toàn là giả bộ, trong lòng cũng đến mức độ như vậy. Đến chỗ chủ tịch huyện vệ rồi chứ? Cổ Bảo Toàn thản nhiên hỏi, thật ra cũng đang âm thầm quan sát Diệp Phàm vì những chuyện mà Diệp Phàm làm rất chói mắt Cổ Bảo Toàn. Trước mắt mình từ huyện Cổ Xuyên được điều tới đây làm lãnh đạo, lúc ấy bí thư thị ủy Chu Càn Dương cũng mạnh mẽ giao cho mình một chỉ tiêu. Đó là phải tăng trưởng GDP, ít nhất cũng phải đạt đến 4%. Vì bình quân trong thành phố là 8% đến 9%, đã xem như là đặc biệt chiếu cố Ngư Dương rồi, nhưng Cổ Bảo Toàn không cảm nhận được một chút ấm áp nào của loại chiếu cố này. Ngược lại, trong đáy lòng lại càng nặng nề, giống như trái tim được treo mười mấy máy ép bị quăng tới vậy, có cảm giác trái tim bị bóp nghẹt. Lúc nào cũng nhắc nhở mình chỗ đó rất đau. Vừa đến Ngư Dương, Cổ Bảo Toàn đã chạy đến 7, 8 thị xã, tất cả đều là những thị xã nghèo đến tận cùng.
một ủy ban nhân dân xã còn không bằng một thôn nhỏ phía Duyên Hải. Trong đáy lòng bí thư Cổ Bảo Toàn như trượt sâu đến đáy, sắp chìm xuống hồ sâu vạn năm vậy. Ngư Dương trước kia có 21 xã, thị trấn. Hiện tại xã Khanh Hương đã sáp nhập vào Lâm Tuyền chỉ còn lại 20 xã, thị trấn. Ngoại trừ mấy thị trấn Thành Quan, thị trấn Du Tiễn, thị trấn Lâm Tuyền, thị trấn Vũ Khê, thị trấn Nam Kê vẫn được xem là có kinh tế phát triển. Còn 15 xã, thị trấn còn lại đều là đồ rác rưởi. Thị trấn Giác Lâm, thị trấn Tà Nham, thị trấn Quy Hồ, ba thị trấn này hợp lại tổng thu nhập tài chính một năm thu vào không hơn 300 vạn. Còn lại 12 xã càng nghèo đến tận cùng, hợp lại thu nhập tài chính không quá 600 vạn, tài chính thu vào bình quân một xã không quá 450 vạn. Hiện tượng phổ biến toàn huyện là vượt biên nghiêm trọng, một chính quyền xã nghèo vốn chỉ nên có 3-40 người, cuối cùng hợp lại, nhân viên ăn lương nhà nước không dưới 100 người, thu nhập không đủ phát lương cho cán bộ. Bí thư Cổ biết, đây là vì nhân sự lắng đọng bao năm qua của Ngư Dương tạo thành. Ngư Dương là một huyện đông dân số, số liệu nhân khẩu trên sổ sách là 60 vạn, trên thực tế cộng thêm số người lưu động và sinh sống tạm bợ có lẽ cộng lại không dưới 90 vạn. Chỉ riêng nhân viên công tác ăn lương nhà nước đã đạt đến khoảng 2 vạn người, tiền lương phải phát một năm hơn 6.000 vạn. Tổng thu nhập tài chính của Ngư Dương cũng không quá 4.000 vạn. Khoản thiếu hụt hơn 2.000 vạn treo trên đầu huyện ủy Ngư Dương. Là một huyện khó khăn thu nhập không đủ trả tiền lương điển hình, hàng năm tỉnh và thành phố đều phải trợ cấp mất ngàn vạn để nuôi sống 2 vạn nhân viên công tác của Ngư Dương. Chính quyền huyện đã nợ nần chồng chất. Nghe nói con số thiếu hụt đã đạt tới hơn 2.000 vạn. Nếu phải trả cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể trả hết nợ. Đây cũng là một vấn đề thực tế, nếu nói giảm biên chế, lựa chọn này tuyệt đối không thể thực hiện được. Ngư Dương là huyện đông dân, chỉ riêng dân lang thang trong xã hội cũng có mười mấy vạn. Nếu rút ra một số nhân viên ăn lương nhà nước, để bọn họ gia nhập vào trong đội ngũ đó thì còn không lộn xộn hơn sao? Dù sao cũng cho người ta một miếng ăn. Dù ít dù nhiều phát chút tiền lương có là gì. Bất lợi với sự ổn định và hài hòa xã hội, cho nên con đường giảm quân số tổ hợp tốt hơn không cần phải suy nghĩ, con đường này tuyệt đối không thông. Đối với phát triển kinh tế mà nói thì ở vùng sâu trong nội địa này nông dân nghèo khó chiếm 8 phần. Cả huyện đến trước mắt không có một con đường xi măng nào. Cho dù là đường tỉnh xuống Ngư Dương sau này vì nguyên nhân đặc thù cũng biến thành đường quốc lộ đá vụn cấp 3. Giải nhựa thì giải một lớp lại đan xen lộn lộn, có chút giống như da cóc. Căn bản không có khái niệm chiêu mộ thương nhân thu hút đầu tư, bình quân một năm cả huyện còn chưa thu hút được 500 vạn đầu tư bên ngoài. Cho dù có mấy nhà máy nhỏ nằm ở Ngư Dương cũng là xí nghiệp ô nhiễm nặng, không trụ được ở vùng Duyên Hải nên lánh vào đây. Đã vậy Ngư Dương còn phải quỵ lụy chiều chuộng, chỉ cần để các tổng giám đốc các nhà máy xí nghiệp này hơi có chút phật ý là tuyên bố dọn đi. Phó chủ tịch huyện phân quản lĩnh vực này đúng khổ không thể tả, mỗi lần xuống kiểm tra đều phải vâng vâng dạ dạ như con cháu vậy. Chương 355, Cục Tôn Giáo. Xí nghiệp nói cái gì điều kiện đều là giả dối, biết rõ quốc gia bị tổn thất cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đem tiền nhét vào chúng, không nhét không được. Không nhét người ta dọn nhà làm sao bây giờ? Ngày hôm qua, Cổ Bảo Toàn đã đi một vòng qua nhà máy cao su của thị trấn Nam Khê. Trên danh nghĩa là nhà máy cao su, thật ra chỉ là một nhà máy tái chế xăm lốp, cách xa 10 dặm đã có thể nghe thấy mùi thối sặc sụa. Thế nhưng giám đốc còn khí thế 10 phần, người ta ngay cả bí thư huyện ủy xuống cũng không thèm nghênh tiếp, khi bí thư Cổ đến phòng làm việc thì giống như nói với cấp dưới, buông thõng một câu. Ngồi đi, Cổ Bảo Toàn lúc ấy thiếu chút tức đến nổ ruột, chẳng qua nghĩ đến hiện trạng Ngư Dương mà cố gắng nhẫn nhịn. Cho nên Cổ Bảo Toàn thấy tư liệu về Diệp Phàm thì thất kinh, một chủ tịch thị trấn mới 19 tuổi đã có thể kéo tới mấy ngàn vạn đầu tư, đây cũng là nhân tài, một nhân tài kiệt xuất. Chẳng qua là hắn vận khí không tốt, chỉ một chút chuyện nhỏ làm loạn đến thành phố, nếu như mình không xử lý thì tổ trưởng tổ thư ký thị ủy Ngọc lại hầm hè. Hơn nữa Ngư Dương phí ra toàn lực hành động, chủ tịch huyện vệ lại bị người ta lấy ra làm hỏng súng khiến Cổ Bảo Toàn tạm thời phải nhịn đau vuốt cái mũ quan Diệp Phàm. Hắn còn trẻ tuổi, mài rũa một chút cũng tốt. Nghe nói buổi sáng cậu đem 100 vạn phát hết. Cổ Bảo Toàn hỏi không nóng không lạnh. Là phát tiền lương còn thiếu, thị trấn chúng tôi còn thiếu nhân viên 3 tháng tiền lương. Nếu không phát thì làm sao người ta đón năm mới, xã hội làm sao ổn định. Tôi hành động như vậy cũng là bất đắc dĩ,
đặc biệt là công nhân nhà máy giấy, một tháng chỉ nhận được 100 đồng tiền lương, ngay cả thịt cũng không có tiền mua, ốm đau cũng không dám đi khám, tôi cũng rất bức xúc. Vì uy tín của Ủy ban Nhân dân, cũng không thể để cho vào ngày 30 Tết còn để cho người ta đâm vào cột sống. Diệp Phàm bình tĩnh hồi đáp. Lúc ấy cậu đã là cục trưởng cục tôn giáo rồi, muốn phát cũng phải là do tân chủ tịch thị trấn chủ trì. Cục trưởng cục tôn giáo như cậu đi phát tiền lương cho nhân viên và công nhân là có chuyện gì? Quả thực là làm bừa bãi. Khẩu khí của Cổ Bảo Toàn bất chợt nghiêm khắc. Lúc ấy tôi còn chưa chuyển giao, chủ tịch huyện vệ bảo tôi 10 giờ sáng mới giao, tôi phát tiền vào lúc 8 giờ sáng, hoàn toàn theo trình tự của thị trấn. Vào lúc phát tiền tôi vẫn còn là chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, đây cũng chính là một chuyện cuối cùng mà tôi làm, chắc là không trái với pháp luật chứ. Hơn nữa và không 10 giờ kém 30 tôi đã giao quyền cho Hoàng Hải Bình, hoàn toàn là dựa theo chỉ thị của chủ tịch huyện vệ mà làm. Diệp Phàm hỏi ngược lại, khẩu khí giống như là giải thích. Hừ, đây là cậu lợi dụng sơ hở, còn bao biện gì nữa? Được rồi, đến cục tôn giáo đi làm đi, đã cuối năm rồi, phải làm tốt công tác tôn giáo và dân tộc. Huyện chúng ta có nhiều miếu cổ và danh sơn, cậu hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp khuếch trương, cũng không mất bao nhiêu tiền. Cổ Bảo Toàn hừ lạnh một tiếng, đuổi Diệp Phàm ra khỏi phòng làm việc. Xong đời rồi, mới vừa ăn đậu hũ của chủ tịch huyện, giờ còn ngang ngạnh với bí thư, xem ra mình là một cái gậy tre bị bẻ rồi. Diệp Phàm vừa nghĩ vừa đi ra phòng làm việc của bí thư huyện ủy, tới phòng vệ sinh giải quyết, mắng thầm, nắm chắc cục tôn giáo, ông đây sau này ngày ngày đi trong miếu ăn chay tụng Phật, xuất gia làm hòa thượng, nếu có thể thân mật một chút với Nico thì cũng không tệ. Biết đâu sau này có thể gặp được một tuyệt sắc giai nhân nào đó, ha ha ha. Ừ, giờ cũng đến trụ sở chính quyền huyện rồi, cứ đến xem phòng làm việc thế nào đã. Diệp Phàm ngơ ngác vài phút đồng hồ rồi quyết định. Hắn nhớ tới lúc đang còn là một thôn quan ở thôn Đập Thiên Thủy, có lần lên huyện đã ước mơ sau này có một phòng làm việc ở đây. Hiện giờ chưa đầy một năm thì đã thực hiện được ước mơ, chẳng những có được một phòng làm việc mà còn là một cục trưởng, thịt mũi cũng là thịt. Phòng làm việc của cục trưởng chắc chắn sẽ phải khí thế hơn của nhân viên. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Diệp Phàm cũng chưa thể nào quen thuộc với trụ sở chính quyền Ngư Dương vì hắn cũng mới chỉ đến đây có vài lần. Hắn đi về chỗ bảo vệ thấy một ông lão đang ngồi phơi nắng xem báo chí liền lễ phép hỏi. Đại gia, phòng làm việc của cục tôn giáo ở đâu vậy? Cục tôn giáo, hình như tôi chưa nghe qua. Lão đại gia hơi ngạc nhiên giống như chưa bao giờ nghe qua. Mẹ kiếp! Cục gì mà đến cả bảo vệ trụ sở cũng không biết. Diệp Phàm giàu dĩ. Cục mà quản mấy hòa thượng miếu Nico, nhà thờ Thiên Chúa giáo ấy. À, đúng, đúng, đúng là có cục như vậy. Buổi sáng lão Trung ở đó còn cho tôi ăn, nói là cuối cùng có thể về hưu rồi. Ông lão ở phòng bảo vệ vỗ đầu như chợt nhớ ra. Lão Trung, là ai? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Chính là người ở trong cái cục mà cậu vừa nói là cục tôn giáo ấy, tên là Trung Tài, nghe nói là chủ nhiệm phòng nào đó, hôm nay y nói là mình được về hưu, còn cầm ra đây một túi kẹo, nói là trước kia cả ngày leo núi làm cho đầu gối teo lại rồi, bị bệnh viêm khớp, hiện giờ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Ông lão vui vẻ nói, cục tôn giáo rốt cuộc ở đâu? Diệp Phàm hỏi, thầm nghĩ ông lão toàn nói chuyện đâu đâu, không hề nói vào chuyện chính. Cậu cứ đi thẳng vào trong, đi qua trụ sở chính quyền. Bên trong có một sườn núi nhỏ, phòng làm việc của cục ở ngay trên sườn núi ấy. Ông lão chỉ về phía sau trụ sở chính quyền. Ừ, cảm ơn. Diệp Phàm cảm ơn xong thì tặng cho ông lão một bao trung hoa làm ông lão cứ mừng rỡ cứ đưa lên mũi ngửi mà không dám hút. Diệp Phàm vừa đi vài bước thì ông lão lại hỏi. Thằng nhóc, vào đó làm việc à? Không phải, đi báo cáo. Diệp Phàm thuận miệng đáp. Báo cáo. Ông lão kêu thất thanh, nhìn Diệp Phàm có vẻ kỳ quái làm hắn buồn bực. Làm sao, có cái gì không ổn sao? Không, không có gì không ổn. Hoàn cảnh ở đó không tệ, một mình một chỗ, lại rộng rãi, hay là để tôi dẫn cậu đi? Ông lão nhìn bao trung hoa nói rất nhiệt tình. Không được đâu, ông còn bận việc, để tôi đi một mình là được rồi. Diệp Phàm cười nói cự tuyệt. Hắn cũng đang muốn thả bộ cho vơi bớt buồn bực, nghĩ thầm, mình quản một đại trấn mười mấy vạn nhân khẩu còn được, một cái cục chỉ có 5, 6 người chẳng lẽ lại không? Trước kia lão ca Tần Chí Minh vừa chuyển ngành nghe nói cũng về cục tôn giáo,
lúc đó chỉ có một cục trưởng và hai cục phó. Bây giờ lão tử còn có người chạy việc cơ mà. Tuy nhiên nghe nói đều là cán bộ cấp phó phòng. Mẹ kiếp, toàn bộ con mẹ nó là quan sạch. Trước kia nghe Tần lão ca lúc tán gẫu nói cục tôn giáo này là cục nghèo nhất, cả năm kinh phí hoạt động chưa đầy 1.000 đồng, ăn cơm canh đều do mình móc túi tiền ra, phương tiện đi lại là xe đạp. Diệp Phàm nghĩ thế nhưng cũng không lo lắng gì vì hắn không tính mò chút dầu đèn làm gì, trái lại còn cảm thấy nhẹ nhõm vì đến đây có thể thường xuyên câu cá, đi tìm hiểu danh lam thắng cảnh. Kể từ khi sau khi tốt nghiệp cho tới bây giờ, mỗi ngày đều trôi qua căng thẳng chưa từng có một ngày nhàn nhã. Bây giờ có được lúc rảnh rỗi có lẽ cũng là chuyện tốt, coi như là cơ hội để tăng cường thực lực. Diệp Phàm thở phào một hơi nhẹ nhàng, rốt cuộc không cần phí công suy nghĩ nhức đầu vấn đề tiền nong, những buồn phiền cũng tản đi không ít. Hắn cứ như vậy lang thang qua gần hết các chỗ làm việc của các ban ngành, trụ sở chính quyền cũng rất lớn, có rất nhiều cơ quan. Tuy nhiên nhìn chung thì các tòa nhà làm việc đều tương đối cũ, chỉ có 3 tòa nhà mới ở gần ngay cổng. Còn càng đi vào thì càng cũ, thậm chí Diệp Phàm phát hiện thấy có mấy tòa nhà còn xây dựng từ thập niên 40 bằng tường đất ván gỗ, trông cực kỳ lỗi thời. Đi thẳng hết một mạch, nhìn đông tây một lúc thì thấy một sườn núi nhỏ, chiều dài đến mấy trăm mét, có rất nhiều cây đại thụ, chim hót líu lo, dưới sườn núi thấp thoáng một con đường đá nhỏ, lộ ra vẻ cực kỳ yên tĩnh. Có thể chính là chỗ này. Diệp Phàm tự nói rồi đi thẳng tới, tuy nhiên không biết phòng làm việc nằm ở đâu. Trái lại ở góc lại lộ ra một cái tháp cổ. Phía trên đó hình như còn có thêm một cái miếu, chắc không phải là trụ sở của cục tôn giáo. Cái miếu rất lớn, tiện cho người đi qua tháp một nén nhang cầu bình yên, không ngờ trong trụ sở chính quyền cũng có một cái miếu tồn tại, chẳng lẽ nói bí thư, chủ tịch gặp chuyện cũng đi thắp hương cầu nguyện. Diệp Phàm buồn bực nghĩ thầm men theo con đường đá đi lên, ngoài miếu toàn là tường đất, dài đến 7, 80 mét, đã bị mưa gió bào mòn đi rất nhiều. Cuối cùng đã tới trước cửa chính, Diệp Phàm vừa thấy cái biển treo phía trên thì trợn tròn mắt. Bên cạnh mấy chữ thép vàng là một cái biển đề cục tôn giáo huyện Ngư Dương. Lợi hại, lão tử lại nhớ tới hồi ở cung cũ rồi, đúng là hết cung lại miếu, chẳng lẽ muốn lão tử cả đời kết duyên với Nico, mẹ kiếp. Diệp Phàm không nhịn được mắng một câu. Anh này tự dưng mắng chửi ở đây, đây là chỗ làm việc của cục tôn giáo đấy. Phải chú ý đoàn kết dân tộc. Chú ý ảnh hưởng, hừ. Một người đàn ông trung niên vừa đi ra cửa, nghe thấy Diệp Phàm đang sổ ra hai từ mẹ kiếp thì lên giọng giáo huấn. Ha ha, thật xin lỗi, tôi đang mải nghĩ. Diệp Phàm cười vẻ ngượng ngùng, thấy người đàn ông này đeo kính trông rất văn nhã. Hắn thuận miệng hỏi. Đồng chí họ gì, cũng là tới làm việc sao? Tôi công tác ở đây, họ Lý. Anh là ai, tới đây có việc gì? Người đàn ông trung niên họ Lý kia tuy nói rất nho nhã nhưng lại có vẻ cao ngạo. Tôi tới báo cáo. Diệp Phàm cảm thấy khó chịu, mắng thầm, còn ra vẻ cao đạo, vác mặt lên trời. Xem ra trong cục tôn giáo cũng có người tài ba. Báo cáo, trước kia kiếm cơm ăn ở đâu? Người trung niên kia liếc xéo, đoán Diệp Phàm chắc là một tên gàn dở nào đó đắc tội với lãnh đạo nên bị đẩy đến đây. Hầu hết các nhân viên của cục tôn giáo đều là do đắc tội lãnh đạo mà bị ném vào chốn xó xỉnh này. Người trung niên tên là Lý Đinh, vốn là một phó cục trưởng ở cục lao động, sau đó vì tranh chức cục trưởng mà bị thất thủ. Cuối cùng bị cục trưởng đẩy tới cục tôn giáo làm chủ nhiệm phòng sự vụ dân tộc, chênh lệch phúc lợi rất lớn. Lý Đinh ở nơi này đã mấy năm, mồm miệng nhà thách từ lâu. Trước kia ở cục lao động còn có chút kinh phí hoạt động, có thể còn chấm mút được. Hiện tại kinh phí hoạt động của cục tôn giáo một năm được 5.000 đồng, cục trưởng còn chưa đủ tiền ăn cơm thì một trưởng phòng nho nhỏ lấy đâu ra đồng nào. Lý Đinh nhớ bản thân lăn lộn ở cục tôn giáo đã được 3 năm, chỉ có một lần được ăn tiệc là do tháp tùng một quan lớn thành phố lên núi du lịch nhằm lúc cục trưởng vắng nhà. Bình thường huyện có đại hội gì cũng không nhớ đến cục tôn giáo, cho dù là cục trưởng cũng không được mời chứ đừng nói trưởng phòng. Hơn nữa đi làm việc còn phải leo núi, đi đâu không hề có xe. Phải bỏ tiền túi ra thuê xe lam. Dĩ nhiên cục trưởng Lôi lúc đó cũng muốn thuê xe lam để đi việc chung, tuy nhiên kinh phí chỉ có mấy ngàn đồng nên đành trông vào đôi chân. Lý Đinh cứ nhớ tới việc này là cảm thấy mất hết thể diện, nhớ lại mình hồi xưa là một phó cục trưởng oai phong biết bao, chỗ xó xỉnh này đúng là làm người ta quên đi nguồn gốc a. Đương nhiên, Lý Đinh ra ngoài cũng không dám nói là mình công tác tại cục tôn giáo, chỉ nói là làm việc ở chính quyền.
chỉ e có ai biết được thì sẽ thay đổi thái độ. Kiếm cơm ăn, ha ha, từ nông thôn đến. Diệp Phàm cười rồi đi vào. Ở nông thôn, ai? Xem ra chắc chắn anh đắc tội chủ tịch thị trấn, chủ tịch xã nào rồi. Lý Ninh thở dài một hơi, cũng có chút đồng bệnh tương liên. Chương 356, ba phụ nữ chơi một bàn. Trong sân còn có một bãi đất trống rộng tới 30 mét, chính giữa bãi đất là một cái hồ có chu vi 20 mét. Bên trong còn nuôi một vài con cá chép và cá quả nặng mấy cân đang bơi đi bơi lại, đỏ, xanh, vàng đều có, đang rất tự do nhàn nhã. Tiến vào đại điện thì đúng là miếu đường chính tông, đại điện chia thành hai điện trên dưới, lúc này trong đại điện tầng trên đang vang lên tiếng hò hét ầm ĩ rất là náo nhiệt. 7-8 người, nam nữ đều có, đang ngồi trước một cái bàn do ba cái bàn bóng bàn cực lớn ghép lại đùa giỡn. Trên bàn chất đầy kẹo, trên mặt đất cũng ném đầy giấy kẹo. Phía bên sát tường đối diện đại điện có mấy vị Bồ Tát cũ kỹ, chính giữa là Phật Tổ Di Lặc Bồ Tát nhìn thấu vị lai. Bốn phía có Tứ Đại Thiên Vương, Đông Phương Chí Quốc Thiên Vương, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương chấn giữ. Bồ Tát và Thiên Vương đều rất xui xẻo, có lẽ do nhiều năm rồi không có ai để ý, phía trên đầy vết loang lổ, ngay cả lớp bột mạ vàng trên người cũng sắp rơi xuống hết, để lộ ra thân gỗ bên trong, trông rất là thảm hại. Tuy nhiên kỹ thuật chạm trổ Bồ Tát và các Thiên Vương đều rất khéo léo. Phật Di Lặc mặt mày hiền hậu, dáng vẻ mỉm cười, như muốn nói với chúng ta rằng, muốn học Phật thì phải tươi cười nghênh đón, bụng của ông rất lớn, ngụ ý cái gì cũng có thể bao dung. Bồ Tát Di Lặc giống như đại diện cho chúng sinh bình đẳng, đối đãi với bất cứ người nào và bất cứ chuyện gì đều phải thật bình lặng. Đông Phương Thiên Vương là Chí Quốc Thiên Vương, Đông Phương Thiên Vương đại diện cho có trách nhiệm, làm hết phận sự, khi chăm lo việc nhà, quản lý đơn vị, xây dựng đất nước cần phải có trách nhiệm, làm hết phận sự, làm việc tận tâm tận lực. Nam Phương Thiên Vương là Tăng Trưởng Thiên Vương, Tăng Trưởng chính là tiến bộ. Chúng ta làm tròn chức trách vẫn còn chưa đủ, còn phải không ngừng tiến bộ, không những trí tuệ cần tăng trưởng, phẩm đức cần tăng trưởng, năng lực phải tăng trưởng. Phẩm chất cuộc sống cũng cần tăng trưởng. Tây Phương là Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương chính là Đa Văn Thiên Vương, hai vị Thiên Vương này dạy cho chúng ta phải có phương pháp và thủ đoạn tận lực trách nhiệm và cải tiến. Phải xem nhiều nghe nhiều, càng phải học nhiều. Diệp Phàm nhàm chán nhìn vị Di Lặc Thiên Vương, ngây người ra một lát, nghĩ thầm, Phật Di Lặc lớn như vậy mà còn có thể bình tĩnh hòa nhã, mình là một người phàm cũng nên bình tĩnh ôn hòa mới đúng. Nếu đến cục tôn giáo thì nên làm một số việc cho cục tôn giáo, việc lớn việc nhỏ thì đều là việc. 7 người nam nữ trong điện vẫn còn đang chơi ăn kẹo. Cũng không có ai để ý đến Diệp Phàm. Chỉ chốc lát sau, Lý Ninh từ bên ngoài quay về, liếc mắt thấy Diệp Phàm đang nhìn Bồ Tát, hỏi hắn. Cậu báo cáo chưa, lấy thư giới thiệu ra, cũng phải bố trí cho cậu một cái bàn làm việc. Câu hỏi của y vang lên trái lại thu hút sự chú ý của 7 người khác, mọi người liếc nhìn về phía Diệp Phàm, phát hiện đây chỉ là một cậu thanh niên, còn báo cáo, có lẽ lại đắc tội với lãnh đạo bị điều tới đây rồi. Cô gái áo hồng mặc trên người áo lông thỏ màu đỏ, tướng mạo thanh tú rất là nhiệt tình, tô son đỏ chót giống như đít khỉ, cất tiếng nói. Này, chàng trai! Có phải đắc tội với lãnh đạo nên bị điều tới đây không? Không sao, chúng tôi cũng giống cậu, toàn là loại mặt hàng bị phân phối, ha ha ha. Nhanh đưa thư giới thiệu cho chủ nhiệm chung, để ông ấy làm chuyện cuối cùng này trước khi về hưu, tiếp đãi thành viên mới của chúng ta, mọi người nói có phải không? Đúng, đúng, lão Trung, ông thật may mắn, hôm nay trước khi về hưu còn có thể tiếp nạp được một người. Đây là biểu hiện có tài vận, chứng tỏ sau này có người nối nghiệp. Ha ha ha. Tất cả mọi người đều rất náo nhiệt, nói với lão đầu gầy như cây tre trong điện. Được rồi, lão chúng tôi hôm nay thật sự xem là may mắn, đây là biểu thị sau này có người kế tục, tôi đi cũng rất yên tâm, chàng trai, lấy ra đi, tôi xử lý cho cậu. Trung Phát Tài sờ mấy cọng tóc còn sót lại trên đầu y, miệng mở ra giống như vỏ thông, vui tươi hớn hở cười nói. Ha ha ha, tôi là Diệp Phàm, không có thư giới thiệu. Qua đây trước xem sao. Diệp Phàm giống như bị lây nhiễm, cũng rộn ràng cười nói. Cậu xem cậu đấy đồng chí Diệp Phàm, tại sao ngay cả thư giới thiệu cũng quên được, không có thư giới thiệu thì không dễ làm, cục chúng ta mặc dù nói là lụi bại, nhưng tốt xấu gì cũng là một bộ phận chính thức trong chính quyền, cũng phải làm việc theo trình tự có phải không? Tôi biết trong lòng cậu có ấm ức,
nhưng dù tức giận cũng không thể đổ lên công việc có phải không? Lý Ninh vỗ lên cánh tay Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm, cái tên này đặt rất hay, chúng ta đều là người Phàm. Ha ha ha. Một cô gái có tướng mạo tương đối xinh đẹp cười đến mê người, đôi mắt quyến rũ hình như còn có cần câu khiến người ta chỉ muốn chui vào. Cô gái này không nhìn ra là cô nương hay là thiếu phụ, dưới người mặc một chiếc quần nỉ ngắn bên ngoài chiếc quần lót bằng lụa mỏng, mơ hồ để lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài. Phía trên mặc một chiếc áo có khuy áo lớn ở cổ, chiếc khuy này lại đặc biệt chưa cài, làm mơ hồ hiện ra bầu ngực vút cao trước ngực, ưỡn thẳng mạnh mẽ, rất là hút mắt. Diệp Phàm thầm liếc qua, phát hiện tất cả đàn ông trong điện, ngay cả ánh mắt của Trung lão đầu đã về hưu mơ hồ thỉnh thoảng lướt qua đỉnh núi trước ngực cô gái này cũng dừng lại chốc lát. Xem ra đám đàn ông đều nuốt nước miếng. Không ngờ trong cái cục rách dưới này còn có một báu vật xinh đẹp như vậy, chuyến đi này cũng không tệ. Diệp Phàm âm thầm nuốt một ngụm nước bọt xuống. Chàng trai, còn chưa gặp mặt, cậu xem, đã bị Đinh Hương muội chọc rồi, đáng tiếc, cậu đến muộn quá, ha ha ha. Một người thiếu phụ mặc áo lông màu xanh ở bên cạnh cười ha ha góp vui, ánh mắt mơ hồ nhìn lướt qua người Diệp Phàm, có lẽ xem Diệp Phàm như một anh chàng nhỏ bé. Ha ha ha, tôi còn nhỏ, không vội, nhưng thân hình đại tỷ cũng không tệ, rất là mê hoặc. Diệp Phàm thuận miệng nói đùa. Ha ha ha. Nghe Diệp Phàm nói như vậy, tất cả mọi người trong điện đều đưa ánh mắt về phía thiếu phụ áo xanh, trong tiếng cười vang thật ra thiếu phụ áo xanh rất là thoải mái. Có một người thanh niên đẹp trai như vậy nói mình, rất mê hoặc, trong đáy lòng cô ta còn rất tự đắc, liếc nhìn Diệp Phàm, lông mày nhướng lên, sẵng giọng. Anh chàng xấu xa này, còn chưa đủ lông đủ cánh cũng dám nói đùa với đại tỷ sao, con của đại tỷ cũng đi học nhà trẻ rồi. Ai, không so được với thanh niên các cậu rồi. Ai dám nói đại tỷ già chứ, không quá 25 tuổi, già cái gì. Vẫn còn rất xinh đẹp mê người. Mọi người xem đi, tiểu Diệp đã câu chúng rồi. Ánh mắt của đại tỷ rất là lúng liếng, rất mê người, ha ha ha. Em gái áo hồng phát ra tiếng cười nắc nẻ, cặp nhũ phong trước ngực cứ lắc lư chao đảo, khiến Diệp Phàm lo lắng không thôi, chỉ sợ không cẩn thận phút chốc rơi hết ra ngoài thì làm thế nào. Thật ra vì vừa rồi Diệp Phàm tiến vào chưa ca ngợi cô ta, nên trong lòng cảm thấy có chút chua xót. Trong đại điện này có ba cô gái, Diệp Phàm tán dương hai người, có mình cô nương ta lại không nhận được ca ngợi của đồng chí Diệp Phàm, cho nên trong đáy lòng giống như có một bình giấm bị đổ, trêu ghẹo nói. Những người đàn ông khác đều nghe ra chút mùi vị chua xót trong đó, ánh mắt của mọi người đều quỷ dị quét đi quét lại xem trò giữa Diệp Phàm và các cô gái. Trong điện tràn ngập một mùi vị mờ ám quái dị. Thú vị thật, trong cục tôn giáo này toàn là một nhóm cao thủ đàn bà. Đàn bà phóng đãng đến mức có thể khiến đàn ông xấu hổ, đàn ông thì toàn là nhân vật cấp con cua đi ngang. Tất cả đều không phục người khác, chẳng trách đều bị điều tới nơi xó xỉnh rách dưới này để canh giữ cái điện này. Có lẽ những tỷ tỷ muội muội này đều là những nhân vật không dễ đối phó, là loại bà tám khiến lãnh đạo nhức đầu, sau này bố mày phải thật chú ý. Đừng để tiền nhiệm được hai ngày lại gây ra tin tức quan hệ bất chính bát quái gì đó thì phiền phức. Giữa lúc Diệp Phàm đang suy nghĩ thì một người đàn ông mặc áo tôn trung sơn hình như nhớ ra gì đó, bước mấy bước tới trước mặt Diệp Phàm, thân hình cũng thoáng cúi xuống. Y vươn tay ra cười vui vẻ nói. Hoan nghênh cục trưởng Diệp tới đây chỉ đạo công tác, thật không ngờ. Cục trưởng Diệp còn trẻ như vậy, nghĩ đến chúng tôi đều rất xấu hổ. Chương 357, kể khổ. Cục trưởng Diệp, lão vệ, ông nói cái gì? Chủ nhiệm phòng làm việc Trung Phát Tài nhất thời không kịp phản ứng, bật thốt nói. Ha ha ha, tôi chính là Diệp Phàm tới báo cáo. Diệp Phàm cười nói, gật gật đầu với từng người, cố gắng thể hiện nhẹ nhàng ôn hòa một chút. Ai ra, không được, cục trưởng Diệp trước kia là chủ tịch thị trấn lớn Lâm Tuyền, quản lý mười mấy vạn nhân khẩu. Cục chúng ta cuối cùng đã được đón tiếp một vị đại thần, hoan nghênh. Hoan nghênh, cô gái xinh đẹp thoáng cái đã vào tới trước mặt phó cục trưởng vệ, mạnh mẽ giật tay của phó cục trưởng vệ bảo quốc gia, đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình nhét vào trong tay Diệp Phàm, nắm chặt lấy, khiến Diệp Phàm thoáng cái hiểu rõ được mùi vị đôi tay của mình. Hơn nữa trong ánh mắt cứ nhìn về phía Diệp Phàm như hiện ra mũi tên của thần tình yêu Cupid. Diệp Phàm cảm giác một trận buồn nôn, nhưng cảm thấy bàn tay nhỏ bé này cũng rất mềm mại, nằm trong tay cảm giác không tệ. Cho nên nhất thời cũng không muốn buông ra. Nhưng mọi người đều xông tới, đành phải nuối tiếc thả bàn tay của Đinh Hương muội ra,
bắt tay một vòng với tất cả mọi người, cảm giác bàn tay của ba cô gái trong điện đều vô cùng mềm mại, sờ vào đặc biệt dễ chịu. Trải qua giới thiệu của chủ nhiệm văn phòng Trung Phát Tài, Diệp Phàm cuối cùng cũng biết rõ được cấp bậc chức vụ và xuất xứ của mấy người trong cục tôn giáo, thật sự cảm thấy giật mình, cảm giác cục tôn giáo nhỏ bé của mình thật sự là nơi tàng long ngọa hổ, người tài không thiếu. Cục trưởng, Diệp Phàm. Phó cục trưởng, Vệ Bảo Quốc, 29 tuổi. Nghe nói là từ cục đất đai huyện giáng xuống đây, thì ra là phó cục trưởng cục đất đai. Phó cục trưởng, Lâm Chấn Dân, 38 tuổi. Một người trung niên cao cao. Vốn là phó cục trưởng cục lâm nghiệp được điều tới đây. Phó cục trưởng, Trương Vệ Thanh, 26 tuổi, là phó cục trưởng trẻ tuổi nhất, nguyên là phó cục trưởng cục giao thông. Chủ nhiệm văn phòng, Trung Phát Tài, hưởng thụ đãi ngộ cấp phó phòng, hôm nay về hưu, thiếu mất một người. Trưởng phòng phòng dân tộc, Lý Ninh, chính là người lên mặt cụ non gặp ở cửa, nguyên là phó cục trưởng cục lao động bị quảng tới đây, đãi ngộ phó phòng. Trưởng phòng tuyên truyền, Ninh Ngọc Muội. Chính là thiếu phụ áo xanh, phó chủ nhiệm nhân viên, hưởng thụ đãi ngộ cấp phó phòng, nhưng chỉ là không có mũ quan phó phòng. Phó chủ nhiệm văn phòng, Mai Hồng Muội, chính là cô gái xinh đẹp áo hồng, thân hình nóng bỏng, cặp mông cong vút, đôi chân thon dài. Phó chủ nhiệm nhân viên, hưởng thụ đãi ngộ cấp phó phòng. Phó chủ nhiệm văn phòng kiêm thu chi trong cục, Đinh Hương Muội, thiếu phụ xinh đẹp 23 tuổi, nghe nói mấy ngày trước mới kết hôn, phó chủ nhiệm nhân viên. Cho nên Diệp Phàm mới giật mình, một cái cục rách dưới chỉ có 9 người mà có một cán bộ cấp trưởng phòng, 5 cán bộ cấp phó phòng, ngoài ra còn có 4 phó chủ nhiệm nhân viên hưởng thụ đãi ngộ cấp phó phòng. Đây không phải toàn là quan sao, không có một nhân viên chạy việc. Sau này mình có muốn sai bảo những cán bộ phó phòng hoặc phó chủ nhiệm nhân viên này làm gì đó có lẽ cũng không dễ dàng. Chủ yếu nhất là nghe nói những người này trước kia toàn đảm đương chức vụ lãnh đạo ở những đơn vị tốt. Sau này toàn vì đắc tội với lãnh đạo trong huyện hoặc là lãnh đạo các cục bị giáng chức xuống đây làm lão gia. Mình căn bản chính là lãnh đạo một nhóm quân lão gia. Trong lòng những cán bộ phó phòng này vốn chứa đầy bụng lửa, không ai phục ai. Hơn nữa trong cục tôn giáo lại không mò được chút nước béo nào, người ta chỉ vẻn vẹn lĩnh được chút ít tiền lương. Phó cục trưởng, phó chủ nhiệm nhân viên người ta cũng chưa chắc yêu cầu cục trưởng anh làm chuyện gì. Bản thân anh ngay cả tiền cơm cũng phải tự móc tiền túi ra thì người ta còn có thể dính vào bên nào. Nếu trong cục có tiền thì mọi người thỉnh thoảng có thể ăn trực một bữa, có lẽ có cán bộ còn nghe lời một chút vì có thể quẹt chút mỡ. Đằng này ngay cả mỡ cũng không quẹt được thì hà cớ gì phải nghe lời anh. Phòng làm việc của mọi người ở đâu? Diệp Phàm liếc nhìn xung quanh, phát hiện cung điện cũ rích này vô cùng rộng rãi, chiều dài đến 50 mét, chiều sâu cũng khoảng 40 mét. Còn chia làm điện trên và điện dưới, ở giữa hai điện có một giếng trời. Có lẽ giếng trời này vốn được mở rộng, hiện tại chỗ mở rộng lại trang bị thêm một lớp kính trong suốt bằng chất dẻo, trông giống như một cửa sổ trên mái nhà cực lớn. Cục trưởng Diệp, chúng ta làm việc ở điện dưới của đại điện này. Bên cạnh có hai phòng chính là nơi cất giữ hồ sơ, điện trên chính là nơi họp hành lúc bình thường. Cái bàn lớn do ba bàn bóng bàn hợp lại này chính là bàn hội nghị của phòng họp. Hôm nay mọi người nói chủ nhiệm Trung về hưu, cho nên mới chuyển cái bàn này ra góc. Phòng làm việc của anh ở bên trái tầng 2 điện trên, đợi lát nữa tôi sẽ dẫn anh đi xem. Ninh Hương Muội nhiệt tình cười nói. Được được, chỉ cần vệ sinh một chút là được. Bàn hội nghị này cũng rất đặc biệt, bình thường không có việc gì, ngoài thời gian công tác mọi người còn có thể đánh bóng bàn. Phải kết hợp nhịp nhàng giữa làm việc và nghỉ ngơi, thư giãn một chút mới có tinh thần làm việc. Ha ha ha. Mọi người ngồi xuống trước đi, chúng ta nói chuyện. Diệp Phàm cười nói, đặt mông ngồi xuống chính giữa cái bàn do ba cái bàn bóng bàn ghép lại, nghĩ thầm, mẹ kiếp. Thật đúng là một đơn vị rách nát, nghèo đến cùng cực, mấy cái bàn bóng bàn này cũng không biết đào được từ chỗ nào, toàn là đồ vứt đi. Cánh tay người ta vừa đặt xuống đã kêu lên kèn kẹt. Cái bàn cũ kỹ này đừng nói là chơi bóng bàn, chỉ cần đụng vào một cái cũng phải vô cùng cẩn thận, đừng để cho nó lỏng lẻo. Chặt ra làm củi có khi còn tốt hơn. Giữa lúc đang nói chuyện thì điện thoại vang lên, Đinh Hương Muội nhận điện thoại, một lát sau đặt điện thoại xuống nói. Cục trưởng, anh đến thật đúng lúc, ngày kia trên đỉnh Nam Thiên ở xã Nam Thiên sắp chuẩn bị một hoạt động, nghênh tiếp pho tượng đồng về. Chủ trì của chùa Nam Thiên là Cổ Đức Đại Sư muốn mời cục tôn giáo chúng ta xuống lãnh đạo chủ trì một số hoạt động.
pho tượng gì? Diệp Phàm hỏi. Lúc này chủ nhiệm Trung Phát Tài cười nói. Ha ha ha, cục trưởng, là như vậy. Trong huyện chúng ta Tiếu gia có một người tổ tiên tên là Tiếu Mộng Đường vô cùng nổi tiếng vào thời Minh Triều. Đã từng thi đậu tam giáp thi đình, thời xưa gọi là thám hoa. Vĩnh Lạc Hoàng đế Chu Lâm đích thân cử làm huyện lệnh Ngư Dương chúng ta, sau này thăng quan lên làm tri phủ Mặc Châu, thật ra chính là chức vụ bí thư thị ủy thành phố Mặc Hương chúng ta hiện tại. Tiếu Mộng Đường là một thiên tài, ở các phương diện thơ từ ca phú đều có thành tựu nhất định. Nghe nói còn từng tham gia biên soạn Vĩnh Lạc Đại Điển, cùng với nhóm người Chu Lâm Hạ Chỉ, Giải Trư, Diêu Quảng Hiếu, Vương Cảnh, Cáo Tập. Thời gian trước Tiếu gia có một người ở phân nhánh tổ tiên Hồng Kông, tên là tiên sinh Tiếu Phi Thành, sau khi quay về quê hương đến tế tổ du ngoạn đỉnh Nam Thiên của Ngư Dương chúng ta, cảm thấy phong cảnh mê người, mây mù kỳ lạ. Lúc ấy nhất thời nổi hứng, quyên góp 20 vạn cho chùa Nam Thiên, nói là muốn đúc một pho tượng đồng của tổ tiên Tiếu gia là Tiếu Mộng Đường đặt trên chùa Nam Thiên. Trụ trì Cổ Đức Đại Sư đương nhiên vui vẻ đồng ý, nghe nói sáng ngày mai pho tượng đồng này sẽ đến huyện chúng ta. Người của Tiếu gia và các hòa thượng của chùa Nam Thiên cũng đã chuẩn bị xong các công tác nghênh đón. Cục tôn giáo chúng ta là nơi quản lý những chuyện này, đương nhiên không tránh được phải đi tổ chức hoạt động. Lão Trung, ông cũng quá rát vàng lên mặt cục chúng ta rồi, hoạt động này tự có phó chủ tịch huyện Tiếu của Tiếu gia chủ trì, từ lúc nào lại đến lượt cục tôn giáo chúng ta ra mặt chứ? Phó cục trưởng Vệ Bảo Quốc ở bên cạnh không kìm được hừ một tiếng. Đúng vậy. Sắp xếp cho cục tôn giáo chuyên quản lý những chuyện này chúng ta đứng ra tổ chức, nhưng chúng ta lấy cái gì đứng ra tổ chức? Cục trưởng Diệp vừa mới tới có thể còn chưa biết nội tình của cục chúng ta, cho dù muốn lấy thể diện giành cờ thi đua cũng phải suy nghĩ một trận. Đối với đơn vị đứng ra tổ chức mà nói, không bỏ chút máu người ta làm sao nhìn chúng ta, không có mấy ngàn thì có thể khai triển được hoạt động gì chứ? Cũng không thể trên danh nghĩa là cục chúng ta đứng ra tổ chức. Bản thân chúng ta còn không có đồng nào, chuyên môn đi cắt xén của người ta. Chùa chiền của Ngư Dương chúng ta vốn đều là những nơi nghèo nàn, chúng ta còn đi cắt xén chút tiền dầu đèn đáng thương của ngôi miếu cũ kỹ đó sao? Nếu khi tổ chức, vị Tiếu Phi Thành tiên sinh đó không cẩn thận hỏi ra, trong huyện chúng ta xuất ra bao nhiêu tiền, chúng ta chỉ còn nước chui xuống cống cho đỡ mất thể diện. Ai, chuyện xấu hổ này nếu nói ra có lẽ sẽ trở thành trò cười khiến người ta cười rụng răng. Ai, không có tiền thì làm được chuyện gì chứ? Phó Cục trưởng Lâm Chấn Dân có chút dáng vẻ oán trách thở dài nói. Trước kia khi tổ chức những hoạt động tương đối lớn, cục chúng ta làm thế nào? Diệp Phàm hỏi, trong lòng cảm thấy có chút lạnh lẽo. Làm gì chứ? Trên cơ bản là không đứng ra tổ chức, mà đều do các đơn vị khác tổ chức, trên danh nghĩa chúng ta cũng mang tiếng là tham gia, nhưng thật ra toàn bị người khác xem thường. Ngay cả khi cắt băng. Nhân viên của cục tôn giáo chúng ta từ trước đến nay đều bị xếp cuối hàng, nếu giải băng quá ngắn thì trên cơ bản không có việc gì cho cục tôn giáo chúng ta. Phó chủ nhiệm Đinh Hương muội tức giận nói. Chương 358, không xuống đài được. Đúng vậy, anh không xuất tiền thì dựa vào cái gì kêu người ta phải kính trọng anh, bây giờ có tiền chính là đại gia. Chúng ta đi tổ chức hoạt động, bình thường mà nói đều quá giang xe, một cục mà ngay cả chiếc xe rách nát cũng không có. Có lúc xuống nông thôn còn phải ngồi xe gì đó. Ha ha, nói ra cục trưởng Diệp nhất định sẽ buồn cười, chính là loại máy kéo tay vịn gì đó, vang lên tiếng xình xịch xịch, khi đến hiện trường mọi người đều liếc mắt, tiếp theo đương nhiên là khắp nơi cười nghiêng ngả, cảm thấy cục tôn giáo chúng ta thật biết pha trò, không thể nào không buồn cười. Có đồng chí không biết rõ sự tình còn tưởng rằng cục chúng ta thực hành tiết kiệm, còn người biết nội tình thì toàn cười trộm trong lòng. Ai? Làm mấy năm đã gặp bao nhiêu sự khinh thường, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi đều thấy sợ hãi, bình thường mà đi đều quá giang xe cục người khác, nếu xe của cục người ta đã ngồi chật người, nhét thêm chúng ta nữa sẽ trở nên chật trội, ngoài mặt người ta không nói gì cả, nhưng trong bụng nhất định đang nói thầm. Có một lần tôi và đồng chí của ban tuyên truyền đi cùng nhau. Lúc ấy vì xe quá chật, không cẩn thận đạp lên bắp đùi một vị lãnh đạo nào đó. Vị lãnh đạo đó chỉ trợn mắt liếc tôi một cái, nhưng lái xe lại không vui vẻ. Mỉa mai cười nói, sao vậy? Trưởng phòng Lý, người của cục tôn giáo các anh có phải đều thích tụ tập đông đúc có phải không, khiến những người trên xe đều cười ha ha như điên. Hay là còn phải kiếm cơm cho cục, có cách gì chứ? Đồng chí Lý Ninh của phòng dân tốc cũng bụng đầy bực tức.
Tiếp theo Diệp Phàm lại nghe ba cô gái đều có tên kèm chữ muội, phát ra một trận bực tức, đặc biệt là thiếu phụ mạnh mẽ Ninh Ngọc muội rất không khách khí hỏi. Cục trưởng Diệp, mấy ngày nữa là cuối năm rồi. Các đồng chí của cục khác đều đang bàn luận phong bao lì xì của năm nay có bao nhiêu, có thể ôm mấy thùng táo, thùng cam về nhà ăn Tết hay không. Đại cục trưởng cục chúng ta là anh đã đến rồi, hẳn là phải có chút tình hình mới đúng không? Cô ta nói xong còn cười khanh khách phóng đãng không thôi. Diệp Phàm cau mày hỏi, năm ngoái mọi người nhận được phong bao bao nhiêu? Mấy thùng táo thôi sao? Lúc này tất cả mọi người đều không lên tiếng, cuối cùng vẫn là chủ nhiệm Trung phát tài của văn phòng vì đã nghỉ hưu, nên cũng không sợ đắc tội với người nào nữa, có chút dáng vẻ ngại ngùng nói. Không có nổi một quả táo và quả cam nào, chứ đừng nói là phong bao lì xì. Sau này cục trưởng Lôi còn nói trong cục mắc nợ bên ngoài 5.000 đồng, người ta tới tận cửa đòi nợ. Không có cách nào cục trưởng Lôi nói phải giữ lại 100 đồng tiền lương của mỗi người để trả bớt một ít, đợi sang năm sẽ trả lại. Đến bây giờ 100 đồng đó cũng chưa trả lại cho chúng tôi. Không sợ cục trưởng Diệp chê cười, vợ tôi sáng nay vừa ra khỏi cửa đã hỏi 100 đồng đó. Nói là đã về hưu rồi 100 đồng đó không thể để mất được. Ai, trong nhà còn hai đứa nhỏ còn đang học đại học, rất cần tiền, số tiền này vợ tôi đã tính toán sử dụng. Tôi làm việc cả cuộc đời, thâm niên công tác cũng gần 40 năm rồi, tiền lương cả tháng gộp lại cũng chưa quá 400 đồng. 100 đồng này đối với nhà tôi mà nói là con số rất lớn, cục chúng ta ngoài lĩnh chút tiền lương này ra. Trợ cấp ngày Tết, phụ cấp xuống xã đều không có. Khi xuống xã thì báo tiền xe, nếu thuê xe thì phải chọn loại xe rẻ nhất, có máy kéo tay vịn thì không thể đi thuê xe lam, có xe lam thì không thể đi thuê xe bánh mì. Xe con thì chưa từng thấy, xe bánh mì thì khi cục trưởng đi ra vì lúc ấy có đồng chí thượng cấp cùng đi, cho nên mới thuê mấy lần. Thử nghĩ xem, một lần tiền xe cũng phải mất 100-200 đồng. Kinh phí cả cục một năm có 5.000 đồng, có thể làm được chuyện gì? Cục trưởng của cục lớn ở khách sạn cao cấp, ăn một bữa cơm cũng mất mấy ngàn đồng rồi, còn cục chúng ta? Trung phát tài than thở không thôi, bây giờ dù sao cũng đã nghỉ hưu rồi, oán khí trong lòng không sợ lãnh đạo nào nghe thấy, chút hết ra ngoài. Được rồi, tôi biết mọi người đều có uất ức, cục chúng ta không có tiền cũng không có xe, xe đạp trái lại có mấy chiếc. Phong bao, trái cây gì đó càng không hy vọng, nhưng công tác vẫn phải đi làm, có phải không? Tất cả mọi người đều nhận tiền lương, bình thường mà nói tiền lương tài chính trực tiếp cấp xuống hẳn là đều nhận được. Nếu đã nhận tiền lương cũng nên làm việc có phải không? Chúng ta đều là cán bộ của đảng, tôi vừa mới đọc sơ qua lý lịch của mọi người, thành viên trong cục chúng ta đều là đảng viên. Làm đảng viên hẳn là chuyện gì cũng phải gương mẫu điển hình đi đầu. Trước tiên phải làm tốt hoạt động của chùa Nam Thiên ngày mai đã rồi hãy nói, hoạt động lớn như vậy. Cục chúng ta cũng nên bỏ ra chút sức lực có phải không? Làm việc lặt vặt cũng được, không có tiền thì làm kẻ chạy việc cũng được. Mọi người nói đi, ai đi tham gia vào hoạt động lần này, chỉ ít phải có 3 đồng chí, một người thì ít quá. Tiếu Mộng Đường là niềm tự hào của Ngư Dương chúng ta phải thận trọng một chút mới được. Sau khi Diệp Phàm nói xong liền đưa mắt liếc nhìn mọi người trong đại điện. Hy vọng có người có thể xung phong nhận việc đề xuất đi đầu. Hôm nay mình mới nhậm chức, cũng không nên quá bối rối. Nếu mắc kẹt, vậy hôm nay mình tiền nhiệm cũng hơi gầy rồi. Trong điện yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển. Diệp Phàm cũng không tức giận, lại thản nhiên liếc nhìn mọi người một lần nữa, phát hiện điệu bộ của mọi người trong điện rất là thú vị. Thấy Diệp Phàm liếc mắt nhìn, có người lập tức cúi người xuống giả vờ buộc dây giày vốn được buộc rất chặt. Có người giả vờ móc bật lửa ra châm thuốc hút. Có người lấy bút ra vẽ vời trên giấy, không biết có phải đang vẽ đầu cục trưởng mình không, ba cô gái mang theo chữ, muội, hoặc cúi đầu, hoặc lại giả bộ sửa sang lại quần áo của mình. Cục trưởng, nếu không tôi đi cùng ai đó được rồi. Lúc này thiếu phụ xinh đẹp Đinh Hương muội trái lại ấp úng thốt ra một câu. Rất tốt, Diệp Phàm rất vui mừng, chỉ ít có người chịu xung phong rồi, có thể đánh tan nước đọng thì sau này sẽ dễ làm hơn. Đây là chuyện đầu tiên cần giải quyết khi mình nhậm chức cục trưởng, nếu không có ai hưởng ứng thì cục trưởng mình còn làm cái dám gì nữa. Còn có ai muốn xung phong không? Diệp Phàm nói xong đưa ánh mắt về phía ba vị phó cục trưởng, vì Đinh Hương muội chỉ là một phó chủ nhiệm của văn phòng, cấp bậc quá thấp. Mặc dù nói hưởng thụ đãi ngộ của phó chủ nhiệm nhân viên,
nhưng chung quy vẫn chưa có trọng lượng, vẫn cần có một vị phó cục trưởng đi phối hợp chủ trì trong huyện mới được. Tuy nhiên Vệ Bảo Quốc, Lâm Chấn Dân, Trương Vệ Thanh đều là những phó cục trưởng giàu hoạt, trước kia đều là phó cục trưởng của các cục khác, hiện tại bị giáng chức xuống đây thì còn sợ gì nữa. Thật ra pho tượng tổ tông Tiếu gia vận chuyển tới chùa Nam Thiên còn có một mánh lưới nữa, Tiếu Tuấn Thần mặc dù nói là phó chủ tịch thường vụ huyện của huyện Ngư Dương, nhưng thời gian gần đây thế lực của Tiếu gia đang ngày càng suy yếu. Phí gia như mặt trời ban trưa, Ngọc gia cũng đang dần dần quật khởi, Tạ gia tương đối ổn định. Còn Tiếu gia lại quá yếu, lần này pho tượng đồng lão tổ tông của Tiếu gia được vận chuyển về có lẽ cũng có mục đích tạo thế. Đối với Tiếu gia mà nói đương nhiên là tạo thế. Nhưng đối với Phí gia, Ngọc gia và Tạ gia mà nói chính là diệt thế. Vừa vặn ngược lại, lúc này nếu đứng ra liều mạng chọc vào Tiếu gia, rất có thể trong lúc vô tình lại đắc tội với Phí gia, Ngọc gia và Tạ gia. Đặc biệt là Phí gia và Ngọc gia nhất định sẽ chèn ép Tiếu gia, không để cho y ngẩng đầu lên một lần nữa, như vậy bỗng dưng có thêm một đối thủ mạnh mẽ là kết quả ba bên đều không muốn nhìn thấy. Cho nên ngóc ngách bên trong rất là hỗn loạn. Ba phó cục trưởng này trước đây vốn vì cố chấp nên mới bị nhốt vào trong lãnh cung, hiện tại cũng lung lay điều đi. Nếu vì chuyện này mà đắc tội với Phí gia và Ngọc gia thế lực mạnh mẽ thì thật sự không đáng. Trái lại nếu hôm nay nghênh đón lão tổ tông của Phí gia quay về, có lẽ không cần Diệp Phàm mở miệng, mấy cấp phó này đều sẽ tranh nhau tới đỉnh Nam Thiên, cho dù mình bỏ tiền cũng phải nhiệt tình đi dính vào những vẻ mặt lạnh lùng đó. Diệp Phàm nhất thời không ngờ rằng một hoạt động đơn giản như vậy lại ẩn chứa nhiều ngóc ngách phức tạp như vậy. Làm người thật sự là khó khăn, cái gì đều nghĩ đến đó là khó hơn, lại không phải là thần tiên để có thể bấm số tính toán. Lại thêm 10 phút khó xử trôi qua, Diệp Phàm nhìn đồng hồ đã sắp 11 rưỡi, cũng không cần ăn trưa, mọi người đều không lên tiếng. Hắn cũng hơi tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhàn nhạt cười hỏi. Những hoạt động tổ chức trước kia là vị cục trưởng nào chịu trách nhiệm? Trầm mặc một lát, Vệ Bảo Quốc thấy không trốn tránh được, mở miệng hừ nói. Tôi chịu trách nhiệm, nhưng mặc dù nói tôi chịu trách nhiệm, nhưng gần đây tôi đã liên tiếp tham gia nhiều hoạt động, cắt băng cây cầu đoàn kết dân tộc xã Cát Đức, tham gia sửa chữa cây cầu xã Khúc Phi, phát triển hoạt động đội chống cơm xã Thanh Mạch, những ngày này còn không có thời gian nghỉ ngơi. Thật sự rất mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một thời gian, vẫn xin mời đồng chí khác trong cục đi đi. Được, cục trưởng Vệ có vẻ rất mệt, cục phó Lâm và cục phó Trương các anh thấy thế nào? Diệp Phàm hỏi. Cục trưởng Diệp, gần đây tôi bị bệnh đau bao tử. Các đồng sự đang ngồi đây đều biết căn bệnh cũ này của tôi. Không làm thì không sao, nhưng vừa làm thì đau muốn chết. Mấy ngày qua vẫn truyền nước, uống thuốc, vốn là phải nằm viện, hôm nay vì lão Trung về hưu cho nên mới quay về xem, tạm biệt lão Trung. Dù sao cũng là đồng nghiệp một thời gian rồi có phải không? Nếu thật sự muốn tôi đi thì cũng được, chỉ sợ đến lúc đó bệnh cũ tái phát thì trên đỉnh núi nhất thời xuống không được. Căn bệnh của tôi thật ra là chuyện nhỏ, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến hoạt động trong cục, khiến cho lãnh đạo huyện mất hứng thì phiền phức. Lâm Chấn Dân quăng ra căn bệnh đau bao tử của mình làm lá chắn. Hừ, vừa có chuyện là lấy căn bệnh đau bao tử cũ rích ra làm ngụy trang. Đây là thủ đoạn cũ rồi. Còn không biết đổi trò mới đi, mẹ kiếp. Lần đó cục trưởng kêu mọi người tới khách sạn Ngư Dương ăn cơm, lão tiểu tử ông còn chạy nhanh hơn thỏ, tại sao lúc đó không ném ra căn bệnh đau bao tử đi? Biết rằng lần này phí sức mà không thu được kết quả tốt. Lại đổ hết lên người ông mày. Phó cục trưởng Trương Vệ Thanh trẻ tuổi đang oán thầm Lâm Chấn Dân, liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói. Cục trưởng Diệp, tôi phụ trách hoạt động bên phương diện dân tộc. Loại chuyện nghênh đón tượng đồng tổ tông này thật sự chưa từng làm qua, không có kinh nghiệm cũng không biết nên bắt tay từ chỗ nào. Chỉ sợ làm hỏng chuyện này khiến cục chúng ta mất mặt. Cục trưởng, tôi thật ra có thể đi, tôi làm tuyên truyền, nhưng tôi phải nói một câu. Cục chúng ta từ trước tới nay xuống xã đều không có trợ cấp, đi xuống một ngày tiền cơm phụ cấp chỉ được 1 đồng 5 hào. 1 đồng 5 hào này có thể ăn cái gì, một bát mì trộn đã 1 đồng rồi, đó là chỉ có thể uống nước sôi thôi. Những cục khác đi xuống mỗi ngày phụ cấp tiền cơm là 5 đồng, bình thường mà nói thêm vào tiền phụ cấp linh tinh là được 10 đồng. Mỗi lần đi xuống với bọn họ đều được người ta bao ăn, tiền xe tiền ăn của mình đều phải ăn ké, thật sự hết sức xấu hổ. Trưởng phòng tuyên truyền Ninh Ngọc Muội bực tức nói. Nhưng chuyện lần này tương đối long trọng,
tốt nhất cần có ba người lão vệ, lão Lâm, lão Trương đi thì tốt hơn. Nếu không hai mụ đàn bà chúng tôi đi thì phó chủ tịch huyện Tiếu sẽ thấy thế nào, sẽ cảm thấy cục chúng tôi không xem tổ tông của y ra gì. Lúc này điện thoại lại vang lên, Đinh Hương muội nhấc máy, lát sau báo cáo nói, đại sư cổ đức của chùa Nam Thiên thúc giục hỏi. Nói là vừa rồi phó chủ tịch huyện Tiếu có chỉ thị, nói là hoạt động lần này do bộ phận phân quản huyện chịu trách nhiệm tổ chức, Tiếu gia là chủ nhân, chỉ là phối hợp giúp đỡ bên cạnh thôi. Ai, lần này khó làm rồi. Phó chủ tịch huyện Tiếu có băn khoăn rồi. Trung Phát Tài lại thở dài, liếc mắt liền nghĩ đến phương diện đó. Băn khoăn. Diệp Phàm lặp lại câu nói này có chút khó hiểu. Đúng vậy, có lẽ sợ trong huyện có người nói Tiếu gia dùng tiền nhà nước làm việc của nhà mình, tình hình ngư dương chúng ta vốn phức tạp, miệng lưỡi phức tạp. Lão đầu tử tôi, dù sao đã về hưu rồi, không sợ người khác thù hận. Cục trưởng Diệp, cậu phải nhanh nghĩ cách đi, vừa rồi cổ đức đại sư có truyền lời của phó chủ tịch huyện Tiếu, do bộ phận phân quản chịu trách nhiệm, không phải cục tôn giáo chúng ta thì còn ai. Muốn tổ chức hoạt động này thì làm thế nào, không có mấy ngàn trong tay thì làm thế nào, làm tốt thì không sao, nếu làm không tốt, phó chủ tịch huyện Tiếu không đáp ứng, hơn nữa nghe nói lần này người trong tộc Tiếu gia ở bên ngoài đều sẽ quay về, không có tiền thì làm sao tổ chức chứ. Ai? Trung Phát Tài thật sự cảm thấy lo lắng cho cục trưởng Diệp Phàm vừa mới nhậm chức. Đúng vậy, vừa rồi lão Trung cũng nói rồi, phân nhánh tổ tiên của Tiếu gia ở Hồng Kông. Cũng chính là Tiếu Phi Thành tiên sinh có thể quyên góp pho tượng đồng lớn như vậy, chí ít cũng phải trị giá 100 vạn. Chứng tỏ Tiếu Phi Thành tiên sinh có nền tảng rất giàu có, hoạt động lần này của chúng ta nhất định phải làm thật náo nhiệt. Nếu không sẽ đánh mất thể diện của huyện Ngư Dương chúng ta. Cục trưởng chúng ta lần này chính là đại diện cho cả huyện Ngư Dương, khuyết đại năng lực của mình. Diệp Phàm cổ động một phen nhưng không kích động được tinh thần của 8 người đang ngồi đó. Không có tiền thì khuyết đại thế nào chứ? Khách mời dù sao cũng phải ăn cơm, còn một số hoạt động như đeo duy băng, giấy màu, âm thanh, nhang đèn, thuê xe cần thiết, cũng phải tiêu tiền. Làm bên tổ chức hoạt động cũng không thể để bản thân khách mời móc tiền mua cơm ăn được. Phó chủ nhiệm văn phòng Mai Hồng muội dội một chậu nước lạnh, thiếu chút nữa dập tắt ngọn lửa của Diệp Phàm. Mẹ kiếp, miệng lưỡi của đàn bà thật là bén nhọn. Bố mày khó khăn lắm kích động được một chút nhiệt tình lại bị cô ta dập tắt. Diệp Phàm vừa nghe, mặt hơi trầm xuống có chút tức giận nói. Nói gì vậy, không có tiền cũng phải làm. Quay đầu lại hỏi Đinh Hương muội. Cục trưởng Lôi cũng không có thủ tục chuyển giao, trên sổ sách cục chúng ta còn dư lại bao nhiêu tiền? Dư tiền. Đinh Hương muội há to miệng, đầu lưỡi khua loạn bên trong, giống như bị giật mình. Sao vậy? Diệp Phàm cau mày lại hỏi. Không có một đồng nào, hóa đơn nợ bên ngoài thật ra còn hơn 5.000 đồng. Đinh Hương muội cuối cùng cũng thốt ra. Vẫn chưa hết đâu, bên tôi hai lần trước còn chưa báo cáo một số chi phí cần thiết và xe cộ đi công tác. Cục trưởng Lôi nói là chờ cuối năm, bây giờ không phải đã cuối năm sao, chút tiền lương này của tôi đều dính hết vào đó. Ngày mai vợ tôi lại mắng, gần sang năm mới không có tiền mua sắm hàng Tết thì sống thế nào. Vệ Bảo Quốc cũng bực tức. Đúng. Tôi cũng có trăm công ngàn việc đang tồn đọng trong nhà. Lúc này Phó Cục trưởng Lâm Chấn Dân ở bên cạnh và Phó Cục trưởng Trương Vệ Thanh, Lý Đinh đồng loạt mở miệng. Xong đời rồi, mới tổng hợp lại có lẽ hiện tại trong cục vẫn còn mắc nợ hơn 1 vạn, thời gian tới kêu người ta làm sao mà sống. Trước kia khi ở Lâm Tuyền trong tay có 10 mấy vạn cả ngày bay đi bay lại, không ngờ trong huyện lại có một cục nghèo đến mức độ vậy, mấy ngàn đồng cũng không có được, Diệp Phàm căm tức nghĩ. Nhưng tình hình trước mắt cũng không có cách nào, phải kiếm chút tiền vượt qua cửa ải khó khăn này rồi hãy nói. Cục trưởng Diệp, ở chỗ tôi cũng có hơn 300 đồng, nếu trong cục không có tiền thì, thôi được rồi. Lúc này chủ nhiệm Trung Phát Tài của văn phòng đã nghỉ hưu có chút ấp úng nói, trên mặt viết đầy vẻ xấu hổ, nhìn thấy Diệp Phàm liếc mắt nhìn y, sợ hãi vội vàng đứng lên, lại vội vàng nói. Những chuyện này đều là những việc nhất định phải tiêu, tôi không sử dụng linh tinh một đồng nào. Lão Trung, ngồi đi, không sao đâu. Anh làm việc thì nên cho anh báo cáo. Làm sao có thể để anh về nhà bị vợ của trách được. 300 đồng này là tiền lương 1 tháng của anh. Không phải là con số nhỏ. Anh đưa hóa đơn cho Hương muội, tôi sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ báo cho anh. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Cảm ơn. Trung Phát Tài cũng không làm kiêu. Lấy hóa đơn từ trong túi ra,
Diệp Phàm liếc nhìn qua phát hiện thật sự là những khoản nên báo, không nói nhiều lấy bút ra phê xuống hóa đơn đầu tiên của cục trưởng tiền nhiệm, cảm thấy chiếc bút này thật là nặng nề, không có một chút cảm giác sảng khoái phê tiền của các cục trưởng khác. Chương 359, một chén rượu một chén kiếm Nam Xuân. Được rồi, hoạt động lần này cục chúng ta phải xem như là một chuyện đại sự, ta quyết định rồi. Mai Hồng Muội và Lâm Chấn Dân, hai đồng chí ở lại giữ cục. Còn những người khác tất cả theo tôi lên chùa Nam Thiên tổ chức hoạt động. Chiều nay nghiên cứu phương án hoạt động, trước buổi tối phải hoạch định xong phương án, nếu không không kịp thời gian mất. Còn về chuyện kinh phí hoạt động tôi sẽ nghĩ cách, đồng chí Trung là người có nhiều kinh nghiệm công tác, tôi xin mời anh cùng tham gia tổ chức hoạt động lần này xong rồi hãy về nhà nghỉ ngơi thế nào hả? Diệp Phàm quyết định chắc chắn, mọi người cũng không nói gì nữa. Được, cuối cùng tôi cũng được tham gia tổ chức một hoạt động lớn cho cục chúng ta, cảm ơn cục trưởng Diệp đã cho tôi cơ hội này. Cả đời bị người khác đè ép cũng đến lúc chúng ta phải thể hiện rồi. Trung Phát Tài có chút hưng phấn, hai mắt lấp lánh niềm vui. Được rồi, bây giờ đã sắp 12 giờ rồi. Hương Muội, tìm một quán cơm nhỏ, chúng ta ăn bữa cơm rau dưa, uống chút rượu xem như chúc mừng. Diệp Phàm nói. Cục trưởng. Ninh Hương Muội có chút khó xử nhìn Diệp Phàm vặn vẹo cái mông xinh đẹp, giống như có lời gì khó nói. Sao vậy? Diệp Phàm có chút khó hiểu. Ha ha ha, cục trưởng, hiện tại cục tôn giáo chúng ta ra ngoài ăn cơm, chủ quán người ta đều không cho ký sổ và nợ tiền nữa. Trung Phát Tài giải thích. Những cục khác cũng không được sao. Diệp Phàm có chút khó tin. Những cục khác giống như cục thú y, cục thủy sản, người ta cũng không cho thiếu nợ. Trừ mấy cục lụi bại chúng ta ra, những cục khác trong huyện, anh muốn nợ bao nhiêu người ta cho nợ bất nhiêu. Chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết xong xuôi. Chỉ có mấy cục chúng ta nói thế nào cũng không cho nợ, ai. Cũng không thể trách gì người ta. Nợ thiếu trước đó còn chưa trả được, sổ sách 3-4 năm trước vẫn còn đang ghi chép. Có lẽ chủ quán đều đang kêu gào uất ức, mấy trăm đồng đấy xem như là mời khách. Thỉnh thoảng các ông chủ quán cơm đến đòi tiền dứt khoát đều mang theo nhanh đèn, thuận tiện cúng bái Phật tổ Di Lặc trong cục chúng ta, lúc ấy tôi có giải thích cũng không có tác dụng. Di Lặc không phải là thần tài, cúng bái cũng vô ích. Nhưng những ông chủ đó lại nói rằng, có cúng bái vẫn tốt hơn là không cúng bái, sẽ cúng bái đến lúc nào cục tôn giáo chúng ta còn nợ họ tiền. Anh xem, đây là chuyện gì chứ, thật sự xem cục chúng ta như miếu thờ. Thỉnh thoảng có những ông chủ quán chuyển nhà, thậm chí mang cả vợ con đến đây cúng bái. Cục trưởng, chỗ này rất đắt tiền, một bữa cơm không dưới 700-800 đồng. Kinh phí hoạt động một năm của cục chúng ta chỉ ăn 4 năm bữa là cạn sạch rồi. Ninh Hương Muội ở bên cạnh cẩn thận nhắc nhở. Nếu là cục trưởng mời khách mọi người cho rằng chỉ cần ăn một bữa cơm rau dưa là được rồi, nếu ăn đến mức khiến cục trưởng đau lòng thì cũng không hay. Không sao, đi thôi. Diệp Phàm dẫn đầu đi vào, thật ra Diệp Phàm sớm đã nhìn thấy một người đang bước lên lầu, cho nên mới biểu hiện rộng rãi như vậy. Đi lên phòng VIP tầng 3, khi gọi món. Mọi người đều ngại ngùng. Lão Trung đi đầu gọi mấy món ăn rẻ tiền, thịt xào cay, súp đậu hũ, canh khổ qua gì đấy, có lẽ 100 đồng là đủ rồi. Rượu thì nói là buổi chiều mọi người phải đi làm nên miễn, làm cho nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ nhiệt tình của cô gái ghi thực đơn bên cạnh mất sạch, khinh thường hừ một tiếng, cái mông ngúng nguẩy xoay người bỏ đi. Đợi đã em gái, tôi còn chưa gọi, ha ha ha. Diệp Phàm cười nói. Lại gọi thêm mấy đĩa thức ăn tương đối cao cấp, cuối cùng bổ sung thêm một câu. Cho hai bình kiếm Nam Xuân đi, hôm nay để tạm biệt đồng chí Trung. Kiếm Nam Xuân, một bình 150 đồng đấy. Cô gái phục vụ liếc mắt nhìn Diệp Phàm, sợ hắn không biết cho nên hình như có lòng tốt nhắc nhở, trên mặt thể hiện đầy sự khinh thường. Vừa rồi khi lão Trung gọi món ăn đã để lại cho cô ta ấn tượng không tốt đẹp gì. Cho rằng đám người này có lẽ đều là những người chỉ biết ăn lương nhà nước, hôm nay có lẽ là đến ăn nợ. Nói cái gì, gọi ông chủ của các cô đến đây. Hừ, Diệp Phàm mất hứng, một người phục vụ xem thường người khác như vậy, tầm mắt còn cao hơn mắt chó. Hạnh Nhi, sao có thể vô lễ với khách như vậy, xin lỗi tiên sinh, tôi là quản lý quán này Tạ Bang Toàn. Lúc này ngoài cửa vừa vặn có ông chủ Tạ Bang Toàn đi qua nghe thấy liền bước vào cười nói. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm, cảm thấy rất lạ mặt. Ông chủ Tạ, đây là cục trưởng Diệp vừa mới nhậm chức của chúng tôi.
Lúc này Phó Cục trưởng Vệ Bảo Quốc có lẽ nhận ra ông chủ Tạ, liền mở miệng giới thiệu. Cục trưởng, Cục đất đai các anh lại thay người rồi, vậy phải chúc mừng Cục trưởng Diệp, hoan nghênh Cục trưởng Quang Lâm đến bổn tiệm chúng tôi. Ha ha ha! Ông chủ Tạ cười híp mắt, Cục đất đai là một đơn vị giàu có đến chảy mỡ, nếu có thể đến quán mình nhiều một chút thì mình mò được một khách hàng tốt rồi, còn có thể xác định quán mình là địa điểm chiêu đãi thì càng tuyệt hơn. Nhưng ông chủ Tạ không biết Vệ Bảo Quốc đã sớm bị chuyển từ Cục đất đai nhốt vào lãnh cung Cục tôn giáo, nếu không cũng không nhiệt tình như vậy. Ha ha, ông chủ Tạ, tôi hiện tại đã điều tới Cục tôn giáo rồi, không còn làm ở Cục đất đai nữa. Trước mặt nhiều người như vậy, Vệ Bảo Quốc cũng không tiện nói dối, đành phải nói thật, vẻ mặt cười khổ. À, Cục tôn giáo, mọi người từ từ thưởng thức. Ông chủ Tạ thoáng cái mất đi hứng thú, trong lòng khẽ lẩm bẩm, đơn vị rác rưởi Cục tôn giáo cũng đến đây làm trò náo nhiệt, còn gọi kiếm Nam Xuân, mình nhất định sẽ không đồng ý ký sổ, thấp giọng dặn dò Hạnh Nhi. Nhưng y dặn dò Hạnh Nhi như thế nào, bức nhĩ thông thuật nhạy bén của Diệp Phàm đều nghe thấy, trong lòng rất không thoải mái, nghĩ thầm, đợi bố mày sau này Đông Sơn tái khởi sẽ cho mày biết mùi. Sau khi uống xong một bình rượu, Diệp Phàm giả vờ đi vệ sinh. Trên thực tế đang đợi một người, vừa mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên có chút kinh ngạc. Anh Triệu, anh cũng tới đây ăn cơm à? Thật ra là hắn chỉ giả vờ, Diệp Phàm sớm đã nghiêng lỗ tai nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Ồ, chú Diệp, lâu lắm rồi không thấy tăm tích tiểu tử cậu, thế nào hả, hôm nay lại chui đầu ra sao? Đi cùng ai vậy? Khuôn mặt Triệu Bính Kiện đỏ bừng ló đầu vào liếc nhìn phòng ăn của Diệp Phàm, phát hiện toàn những gương mặt xa lạ. Chủ tịch huyện Triệu, là ngài ạ. Trong phòng mấy vị cấp phó nhận ra đều đứng lên, mấy cô gái không nhận ra Triệu Bính Kiện, nhưng cũng đứng lên theo vì ba chữ chủ tịch huyện Triệu rất là chói mắt. Ha ha ha, ai? Thằng em bây giờ gặp khó khăn rồi, bị điều tới Cục tôn giáo làm một cục trưởng chẳng ra gì, nếu không mời anh Triệu vào trong uống mấy chén. Diệp Phàm giả vờ rất tùy ý nói. Đợi lát nữa, tôi vào nhà vệ sinh đã. Triệu Bính Kiện liếc nhìn Diệp Phàm rồi đi, một lát sau đẩy cửa bước vào. Ha ha ha, chú Diệp, tôi và Cục trưởng Mã Thiết Lâm đến rồi đây, mấy anh em chúng ta uống mấy chén. Triệu Bính Kiện có chút men say. Đặt tay lên vai Cục trưởng Mã Thiết Lâm, kéo vào trong phòng. Anh Triệu, Cục trưởng Mã, tôi xin tự phạt trước ba chén, mời hai vị lão ca thứ cho em tội không kính rượu. Diệp Phàm nâng chén lên uống cạn ba ly. Thế nào hả, tử lượng của chú em tôi thì không cần phải nói. Mấy tháng trước tôi và chủ nhiệm Trương Tân Huy ở chỗ nào nhỉ, không nhớ rõ lắm. Lúc ấy chủ Diệp vẫn đang làm quan ở Đập Thiên Thủy, đến huyện đòi tiền. Tôi nói với cậu ấy. 25 đồng một chén, kết quả thế nào chứ, cậu ấy uống sạch hơn 100 cốc bia, khăng khăng cầm đi của tôi mấy ngàn đồng, ha ha ha. Triệu Bính Kiện thâm ý sâu sắc nói. Kỳ quái, lúc ấy mình nhớ hình như là 15 đồng một chén, tại sao bây giờ từ miệng anh Triệu toát ra lại là 25 đồng một chén, không phải anh Triệu nhớ nhầm chứ? Lẽ nào lúc đó anh Triệu đưa cho mình 5.000 đồng nhưng trên sổ sách lại ghi là 1 vạn, có khả năng lắm. Kiếm tiền thì kiếm tiền đi, quản chuyện của mình làm gì, tiền của nhà nước mà, Diệp Phàm nghĩ vậy nhưng cũng không cải chính, sai thì cũng sai rồi, chuyện này cũng không cần tích cực. Anh Triệu, em không nhìn thấy, tục ngữ nói mắt thấy tai nghe mới tin được. Cục trưởng Mã Thiết Lâm cười nói. Được rồi Mã Thiết Lâm, có phải hay không hôm nay hãy đánh cược với chú Diệp một trận đi, còn dám không tin lời anh Triệu nói. Dù sao cậu là thần tài gia, trong cục có rất nhiều tiền. Có thua cũng không sao, nhưng hôm nay uống rượu trắng, như vậy đi, một chén rượu trắng theo quy định cũ là 6 cốc bia. Hồi đấy khi tôi và chú Diệp đánh cuộc một cốc bia là 25 đồng, như vậy một chén rượu trắng là 150 đồng. Vừa vặn một chén bằng tiền một bình kiếm Nam Xuân. Thế nào hả, Mã thần tài gia, có dám đánh cược vui vẻ với chú Diệp một trận không? Triệu Bính Kiện cười ha ha, sau khi nói xong len lén liếc mắt với Diệp Phàm lập tức hiểu ý. Thì ra là anh Triệu đang giúp mình kiếm tiền, giả vờ nói. Em làm sao dám đánh cuộc với Mã Cục trưởng, anh ấy là thần tài gia, có đánh cuộc thế nào cũng thua có phải không? Nếu may mắn thắng được, em cũng không dám đắc tội với thần tài, anh Triệu, anh làm vậy có phải làm khó em không? Diệp Phàm giả bộ dáng vẻ rất khó xử. Được, đánh cuộc, nhưng Cục trưởng Diệp ít nhất phải uống được 15 chén mới cầm được tiền,
không uống được 15 chén thì đừng hòng đòi được một xu nào của tôi, thế nào hả? Ha ha ha! Mã Đức Lâm là một người giàu hoạt, sẽ không dễ dàng mắc bẫy. Nghe y nói như vậy, những người ngồi ở bàn đều dùng mình, 15 chén chính là 1,5 cân rượu, hơn nữa nồng độ lại không thấp, gần 52 độ. Muốn cầm được mấy ngàn đồng thật không dễ dàng, không có hải lượng thì đừng nghĩ đến. Cục trưởng Mã, một chén 150 đồng. Tôi uống hết cũng mới được khoảng 2.300 đồng, tính tròn số, 3.000 đồng thì thế nào? Diệp Phàm cười khan nói. Được, bắt đầu đi, Lão Triệu làm trọng tài. Mã Thiết Lâm cũng hăng hái, nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Được. Diệp Phàm không nói nhiều, vì cái cục tôn giáo rách nát này, đương nhiên cũng là vì muốn khoe khoang cục trưởng mình không phải là loại người hèn nhát, cầm một bình rượu mở nắp, trực tiếp nhắm ngay miệng bình đổ vào miệng. Hạnh Nhi lại đưa lên 5 bình, Diệp Phàm lại cầm lấy một bình uống tiếp bình thứ hai. 2 cân rượu trắng xuống dưới bụng thật sự cũng chuyến choáng, có chút hoa mắt, Đinh Hương muội vội vàng đỡ lấy hắn. Cục trưởng Diệp là một người giữ lời, Lão Mã tôi không thể chê được. 5.000 đồng này, buổi chiều kêu thủ quý cục các cậu đến lấy đi. Mã Thiết Lâm cũng rất dứt khoát, dù sao số tiền đó cũng là của nhà nước. Hơn nữa Mã Thiết Lâm cũng phải nể mặt Triệu Bính Kiện. Người ta là lãnh đạo quản lý của mình, chủ yếu là Mã Thiết Lâm nhìn thấu được một chút manh mối, biết cục trưởng Diệp và phó chủ tịch huyện Triệu Bính Kiện có quan hệ rất thân thiết. Nhóm người của cục tôn giáo ở trên bàn cũng nhìn ra đầu mối bên trong, lòng khinh thường đối với Diệp Phàm đã thu lại không ít. Vốn cho rằng anh chàng này cũng giống như đám người bọn họ, đều là đám người xui xẻo, không ngờ quan hệ của người ta vẫn rất cứng rắn. Vừa rồi từ trong ngôn ngữ của Triệu Bính Kiện vẫn nghe ra quan hệ của cục trưởng Diệp với chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trương Tân Huy cũng không tệ. Anh Triệu, bây giờ tiểu đệ lụi bại rồi. Cục trưởng tôn giáo là một đơn vị nghèo đến cùng cực, anh cũng biết rồi, nói thật với anh, ngay cả một cái bàn làm việc tử tế cũng không có. Bàn làm việc trong cục toàn là những đồ rách nát từ thời thập niên 70, 80 người ta đào thải xuống. Lắc lư kéo kẹt kêu vang cả ngày. Chỉ sợ không cẩn thận đặt mông ngồi xuống thì gãy luôn, mang đi làm củi đốt còn tốt hơn. Lão ca anh lên trước rồi, xem có cục nào có bàn làm việc nào đó không dùng nữa thải ra, còn tốt hơn loại đồ ở bên em để chuyển đến mấy cái không. Ha ha ha. Diệp Phàm cũng mặt dày mày dạn cười ha ha, dù sao mình cũng đang giả vờ say, nói ra những lời không dễ nghe gì đó cũng có thể bỏ qua, không mất mặt quá mức. Bàn làm việc trong cục tôn giáo thật sự là không ra gì. Tất cả đều là loại hàng lỏng lẻo, hết sạch dầu bôi trơn rồi. Ngay cả chiếc bàn trong phòng cục trưởng mình cũng là loại bàn làm việc cũ kỹ. Ghế ngồi là loại ghế băng bằng gỗ có lưng dựa, đặt mông ngồi lên chỉ thấy đau đít. Mình vừa mới tới phải làm được chút gì đó cho các đồng nghiệp trong cục nhìn thấy, nếu không khó mà thu phục lòng người, huống hồ người của cục này toàn là những đồng nghiệp lão gia, không dễ hầu hạ. Ha ha ha, chú Diệp, chú nói thật đúng lúc. Hôm nay gặp đúng thần tài rồi, đơn vị của Lão Mã có tiền, hiện tại đang lấy pháo đổi súng bắn chim đấy, thật sự có mười mấy cái bàn làm việc muốn đổi. Đống bàn làm việc đó mua được trên tay tôi, toàn là bàn làm việc ông chủ của cấp phó. Các chủ nhiệm nhân viên khác đều dùng bàn làm việc ông chủ số 1, hình thức đều là bàn ông chủ, chỉ là nhỏ hơn một số. Số bàn này mua từ năm ngoái, nhưng chưa hơn 2 năm. May mà hôm nay gặp được. Nếu không muộn muộn chút thì được chuyển hết cho các xã, thị trấn khác rồi. Triệu Bính Kiện cười phá lên. Được, các đồng chí tới từ xã, thị trấn ngày mai sẽ bắt đầu chuyển. Mọi người nhân lúc ăn cơm chiều xong thì đến chọn rồi chuyển đi. Cục các cậu cần mấy cái. Mã Đức Lâm cũng không để ý, dù sao cũng đưa cho người ta cả. Cục chúng tôi không phải có 9 người sao, vậy thì chuyển 9 cái. Diệp Phàm thuận miệng nói. Không phải cục trưởng, còn 5 người nữa. Lúc này Đinh Hương muội nhắc nhở. Còn 5 người nữa. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, nghĩ thầm tại sao không thấy người. Vậy thì 14 cái, cảm ơn Mã cục trưởng đã rộng rãi. Nhưng chú Diệp, chú đã là cục trưởng rồi. Cái bàn của chú phải lớn hơn một chút, thoải mái hơn một chút mới được. Triệu Bính Kiện nói. Ai, mua không nổi, kinh phí hoạt động một năm của cục chúng tôi chỉ có 5.000 đồng. Một bộ bàn ghế ông chủ kém nhất cũng hơn 1.000 rồi, không mua nổi. Diệp Phàm cười khổ lắc đầu. Một cái cục rách nát như vậy ngay cả tiền mua bàn cũng không có, thật là thảm hại đến khó coi. Anh Triệu,
anh chẳng phải vừa nói chỉ thích tự mình mua bàn cho mình, cái bàn năm ngoái của anh, tôi không dám đụng vào đâu, cứ đem lên huyện đi. Mã Thiết Lâm đột nhiên thốt ra một câu bâng quơ, nói xong còn mịt mờ nhìn vào Diệp Phàm. Anh Triệu, anh làm việc ở huyện ủy chẳng lẽ còn sợ không có bàn tốt để dùng? Anh thấy cục trưởng Mã cũng khẳng khái giúp đỡ rồi, anh cũng phải có chút gì chứ nhỉ? Ha ha ha! Diệp Phàm vội vàng hạ thủ, bàn làm việc trước kia của Triệu Bính Kiện chắc chắn là thứ tốt, vừa mua năm ngoái nên cũng chưa phải là thứ dùng lâu, một bộ chắc cũng phải 3-4 ngàn đồng, người ở cục tài chính khẳng định không thể để bản thân dùng hàng kém được. Tiểu tử nhà cậu đó, lại tống tiền anh Triệu rồi, bộ bàn ghế làm việc kia rất đầy đủ, còn có cả tủ sách, anh mất cả vạn đồng nhờ người mua từ Thượng Hải. Bây giờ cậu lấy cũng được thôi, tuy nhiên cứ uống 5 chén đi. Thử nghĩ xem cũng rất hời rồi đó, 5 chén rượu 1 vạn đồng, làm ăn tuyệt đối là được, để anh Triệu chịu phần lỗ vậy, đến huyện ủy cũng không có bộ tốt như vậy. Triệu Bính Kiện đau lòng, thầm nghĩ, không cho tiểu tử nhà cậu tiện nghi như vậy, ít ra cũng phải say đến vào viện đi. Ha ha, tiểu đệ từ chối thì bất kính rồi, cạn. Diệp Phàm khẳng khái cạn liền 5 chén. Được, coi như tiểu tử cậu chơi được, lão Mã. Anh lấy một ít hộp trà Thiết Quan Âm lớn loại sang đưa cho thằng em, nếu không để cái bàn trà trống trải thì khó chịu rồi, ha ha ha. Triệu Bính Kiện cũng rất ma mãnh, hận không vét sạch đồ trong phòng làm việc của Thiết Lâm mới hả giận. Anh Triệu, anh trừ lại cho anh em chút đi, trà kia là do lãnh đạo thành phố đưa, lấy đi thì xong rồi. Mã Thiết Lâm dở khóc dở cười. Hắc hắc, tiện nghi cho tiểu tử cậu quá. Triệu Bính Kiện không buông tha, chúc mừng Diệp Phàm. Thầm nghĩ, hừ, đem bàn của ta đi thì cũng phải nhả ra chút gì chứ. Hai vị lão ca, tiểu đệ cũng không thể lấy không đồ của hai vị được, cũng có chút gọi là. Lần trước đi Thủy Châu chơi gặp được một bạn bè thân thiết, tặng cho mấy bao thuốc, các anh cầm lấy mỗi người 2 bao đi, hai vị lão ca ngàn vạn lần đừng trách nhé. Diệp Phàm vừa cười vừa lấy ra từ trong cặp ra mấy bao Trung Hoa đặc biệt. Hảo hảo, cầm lại được mấy bao Trung Hoa coi như cũng bù lại. Triệu Bính Kiện không chú ý cứ thế cầm lấy mấy bao Trung Hoa. Mã Thiết Lâm thì tiện tay mở ra một gói mời mọi người trên bàn rồi châm hút. Ừ. Mã Thiết Lâm đột nhiên mở to mắt, nhìn kỹ lại vào điếu Trung Hoa, một lúc sau thì lại càng nghi ngờ, thầm nghĩ, kỳ quái, mùi vị điếu thuốc này sao giống như cái loại đặc biệt mà cho dù là quan lớn cấp tỉnh cũng khó có vậy. Cục trưởng họ Diệp này nếu như sau lưng có bối cảnh thâm hậu như vậy thì làm sao bị biếm đến lãnh cung cục tôn giáo ngồi chơi, ngay cả đến cái bàn cũng không mua nổi. Chẳng qua thì dù thế nào nếu đúng là mặt hàng này thì nói rõ tiểu tử họ Diệp này có quan hệ với trên tỉnh. Ít nhất cũng phải có dính dáng đến quan lớn nào đó, chắc phải đánh giá lại người trẻ tuổi này rồi. Y nghĩ vậy rồi nói. Đi, cục trưởng Diệp, đi với tôi một vòng thăm hỏi mấy bạn bè bên kia đi. Ba người vừa đi trong hành lang thì cục trưởng Mã hất chân Diệp Phàm, thấp giọng hỏi. Cục trưởng Diệp, thuốc của cậu. Cục trưởng Mã nói đến đó thì dừng lại vì biết rằng nếu Diệp Phàm biết đây là loại thuốc đặc biệt thì nhất định sẽ hiểu. Ha ha ha, là một người anh em bên quân đội đưa cho, nghe nói là. Diệp Phàm cũng lấp lửng, thầm nghĩ người thích đoán thì đoán đi, đoán được càng lớn thì lão tử càng dễ làm việc. Chương 360, Thường vụ huyện đoạt thuốc. Đó là thật rồi. Cục trưởng Mã giả bộ không thèm để ý. Ừ, 8 phần có thể. Diệp Phàm nói câu này khiến Triệu Bính Kiện bên cạnh cảm thấy rất khó hiểu, mắng. Hai người nói cái gì vậy? Cái gì mà thật hay giả, thật là đáng ghét. Cục trưởng Diệp, còn nữa không? Tôi muốn lấy hết. Cục trưởng Mã lúc này đã run lên, muốn có được mặt hàng này để tặng người khác, bình thường thứ này có tiền cũng không mua được. Không nhiều lắm, chỉ còn 3 bao. Cục trưởng Mã muốn thì tôi đưa hết. Diệp Phàm cười nói. Tốt, anh lấy ra luôn đi. Cục trưởng Mã vô cùng kích động. Diệp Phàm lấy ra mấy bao thuốc vừa định đưa cho cục trưởng Mã thì đột nhiên bị Triệu Bính Kiện cướp lấy, nói vẻ ngờ vực. Hai người thần thần bí bí một hồi rồi đưa mấy bao thuốc là thế nào, chẳng lẽ trong đó có vàng lá? Triệu Bính Kiện đưa lên ngửi kỹ lại rồi đột nhiên cũng ngây người, tỉnh táo lại không ít rồi vội vàng nhìn lại bao thuốc trong tay. Bừng tỉnh đại ngộ, mắng. Tốt, hai tiểu tử các cậu khi dễ Triệu ca này là nhà quên phải không? Tiểu Diệp tử, nói cho anh rõ, thuốc này là thế nào? Không, không có gì, của một bạn bè bên quân đội đưa cho,
nghe nói là dành cho cấp trên. Diệp Phàm ra vẻ ngượng nghịu. Thuốc đặc biệt. Triệu Bính Kiện nhỏ giọng. Ừ, có thể là vậy. Diệp Phàm cười thần bí. Ha ha ha, ba bao này của anh Triệu, lão Mã, đừng có rảnh với anh. Triệu Bính Kiện cười sằng sặc làm mấy cô em đang đi toilet cứ nhìn vào, tưởng đâu là một kẻ điên. Anh Triệu, là tôi đặt trước, mới vừa rồi có hai bao tôi đã bóc ra một bao, anh phải đưa tôi hai bao, anh lấy thêm một bao thôi. Mã Thiết Lâm lạnh toát, trên trán vết nhăn răng đầy, đoán chắc ba bao thuốc này hỏng rồi. Lão Mã, anh còn dám nói vậy à, cho anh một bao là được rồi. Triệu Bính Kiện ném ra một bao cho Mã Thiết Lâm, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc cặp của Diệp Phàm, hừ nói. Còn có mấy bao, lấy ra hết, đừng có vờ vịt để lừa anh, hừ. Chỉ còn ba bao đó thôi, em còn phải đi lên huyện làm việc để xin ít tiền triển khai hoạt động cho cục. Diệp Phàm ra vẻ khó khăn. Lấy ra. Mã Thiết Lâm và Triệu Bính Kiện đồng thời đưa bàn tay ra. Muốn tiền thì dễ dàng thôi, lão Mã, một bao 2.000 nhé. Triệu Bính Kiện cười nói. Bỏ đi, em không cần tiền. Anh em mà nói tiền nong e là mất thân tình. Em còn ba bao nên chia đều mỗi người một bao, dù sao cũng phải lưu lại một bao cho em làm việc. Diệp Phàm cười méo sạch, đau lòng đưa thêm cho mỗi người một gói rồi vội vàng lấy ra mấy bao còn lại nhét vào túi quần, nếu không hai con sói bên cạnh e là sẽ giật luôn cặp. Bỏ đi, em vậy là được rồi. Lão Mã, cấp cho thằng em ít tiền đi. Triệu Bính Kiện vẫn nỗ lực kéo tiền cho Diệp Phàm. Không thành vấn đề, cục trưởng Diệp, xế chiều cậu bảo tài vụ tới tôi xuất cho 1.500.000, đây là cực hạn rồi. Tài chính ngư dương chúng ta đang căng thẳng, đặc biệt là cuối năm lại càng loạn, cậu cũng biết mà. Cục trưởng Mã Thiết Lâm rất sảng khó ai, vừa lúc ông chủ Tạ tới mời rượu liền nói. Cho cục trưởng Diệp một phòng riêng, thêm 4 món ngon, tối nay tôi bao. Chia thuốc sao? Đột nhiên một giọng trầm thấp vang lên làm ba người sợ hết hồn quay lại thấy bí thư ủy ban chính pháp Vương Xương Nhiên đang mỉm cười nhìn chằm chằm mấy bao thuốc. Vương Xương Nhiên vốn ăn cơm ở trong một góc, ra đi toilet thì thấy ba người đang ở trong góc thì thầm làm gì đó. Y vốn nguyên là cục trưởng cục công an nên tính cảnh giác rất cao, nghi ngờ có phải mấy tên ăn trộm vừa lấy được cái gì trong quán. Con mẹ nó, lão tử đã mười mấy năm chưa bắt kẻ trộm, nếu lần này có thể bắt được thì cũng hay. Coi như một lần hiểu rõ cuộc sống nông thôn. Bí thư Vương vừa nghĩ như vậy nên rất nhanh nhẹn áp sát, lợi dụng góc khuất để ẩn nấp nên ba người Diệp Phàm cũng không biết còn có một cặp mắt mở to đang theo dõi phía sau. Sau đó y mới phát hiện ra là Triệu Bính Kiện, thần tài mới của huyện và Diệp Phàm đang chia thuốc thì nhất thời cảm thấy hăng hái, cảm thấy kỳ lạ vì chỉ có mấy gói thuốc sao có vẻ thần bí như vậy. Phó Chủ tịch huyện Triệu Bính Kiện từng là thần tài của huyện, thuốc trong nhà y chắc là có cả một đống, Mã Thiết Lâm là thần tài đương nhiệm, chẳng lẽ còn thiếu Trung Hoa để hút hay sao mà giờ cầm mấy bao Trung Hoa lại lộ vẻ quý giá như vậy. Bí thư Vương, là anh A, làm tôi sợ hết hồn, còn tưởng rằng mấy đồng chí bên an ninh thành phố. Vừa rồi đồng chí Diệp Phàm nói có mấy bao Trung Hoa nên muốn phân cho chúng tôi. Triệu Bính Kiện vội vàng đánh trống lảng. A, chỉ mấy bao Trung Hoa sao làm ra vẻ thần bí như vậy. Bỏ đi. Tôi cũng đang thèm thuốc, Diệp Phàm, cậu cứ đưa cho tôi mấy bao này đi rồi đi mua mấy bao khác cho Chủ tịch Triệu và Cục trưởng Mã. Vương Xương Nhiên ra vẻ tùy ý đưa tay, thầm nghĩ, mấy tiểu tử còn dám hù dọa đùa lão nhân gia ta, hừ. Lão nhân gia qua cầu còn nhiều hơn các cậu đi đường. Vương, Bí thư Vương. Triệu Bính Kiện ấp úng. Người ta đã nói vậy lẽ nào không đưa, nếu như vậy cũng không tránh khỏi quá ích kỷ. Người ta đường đường là bí thư ủy ban tư pháp, thường vụ huyện ủy hỏi anh mấy bao Trung Hoa mà cũng không chịu. Sao hả, có phải vẫn muốn đòi tiền của tôi không? Được rồi, mấy bao, tính đi, không đến 200 đồng chứ. Tôi đưa cho cậu. Vương Xương Nhiên đương nhiên cũng đang diễn trò, mặt trầm xuống định móc tiền, giả vờ giống như thật, trong lòng cười trộm, còn dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ông mày muốn loại đặc cung này đã mười mấy năm rồi. Trước đây ở trong quân đội, vì chức quan quá nhỏ, lúc tống tiền chỉ hút được 2 điếu, bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy mùi vị quanh quẩn. Ai, được rồi, nói thật với anh, loại thuốc này do một người bạn quân đội của Tiểu Diệp đưa cho, nghe nói là ở trên phát cho. Đưa cho anh một bao, xem như tôi xui xẻo, ai. Triệu Bính Kiện thở dài, biết có lẽ lại thiếu mất một bao rồi.
Cục trưởng Mã căn bản không dám lên tiếng, mình chẳng qua là một trưởng phòng, không phải một cấp số. Ha ha ha, cũng không khác gì, lúc đầu tôi đã nói rồi, người thấy cũng có phần. Vương Xương Nhiên cầm hai bao thuốc lại nhìn về phía Diệp Phàm. Tôi không có, chỉ có một bao thôi. Diệp Phàm cố lên gân nói. Lấy ra đi, Bí Thư Vương không hay hù dọa đâu. Triệu Bính Kiện và Mã Thiết Lâm đồng thời lên tiếng, nghĩ thầm, hai người chúng tôi đều phải lấy ra rồi, tiểu tử cậu còn muốn giấu, không có cửa đâu, đã xui xẻo thì mọi người cùng xui xẻo, anh em hoạn nạn có nhau mới đúng. Thì đưa. Diệp Phàm đau lòng lấy ra hộp thuốc thơm. Mọi người từ từ tán gẫu, tôi đi đây. Vương Xương Nhiên cười ha ha gật gật đầu bước đi. Phó Chủ tịch huyện Triệu, ở đây tôi còn thừa lại một bao. Anh bóc một bao chia cho tôi mấy điếu thế nào hả? Đôi mắt sói của Mã Thiết Lâm soi mói nhìn về hướng Triệu Bính Kiệt, vì Diệp Phàm không có thuốc, nhìn cũng vô dụng. Vừa rồi Mã Thiết Lâm không biết loại đặc biệt này cho nên mở một bao thuốc xoay một vòng trong cục tôn giáo cũng không còn lại mấy điếu. Bây giờ thật sự chỉ muốn khóc, thầm mắng bản thân hào phóng quá mức, lại còn khoe khoang. Hừ, hai bao thuốc này lão tử vẫn không nỡ hút, cậu còn muốn tống tiền, lão Mã, dù sao bao của ông cũng bóc rồi, chia cho mỗi người hai điếu hút đi, thế nào hả? Triệu Bính Kiện càng ác hơn, ngay cả bao thuốc đã bóc của Mã Thiết Lâm cũng muốn ăn chặn. Hừ, Mã Thiết Lâm xoay mặt hoàn toàn phớt lờ. Được rồi, đi uống rượu, ha ha ha. Triệu Bính Kiện đắc ý cười như điên, xui xẻo nhất đương nhiên chính là lão Mã, cục tài chính bị Diệp Phàm cướp đi 1.500.000 đồng, ngoài ra còn mười mấy cái bản cũ, cuối cùng cũng chỉ mò được một bao thuốc.